quyển 8, chương 121. Thượng quan Tuyền than nhẹ một tiếng, hơi thở nhẹ nhàng phả vào gò má kiên cường của hắn, đôi mắt bình tĩnh nhìn ngắm mỗi chi tiết trên gương mặt hắn. Hắn thật là đẹp trai, người đàn ông như vậy hẳn là chẳng bao giờ thiếu phụ nữ vây quanh. Nghĩ tới đây, Thượng quan Tuyền cảm thấy trái tim như bị một khối đá nặng nề đè nén khiến cô không thở nổi. Cho dù cô có làm người phụ nữ của hắn thì cũng chỉ là một trong số rất nhiều người, chỉ có thể tính là tình nhân của hắn những lời mà hắn nói không phải là có ý này sao đôi mắt ngày càng ảm đạm dần tâm tình cô cũng kém dần đi đôi tay lại nhẹ nhàng xoa lên mặt hắn nếu có duyên phận vậy thì cô tình nguyện hưởng thụ mấy ngày vui vẻ bên hắn quên hết mọi rắc rối xung quanh sau này cũng sẽ không phải hối tiếc gì nữa nhìn đôi môi mỏng của hắn trái tim cô khẽ rung lên không biết chủ động hôn hắn thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ suy đi tính lại trái tim thượng quan tuyền lại càng đập rộn ràng hơn, đôi môi mỏng của hắn hơi nhếch lên, hơi thở đều đều mà vững vàng, hôn trọng hắn chắc cũng không sao đâu nhỉ. Thượng quan tuyền thầm nghĩ, khi cô hít vào một hơi toàn là hơi thở đàn ông dũng mãnh của lãnh thiên dục, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ bản thân là một sắc lan, một nữ sắc lan chính hiệu. Nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, hơi thở ấm áp khiến cô cảm thấy tim đang đập thình thịch trong lòng ngực. Cô nhắm mắt lại, do chưa bao giờ chủ động hôn môi người khác nên kỹ thuật của cô hơi vụng về ừm thì ra hôn trộm một người đàn ông lại có cảm giác hay đến thế nhất là một người đàn ông siêu đẹp trai nữa chứ không hưởng thụ thì tiếc quá cô học theo cách hắn vẫn hay làm dùng đầu lưỡi vẽ quanh hình dáng môi hắn thượng quan tuyền đang cực kỳ nhập tâm không hề phát hiện ra lúc này lãnh thiên dục đã chậm rãi mở mắt ra hắn hứng thú nhìn cô gái đang vụng về hôn trộm mình nhưng lại vẫn thản nhiên như không tùy ý cô làm xằng làm bậy trên cơ thể mình vẻ đáng yêu như vậy của cô khiến lòng hắn dấy lên từng đợt sóng nhỏ a à. thượng quan tuyền bỗng mở to hai mắt kêu lên một tiếng rồi hơi đẩy hắn ra ngay sau đó cô lấy tay che miệng lại lãnh thiên dục chống người dậy thân thể to lớn nhàn nhã dựa vào đầu giường hắn không nói lời nào đôi môi mỏng nhếch lên nhìn người con gái to gan đang đỏ bừng mặt anh anh Thượng quan tuyền chỉ ngón tay xanh sao vào mặt lãnh thiên dục, ánh mắt cực kỳ bối rối, cô nuốt nước bọt, lắp bắp nói, anh bắt nạt tôi. Câu nói lên án khiến lãnh thiên dục dở khóc dở cười. Hình như người bắt nạt là em mới đúng. Hắn bỡn cật nói, giọng điệu trầm thấp đầy từ tính vang lên, nghe có phần quể oải. Vừa rồi ai giống nữ sắc lan. Lãnh thiên dục còn chưa nói xong, thượng quan tuyền đã nhanh chóng rước người lên bịt kín miệng hắn. Không được nói ngượng chết mất thôi. Không ngờ là hắn lại tỉnh dậy, nếu biết sớm thì cô sẽ không hôn trộm hắn. Làm sao bây giờ, nhất định hắn sẽ dễu cợt cho coi. Nhìn khuôn mặt đang không ngừng biến đổi của Thượng quan Tuyền, lãnh thiên dục không khó để nhìn ra suy nghĩ trong đầu cô. Cô gái này dù năng lực có giỏi đến mấy nhưng lòng dạ lại đơn thuần như một tờ giấy trắng. Cô không sành sỏi, thâm trầm, chỉ có vẻ bình tĩnh, đây có lẽ là nguyên nhân khiến hắn hứng thú với cô. Này, tôi không cho phép anh nói chuyện vừa rồi với ai khác. Thượng quan tuyền thấy lãnh thiên dục đang nhìn mình, cô lập tức lớn tiếng yêu cầu. Lãnh thiên dục thậm chí còn muốn cười to lên, hắn giơ tay gỡ bàn tay đang che miệng mình lại. Thượng quan tuyền lập tức rút tay lại, thề đi. Tôi thề. Lãnh thiên dục nghe lời cô, thản nhiên nói. Ánh mắt nhìn chầm chầm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của thượng quan tuyền, sau đó nhìn xuống đôi môi đỏ của cô. Hắn không thể không thừa nhận, cảm giác khi cô hôn trộm hắn thật sự rất thích. Thượng quan tuyền tất nhiên không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, khi cô thấy hắn thề như vậy thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bàn tay vỗ vỗ ngực. Anh phải giữ lời đấy nhé, cô nhắc nhở, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Lãnh thiên dục nhíu mày lại, không trả lời cô. Đôi mắt như tia ít quan hứng thú nhìn xuống thân hình quyến rũ động lòng người của cô, ánh mắt đó của hắn đầy thâm trầm. Này, sao anh không nói gì thế, anh nghĩ muốn. Thượng quan Tuyền bị ánh mắt xăm soi của hắn làm cho hoảng sợ, nhưng khi cô ý thức được ánh mắt thâm trầm quen thuộc đó, cô lập tức nhìn xuống người mình. A, à, Thượng quan Tuyền sợ hãi thở hổn hển, thân thể mềm mại lập tức chui vào trong chăn. Vừa rồi cô quên mất mình không mặc quần áo. Nhưng ngẫm lại thì hơi kỳ lạ, vừa rồi ánh mắt của Lãnh Thiên Dục. Thượng quan Tuyền dùng một tay che chăn lên người mình, tay kia che mắt Lãnh Thiên Dục lại, không cho nhìn, tôi không cho anh nhìn mặt cô đã đỏ đến mức có thể ráng chín một quả trứng rồi lãnh thiên dục bị che mắt lại thấy rất buồn cười lần này hắn không làm theo ý cô nữa vươn tay ra kéo tay cô xuống sau đó xoay người lại vây thượng quan tuyền ở dưới thân tay kia kéo chiếc chăn cô đang che trên người vứt xuống cơ thể cường tráng của hắn hoàn toàn vây lấy thân thể uyển chuyển của cô hơi thở đàn ông cương nghị bao trùm lấy thượng quan tuyền khiến cô không thể lẩn trốn anh buông ra cô hít sâu một hơi cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi không cho nói không cho nhìn vậy chỉ có thể làm thôi lãnh thiên dục chỉ dùng một tay đã chế ngự được hai tay thượng quan tuyền siết chặt trên đỉnh đầu cô làm thượng quan tuyền kinh ngạc lập tức dè dặt hỏi làm làm gì hắn nhất định là đang có ý đồ xấu xa nào đó ánh mắt của hắn khiến cô cảm thấy rất sợ nhìn đôi mắt vô tội như một chú nai con đang ngước nhìn mình lãnh thiên dục cong môi cười Đôi mắt đen cực kỳ thâm trầm nhìn cô, dường như chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu mọi thứ. Hắn nói từng câu từng chữ, làm cái việc muốn làm. Thượng Quan Tuyền nghe thấy trái tim mình đang rung lên, sau đó Lãnh Thiên Dục cúi xuống, nhẹ nhàng tinh tế hôn lên môi cô. Đừng như vậy, cô cố né tránh nhưng lại bị hắn khống chế lại. Đừng gì cơ? Hắn đã biết rõ nhưng còn cố ý hỏi, đôi mày rậm nhướng lên, hắn nhìn chăm chú cô, ánh mắt đầy nguy hiểm khiến cô kinh hãi ngay sau đó hắn cúi người xuống tiếp tục hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô em vừa mới đốt lửa dục thượng quan tuyền vô thức thì thầm cầu xin tanh đừng như vậy tôi tôi mệt muốn chết rồi hôm nay đúng là cô mệt muốn chết rồi dù là về sinh lý hay là tâm lý cô rất nghi ngờ cấu tạo cơ thể của người đàn ông này cơ thể hắn là do sắc thép luyện thành à mỗi ngày phải giải quyết nhiều công việc như vậy mà vẫn có nhiều tinh lực trên giường như thế ngoan thói quen đó của em không tốt đâu đôi mắt đen thâm sâu của lãnh thiên dục mang theo tia đói khác cháy lên một ngọn lửa đầy mê hoặc tôi thích nghe tiếng rên rỉ của em giọng nói của hắn đầy bá đạo nhưng cũng có chút uy hiếp thượng quan tuyền cứng đờ người lại nhưng tôi thật sự rất mệt rồi hơn nữa tối qua anh thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ dần hai má đỏ như hai quả cà chua một mực bắt nạt tôi em nghi ngờ năng lực của tôi sao lãnh thiên dục công môi cười đầy quyến rũ, tin tôi đi, tôi muốn em, dù thế nào cũng thấy không đủ. Đầu ngón tay hắn như đang trêu đùa thân thể cô. Nghe cô than mệt, hắn hơi nhượng bộ, tỉ mỉ thực hiện bước dạo đầu thật chu đáo. Thượng quan tuyền khẽ trên lên, cô ngoan ngoãn quay người nương vào hơi thở ấm áp đó. Khi lãnh thiên dục yêu cầu, cô cam tâm tình nguyện muốn say đắm cùng hắn. Cam tâm tình nguyện sao? Đây là lần đầu tiên cô tự hỏi mình theo từng đợt va chạm mãnh liệt của hắn cơ thể của cô như dâng lên từng đợt sống cuối cùng lãnh thiên dục gầm nhẹ một tiếng hắn chôn sâu vào cơ thể cô dục vọng nóng bỏng của mình thượng quan tuyền mê man ngủ thiếp đi không biết đã ngủ bao lâu khi thượng quan tuyền tỉnh lại lãnh thiên dục đã không nằm bên cạnh nữa nhưng hơi thở của hắn vẫn vương vấn quanh mũi cô hắn thật sự là đồ xấu xa thượng quan tuyền nhớ tới những lần lãnh thiên dục chiếm đoạt mình mặt đỏ bừng lên đôi mắt đen nhìn một vòng quanh phòng, khi nhìn thấy một vật đặt trên đầu giường, cô rất ngạc nhiên. Là một chiếc điện thoại hoàn toàn mới. Lãnh thiên dục chuẩn bị cho cô sao? À, điện thoại cũ của cô đã bị hắn ném hỏng mất rồi. Cầm điện thoại lên xem, cô phát hiện có tin nhắn thoại để lại. Thấy em ngủ say nên tôi không nỡ đánh thức, khi nào tỉnh lại thì ở yên đấy chờ tôi về. Giọng nói ngắn gọn của lãnh thiên dục vang lên bên tai thượng quan tuyền cô khẽ thở dài một hơi mở danh bà điện thoại ra mới ngạc nhiên phát hiện cả danh bà điện thoại trắng trơn chỉ có mỗi số của lãnh thiên dục hẳn là do hắn làm mà không biết vì sao nhưng thượng quan tuyền lại cảm thấy ấm áp sự tinh tế của lãnh thiên dục khiến cô hơi cảm động thượng quan tuyền không biết vì sao lúc này cô lại rất muốn được nghe giọng hắn không suy nghĩ nhiều nữa cô gọi cho lãnh thiên dục quá trình chờ đợi thật là dai dẳng vậy rồi à? điện thoại chỉ mới chờ có một hai giây đã truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Ừm. Tim thượng quan tuyền đập thình thịch. Thật ra cô cũng không biết mình gọi điện cho lãnh thiên dục để làm gì, chỉ là vừa rồi cô rất muốn nghe giọng của hắn mà thôi. Ở trong phòng ngoan ngoãn chờ tôi về. Giọng nói lãnh thiên dục bớt đi vẻ lạnh lùng thường thấy, thay vào đó là sự dịu dàng. À, anh đang ở đâu? Thượng quan tuyền nhẹ giọng hỏi. Ở khu uống cà phê trong khách sạn, có chút việc phải xử lý, lát nữa tôi về." "Ừ, được rồi." Thượng quan Tuyền đỏ mặt cúp điện thoại. Vừa rồi tại sao lại hỏi mấy chuyện như thế chứ, giống như vợ của hắn vậy, cảm giác vô cùng thân thiết, giống như đôi vợ chồng mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật vậy. Trời ạ, à, cô đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Cô lắc lắc đầu, nhanh chóng đi rửa mặt cho tỉnh táo lại, đột nhiên đôi mắt lóe sáng. Nếu Lãnh Thiên Dục đang ở trong khách sạn, vậy thì đi tìm hắn cũng được nhân tiện xem hắn đang xử lý chuyện gì. Nghĩ tới đây, thượng quan tuyền lập tức hứng trí trở lại, cô mặc quần áo, đi ra khỏi phòng. Đã giữa trưa, cả khách sạn bên bờ biển a dê được bao phủ bởi ánh mặt trời rực rỡ. Thượng quan tuyền rất vui vẻ thoải mái, cô đi tới khu uống cà phê của khách sạn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng lưng của lãnh thiên dục. Trong mắt thượng quan tuyền hiện lên tia vui mừng, Cô vừa định đi về hướng đó lại phát hiện Lãnh Thiên Dục đang ngồi đối diện với một cô gái rất xinh đẹp. Khu uống cà phê có rất ít người, điệu nhạc du dương bay bổng trong bầu không khí xa hoa vang lên khắp mọi nơi. Lãnh Thiên Dục đang ngồi gần cửa sổ, trước mặt hắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Thượng Quan Tuyền ngẩn ra khi thấy Lãnh Thiên Dục nhìn về phía mình đang đứng, cô vô thức trốn vào một góc nhỏ, đôi mắt tò mò nhìn cảnh tượng cách đó không xa rất rõ ràng là lãnh thiên dục chỉ gọi người phục vụ tới, không nhìn thấy thượng quan tuyền đang trốn cách đó không xa. Cô gái kia là ai? Xem ra vẫn còn rất trẻ, dáng người cũng rất khá, cô gái ấy đang mỉm cười rất mê người, mỗi động tác giơ tay nhất chân đều tràn đầy vẻ cao quý, bộ quần áo trắng mặt trên người khiến cô gái ấy như một nàng công chúa kiều diễm. Khi người phục vụ đưa cà phê lên, cô gái kia dường như đang làm nũng, cười với lãnh thiên dục mà khuôn mặt lãnh thiên dục chẳng còn vẻ lạnh lẽo nữa, hắn cực kỳ kiên nhẫn xúc đường vào tách cà phê, khuấy đều rồi đưa cho cô gái. Chỉ một hành động săn sóc dịu dàng như thế đã khiến thượng quan tuyền cảm thấy chua xót trong lòng, không chỉ chua xót mà còn là đau đớn nữa, dường như nỗi đau đớn đang khoét giận trái tim cô. Vì sao lại như vậy? Vì sao không đi ra? Vì sao hai chân lại như đóng đinh dưới mặt đất như vậy? Thượng quan tuyền cắn môi muốn quên đi đau đớn trong lòng hắn nói là đang làm việc, hóa ra là hẹn gặp cô gái này sao? Cô biết bên cạnh lãnh thiên dục có rất nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng cô không nghĩ bản thân lại đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng đó đến thế. Ánh đèn thủy tinh tản ra những tia sáng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt anh Tuấn của lãnh thiên dục. Hắn tao nhã bưng tách cà phê uống một ngụm, nhìn cô gái ngồi đối diện rồi nói, em còn muốn trông chơi ở bên ngoài đến khi nào nữa. Cô gái xinh đẹp cười cười, sau đó câu mũi làm nũng với lãnh thiên dục, anh cả em chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi mà đương nhiên là muốn được đi chơi lâu lâu một chút ai biết hôm nay lại xui xẻo gặp anh thế này nếu biết trước thì em đã không tới hy lạp rồi cô gái này không phải ai khác chính là em gái của lãnh thiên dục lãnh tan thanh lãnh thiên dục đặt tách cà phê lên bàn thiên hy đã về nước rồi không lâu nữa sẽ đến lãnh thị làm việc em đã tốt nghiệp rồi nên xem xét đến việc phát triển sau này lãnh tan thanh nghe vậy ra vẻ tiếc núi, Ây, anh ấy đáng thương quá, nhất định là bị anh uy hiếp nên mới phải quay về lãnh thị. Thanh Nhi Vẻ mặt vốn đang ôn hòa của lãnh thiên dục đột nhiên biến đổi, thanh âm cũng trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Lãnh tan thanh thấy sắc mặt anh trai mình xấu đi, cô lập tức lè lưỡi. Cô chẳng sợ anh cả vì cô biết chỉ cần mình làm nũng một chút thì anh cả sẽ chẳng còn tức giận nữa. Anh cả. Lãnh tan thanh đứng dậy, đi đến trước mặt lãnh thiên dục hơi tựa người vào người anh trai, vòng tay qua cổ hắn, cất giọng, anh đừng giận nữa, em cam đoan với anh, em chơi chán rồi nhất định sẽ về nước. Anh cũng biết đấy, vì cứ ở bên cạnh anh nên chẳng có ai dám theo đuổi em cả, chỉ nghe đến cái danh của anh thôi là đã bị dọa cho chạy mất ví rồi. Cô biểu môi kháng nghị nói, có người trong lòng rồi hả? Lãnh thiên dục thấy em gái làm nũng như vậy, sự tức giận cũng giảm đi, hắn cất giọng hỏi. Nào có đâu? cho nên em mới muốn yêu đương một chút. Lãnh tan thanh che miệng cười trộm. Lại mấy trò tình yêu vớ vẩn gì hả? Chuyện của em sẽ do anh sắp xếp. Lãnh thiên dục bác bỏ. Anh cả. Lãnh tan thanh lắc lắc người lãnh thiên dục, chẳng lẽ đến anh cũng muốn cái gì mà môn đăng hộ đối hả? Em không cần. Em chỉ muốn được thoải mái yêu đương thôi. Nhưng em đảm bảo nhất định người em yêu sẽ không khiến anh phải thất vọng, được không? lãnh tan thanh bày ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp như chú cúng nhỏ nhìn lãnh thiên dục. Lãnh thiên dục bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn rất yêu quý đứa em gái này, không nỡ mắng con bé. Được rồi, anh cho em một năm, thời gian dài như vậy đủ cho em chơi rồi chứ. Lãnh tan thanh nghe xong mặt mày hớn hở, cô hoan hô một tiếng, sau đó nói, cảm ơn anh. Anh đúng là tốt nhất. Nói xong, cô hôn chụp lên mặt lãnh thiên dục một cái. Thật là hết cách với em. Lãnh thiên dục cố ý nhíu mày lại Lãnh tan thanh cười ngọt ngào Sau đó nghiêng đầu nói Ai bảo ngài lão đại lại yêu quý em gái nhất chứ Đứa nhóc lắm điều Hy vọng em có thể tìm được người khiến anh hài lòng Nếu không anh sẽ sắp xếp đấy Tuy vẻ mặt lãnh thiên dục đầy vẻ cưng chiều với em gái Nhưng giọng nói rất cương quyết Rõ Lãnh tan thanh làm mặt quỷ treo hắn Sau đó về chỗ ngồi của mình Toàn bộ cảnh tượng trên hoàn toàn rơi vào mắt thượng quan tuyền Tuy cô không nghe được hai người nói gì, nhưng chỉ nhìn hành động cực kỳ thân thiết của hai người lúc nãy, cô cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, trái tim giờ đã đau đến mức không còn cảm giác gì nữa. Cô gái kia hẳn là rất được Lãnh Thiên Dục yêu chiều, nếu không sẽ chẳng hành động to gan lớn mật đến vậy. Thượng quan Tuyền ghen tị, ghen tị đến phát điên. Từ từ đã. Ghen tị. Tại sao cô lại ghen tị chứ? Tại sao nhìn thấy cảnh tượng đó cô lại khổ sở như muốn chết đi? chẳng lẽ cô đã yêu? Không. Nhận thức được cảm giác khác lạ trong lòng mình, Thượng quan Tuyền sợ hãi che miệng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên trắng xanh, không còn chút máu. Chẳng phải trong lòng cô vốn chỉ có nếp ngân thôi sao? Sao lại nghĩ đến lãnh thiên dục chứ? Cô không muốn, cô không thể yêu người mà mình phải tự tay giết chết. Cô không muốn yêu người đối địch với nếp ngân, không muốn. Lãnh tan thanh uống một hớp cà phê sau đó tắm tắt khen, cà phê anh trai pha là ngon nhất thế giới này. Miệng lưỡi dẻo kẹo. Lãnh thiên dục nở nụ cười đầy yêu chiều, đôi mắt vốn lạnh lùng cũng tràn đầy ý cười. Không phải em đang nịnh đâu nhé, nhưng mà không biết về sau có ai khác được may mắn uống cà phê anh pha không nữa. Lãnh tan thanh tinh quái đảo tròn con ngươi đen lấy, sau đó thần thần bí bí nhìn lãnh thiên dục, cười trộm nói, nhưng mà em thấy anh đã có người trong lòng rồi. Đừng nói năng lung tung lãnh thiên dục đặt cốc cà phê xuống bàn thản nhiên nói một tiếng rồi nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay cô bé kia đã dậy rồi chắc giờ đói bụng lắm lãnh tang thanh thấy anh cả có vẻ nhấp nhổm, cô bỗng nhiên đứng dậy làm gì thế lãnh thiên dục thấy em gái đứng lên kỳ quái hỏi lãnh tang thanh cố ý vương vai cái lưng mỏi sau đó nói đến phòng anh em mệt rồi muốn nghỉ một chút đừng quậy nữa anh vừa đặt phòng cho em rồi về phòng mình đi lãnh thiên dục nhẹ giọng quát chẳng liên quan dù sao cũng đều là phòng tổng thống cũng to lớn như nhau cả mà lãnh tang thanh nghiêng đầu cố ý bày ra vẻ mặt khó hiểu em cũng chẳng còn nhỏ nữa sao lại thích ở cùng một phòng với anh chứ lãnh thiên dục cảm thấy mình bị đứa em gái này làm cho tức chết rồi hôm nay không biết con bé bị đứt dây thần kinh nào mà lại nói năng linh tinh thế chứ vậy lãnh tang thanh cười tinh nghịch đi tới trước mặt lãnh thiên dục quàng tay qua cổ hắn em đến thăm qua phòng anh một chuyến. Cô không tin người vừa gọi điện thoại cho anh cả chỉ là người bình thường. Chỉ nghe thấy giọng điệu của anh cả cũng có thể đoán được phần nào, anh cả trước nay đâu có dịu dàng với một cô gái như thế đâu. Vừa rồi trong điện thoại cô nghe rất rõ ràng, cô gái kia nhất định là đang ở trong phòng anh cả, cô mà không tò mò đi xem mặt cô gái kia thì đáng tiếc quá. Lãnh thiên dục bắt lấy tay lãnh tan thanh. Có gì đâu mà xem, quậy nữa là anh giận thật đấy. Lãnh tan thanh càng chắc chắn điều mình nghĩ là chính xác, cô dẫm dẫm chân xuống đất, cố ý bày ra vẻ vô tội rồi lên tiếng, này, anh kỳ lạ quá đấy, chỉ đến xem phòng anh một chút thôi mà, có gì phải tức giận chứ? Hừ, đúng là quỷ hẹp hòi. Được rồi, là anh keo kiệt, thanh nhiên ngoan, về phòng nghỉ ngơi đi, vừa nãy không phải bảo là mệt lắm rồi sao? Lãnh thiên dục khuyên nhủ. Lãnh tan thanh biểu môi, không cam tâm tình nguyện cho lắm. Lát sau, cô nhìn lãnh thiên dục rồi nói, anh cả, em chỉ tò mò thôi mà, cho em xem mặt chị dâu tương lai chút thôi, được không? Em hiếu kỳ gì chứ, cẩn thận anh lại không đồng ý nguyện vọng vừa rồi của em đâu. Thật ra lãnh thiên dục chỉ lo sự nhiệt tình quá mức của cô bé lãnh tan thanh này sẽ dọa đến thượng quan tuyền mà thôi. Lãnh tan thanh cũng nhận ra điều đó, anh cả vậy mà đang lo cho cô gái kia. Chẳng lẽ trong lòng anh ấy đã thật sự coi trọng cô gái kia rồi sao? Nghĩ tới đây, lãnh tan thanh cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Vậy được rồi, anh cả, anh nhớ rõ phải giới thiệu chị ấy cho em đấy. Được rồi, em cứ như vậy thì sau này làm gì có bà mẹ nào dám giao con trai cho em chứ? Để anh đưa em về phòng. Lãnh thiên dục kéo tay em gái đi ra ngoài. Một tay lãnh tan thanh bị lãnh thiên dục kéo, tay kia che miệng cười trộm sự việc tốt như vậy nên nói cho anh thiên hy biết mới đúng nhưng mà tiếc quá anh ấy lại không ở hy lạp không được xem trò hay rồi nhưng dù sao thì thời gian là thứ cô có thừa mấy ngày này cô không tin mình không được gặp mặt chị dâu tương lai cô hiểu rất rõ anh cả đối với anh ấy phụ nữ chỉ là công cụ để phát tiết trên giường cho đến bây giờ cô chưa từng thấy anh ấy căng thẳng vì một người phụ nữ nào nhưng mà hiện tại thì cô gái có thể bước vào trái tim anh cả đã xuất hiện rồi thấy lãnh thiên dục đang đến gần thượng quan tuyền đang nhìn lén kinh hãi vội vàng cúi đầu xuống trốn đi tay cô đè chặt trước ngực từ chỗ cô đứng có thể thấy bóng lưng cao lớn đó trái tim lại càng thêm băng giá lãnh thiên dục nắm tay cô gái kia đứng chờ thang máy lúc đứng đợi tay hắn vô cùng thân thiết khẽ vuốt tóc cô gái kia mà cô gái kia lại dịu dàng ôm cánh tay hắn tựa đầu vào vai hắn thượng quan tuyền cảm thấy trái tim mình đang tan nát ra từng mảnh nhỏ âm thanh rỉ máu trong tim cũng đang vang lên ngay bên tai hai người họ về phòng sao về phòng làm gì cô lấy tay che miệng lại cưỡng chế ý nghĩ muốn bật khóc thang máy vang lên một tiếng riêng thượng quan tuyền thu hồi tầm mắt cô thấy hai người đi vào thang máy lãnh thiên dục ấn nút cửa chậm rãi đóng lại không không cửa đã đóng lại thượng quan tuyền cũng không biết làm thế nào mà mình có thể đi đến trước thang máy cô ngẩng đầu đau lòng nhìn từng con số chuyển dần, thang máy rốt cuộc cũng dừng lại ở một tầng. Khi Thượng quan Tuyền nhìn thấy số tầng, trái tim đã rét lạnh cả lại. Phòng Tổng thống chỉ có ở một vài tầng, tầng cô đang ở là ở dưới, nói cách khác, lãnh thiên dục và cô gái kia đến một phòng khác. Thượng quan Tuyền cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực nào, cô sững người, ánh mắt trống rỗng đầy bi thương. Đây là việc bận của hắn sao? Hắn đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác, vậy mà vẫn ở cùng với một cô gái khác. Cô không dám nghĩ tiếp nữa, nếu như tất cả những gì hắn nói đều là sự thật, vậy dù cô có làm người phụ nữ của hắn thì cũng chỉ là một trong số rất nhiều tình nhân mà thôi. Nhưng mà cô gái kia hẳn là có đầy đủ tư cách để làm vợ hắn. Vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, đôi lúc còn làm nũng như vậy nữa, mỗi lần như thế vẻ mặt lãnh thiên dục đều tràn đầy tình cảm, không phải sao? Lừa người, tất cả đều là lừa người. Lãnh thiên dục, anh là kẻ lừa đảo. Đôi mắt thượng quan tuyền lúc này ngấn nước nhưng lại mở to, tay nắm chặt thành nắm đấm, cô đứng thẳng người lên, phẫn hận chạy ra khỏi khách sạn. Mặt biển a mỹ lệ với từng đợt sóng lăn tăng như khắc sâu vào đôi mắt thượng quan tuyền. Những tòa nhà màu trắng đang xen cùng sắc lam của nước biển, cảnh tượng huyền ảo nhưng trong một vương quốc xinh đẹp nào đó. Nhưng cảnh có đẹp đến mấy cũng không che giấu được trái tim đang tan nát của cô cô không biết tại sao mình lại như vậy khi tận mắt nhìn thấy lãnh thiên dục cùng một cô gái khác vào phòng khách sạn cô lại giống như một kẻ điên chạy trốn không biết đã chạy bao lâu cũng không rõ chạy về hướng nào khi cô chạy đến gần bờ biển nơi đây cô cảm thấy tâm hồn mình hoàn toàn trống rỗng trong lòng trào dâng lên cảm giác tủi thân muốn khóc nhưng không khóc được tại sao cô lại như vậy chứ chẳng lẽ cô đã yêu người đàn ông đó rồi sao nếu thật sự là yêu vậy với cô Nếp ngân lúc này là gì đây? Nếu không yêu, vậy trái tim cô vì sao lại đau đớn đến thế? Nhìn mặt biển mênh mông, lần đầu tiên Thượng quan Tuyền nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Cô khởi động lại điện thoại, phát hiện trong đó có rất nhiều tin nhắn thoại, đều là của lãnh thiên dục cả. Bây giờ còn tìm cô làm gì nữa? Muốn coi cô là con ngốc để đùa giỡn tiếp sao? Thượng quan Tuyền cắn cánh môi, mãi đến khi hàng sâu vết trăng cô mới ấn nút. Mở hộp thư thoại tiếng thông báo trong điện thoại vang lên đang ở đâu sao lại tắt máy về khách sạn ngay tin nhắn thoại truyền đến âm thanh lạnh như băng của lãnh thiên dục giọng nói cao ngạo có chút lo lắng và thân thiết thượng quan tuyền không còn dũng khí nghe tiếp tin nhắn nữa cô hít sâu một hơi ấn một dãy số quen thuộc alo ai đấy điện thoại truyền đến một giọng nói của con gái quen thuộc cảm giác thân thiết khiến cô muốn khóc Vận Nhi, Thượng Quan Tuyền mới vừa nói một tiếng, thanh âm đã nghẹn ngào cả lại. Cô cảm thấy rất tủi thân và bất lực, lúc này cô chỉ có thể nghĩ đến Bùi Vận Nhi. Tiểu Tuyền, là cậu đấy à? Là Tuyền đúng không? Giọng nói của Bùi Vận Nhi hết sức vui mừng. Ừ. Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng lên tiếng. Thật tốt quá, rốt cuộc cậu cũng chủ động gọi điện thoại cho tớ. Sao số cũ của cậu lại không liên lạc được thế? bùi vận nhi vội vàng nói điện thoại cũ của tớ bỏ rồi thượng quan tuyền mất tự nhiên trả lời cám ơn trời đất cuối cùng cậu cũng gọi tới nếu không tớ thật sự không biết phải làm như thế nào bùi vận nhi như vớ được chiếc cọc cứu mạng thở phào nhẹ nhõm trước phản ứng vội vàng của bùi vận nhi lúc này thượng quan tuyền lập tức cảnh giác cảm thấy hơi kỳ lạ cô nhíu mày hỏi lại vận nhi xảy ra chuyện gì à chẳng lẽ là vấn đề của cô nhi viện không biết tại sao nhưng trong lòng cô lúc này rất hoang mang và rối loạn cảm giác như có chuyện chẳng lành đã xảy ra quả nhiên bùi vận nhi nói cho cô nghe một tin dữ tiểu tuyền lãnh thị hôm nay vừa gửi cho cô nhi viện giấy thông báo ba ngày sau sẽ dỡ bỏ chỗ này làm sao bây giờ tớ sắp điên mất rồi bùi vận nhi khóc nức nở cuối cùng chỉ còn biết nghẹn ngào không nói nên lời cái gì thượng quan tuyền nghe xong sững sờ tiểu tuyền giờ cậu đang ở đâu? Nhanh về đi, tớ cũng không liên lạc được với anh Thiên Hy, cậu lại không có ở đây, bùi vận nhi hòa khóc. Vận nhi, cậu đừng hoảng hốt, tớ biết rồi, chuyện này tớ sẽ xử lý, cậu yên tâm đi. Thượng quan tuyền cố nén cảm giác đau xót, an ủi vận nhi. Lúc này cô phải tỏ ra kiên cường mới được, nếu không nhất định vận nhi sẽ không chống đỡ nổi. Cúp điện thoại, Đôi mắt đầy ai oán của thượng quan Tuyền lại trở nên tràn đầy tức giận như những đống lửa đốt cháy mặt nước. "Lãnh Thiên Dục, anh đúng là kẻ tiểu nhân, dám nói một đằng làm một nẻo." Nghĩ tới đây, thượng quan Tuyền không kiềm chế được nữa, đứng bật dậy, cô nhất định phải bình tĩnh mới được. Mỗi khi cô Nhi Viện gặp vấn đề gì cô đều trở nên cực kỳ mẫn cảm. Cô không chần chừ nữa, chạy ngược lại về khách sạn. Tên đàn ông chết tiệt đó ở sau lưng cô làm nhiều chuyện mờ ám như vậy khiến lòng cô chua xót, tạm thời cô không muốn nghĩ đến nữa. Nhưng tương lai và sự sống còn của cô Nhi Viện thì cô không thể không quan tâm. Phòng tổng thống trong khách sạn ngập chìm trong bầu không khí lạnh lẽo, khí lạnh vẫn như thường lệ toát ra từ người lãnh thiên dục. Cả người đầy khí thế đứng bên cửa sổ, vẻ mặt tràn ngập âm khí khiến người ta phải sợ hãi. Hắn đứng yên, lớp kính thủy tinh phản chiếu lại cơn thịnh nộ đang bùng nổ trong hắn. Phong tìm được người chưa giọng điệu như diêm la của lãnh thiên dục vang lên không khó để nhận ra sự không kiên nhẫn và phẫn nộ của hắn tôi đã phái người đi tìm rồi phong cung kính hạ thấp người đáp lại hắn tăng số người tìm lên dù có phải lật tung cả biển ajejang cũng phải tìm được cô ấy lãnh thiên dục ra lệnh vâng tôi rõ rồi phong lập tức cầm bộ đàm phân phó nhiệm vụ lớp kính thủy tinh trong phản chiếu đôi mắt lạnh lùng của lãnh thiên dục hắn vừa đưa tan thanh về phòng đã quay lại phòng mình, nhưng lúc đó lại không thấy bóng dáng thượng quan tuyền đâu. Lúc đầu hắn tưởng cô chán quá nên đi lòng vòng xung quanh nhưng khi hắn không gọi được vào điện thoại cho cô mới ý thức được cô nhất định nhân lúc hắn không để ý để chạy đi mất. Hắn không hề nghi ngờ có việc gì nguy hiểm xảy ra vì mọi khả năng nguy hiểm đều đã bị loại bỏ cả rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt lãnh thiên dục càng thêm lạnh lẽo, bàn tay to nắm chặt lại. Nhưng đúng lúc này, không cần phiền ngài lão đại đi tìm, tôi ở đây. Lãnh thiên dục quay phát người lại, lập tức nhìn vào đôi mắt đầy phẫn nộ của Thượng quan Tuyền. Nhìn thấy Thượng quan Tuyền chủ động xuất hiện, vẻ lạnh lẽo trên mặt lãnh thiên dục dịu xuống đôi chút. Nhưng khi hắn thấy lửa giận trong mắt cô, đôi mày lập tức nhíu lại. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Phong đang đứng bên cạnh. Phong nhanh chóng hiểu được ý của lãnh thiên dục, vội vàng cúi thấp người xuống rồi nói, tôi ra ngoài lãnh thiên dục gật đầu. Lúc Phong rời khỏi phòng, hắn mới bước lại gần thượng quan tuyền, vẻ mặt u ám vẫn không hề suy giảm. Sao không nghe lời? Khi hắn đến trước mặt cô, giọng điệu lạnh lẽo mang theo sự tức giận vang lên, đôi mắt chim ưng nhìn chầm chầm vào cô. Nghe lời. Thượng quan tuyền ngẩng đầu nhìn lãnh thiên dục, đột nhiên cười nói, tôi ngược lại rất muốn nghe lời anh đấy, nhưng mà, đối với một kẻ tiểu nhân nói một đằng làm một nẻo như anh, vì sao tôi lại phải nghe lời chứ? Trước câu nói lên án đột nhiên của Thượng quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục thâm thúy nhếch đôi mày rậm, sau đó ánh mắt không chút tức giận nhìn cô, cố tình gây sự không phải tác phong của em. Hắn không để tâm đến sự lên án của Thượng quan Tuyền cho lắm, chỉ cho rằng tính tình cô hơi trẻ con, đang đùa giỡn mà thôi. Hắn khẽ thở dài một hơi, ôm cô vào lòng. Vừa rồi không thấy bóng dáng cô đây, tâm tình của hắn rối loạn không thôi. Về là tốt rồi, chỉ cần cô trở về hắn sẽ không so đo hành động bốc đồng của cô nữa hơi thở ấm áp nhanh chóng bao vây lấy thượng quan tuyền nhưng cảm giác này đã không còn như trước kia nữa vì cô biết đối với lãnh thiên dục cô chỉ là một thứ công cụ để tiêu khiển mà thôi nghĩ tới đây cô đẩy mạnh lãnh thiên dục ra tránh thoát khỏi bàn tay hắn đừng giả vờ giả việc nữa anh như vậy khiến tôi cực kỳ chán ghét thanh âm của cô cũng lạnh lẽo không kém gì lãnh thiên dục dường như có thể đóng băng lại mọi thứ xung quanh Lãnh thiên dục nhíu mày càng chặt, hắn sầm mặt, mím đôi môi mỏng. Bản chất của hắn chính là như vậy, dù có dịu dàng nhưng vẫn là con sư tử cực kỳ nguy hiểm. Hắn bước lên vài bước, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Chán ghét tôi. Vậy tối hôm qua ai là người luôn miệng nói cần tôi? Thanh âm lạnh lẽo của hắn như một lưỡi kiếm đâm xuyên thấu nội tâm cô. Thượng quan tuyền trao mày, cô tin rằng mặt mình lúc này đã xanh mét cả vào rồi. Đó là vì tôi vẫn cho rằng anh là người nói lời giữ lời, ai biết tôi lại nhìn nhầm người chứ Thượng quan tuyền cố nén cảm giác đau đớn, nói tanh rút cuộc coi tôi là gì hả Trái tim cô đau quá rồi, hóa ra mọi thứ chỉ là trò tiêu khiển của hắn mà thôi Cái gì mà chỉ cần ở bên hắn 4 ngày thì cô nhi viện sẽ an toàn chứ Đúng là chuyện nực cười mà Âm ý đủ chưa Lãnh thiên dục không kiên nhẫn lên tiếng đôi mắt trong như nước của Thượng quan Tuyền không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, gần từng tiếng hỏi, chuyện của cô nhi viện anh giải thích thế nào? Hỏi xong những lời này, cô nhìn chầm chầm vào từng biểu hiện trên gương mặt lãnh thiên dục, hy vọng hắn có thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Ai biết được, lúc cô đang cảm thấy thất vọng, lãnh thiên dục nghe những lời này, đáy mắt lại càng thêm bình tĩnh, không chút sao động. Rõ ràng hắn cũng không hề ngạc nhiên trước chuyện đó. Nhìn phản ứng của lãnh thiên dục, thượng quan tuyền càng cảm thấy tức giận người đàn ông này đúng là không coi ai ra gì cô vừa muốn bộc phát sự tức giận thì lại nghe lãnh thiên dục hỏi lại em hy vọng tôi sẽ giải thích thế nào lãnh thiên dục anh đừng quá đáng nếu anh dám làm ra chuyện như vậy thì tại sao lại không dám giải thích thượng quan tuyền hận không thể đấm vào mặt lãnh thiên dục một cái nghĩ đến những đứa trẻ đáng thương không nơi nương tựa cô như sắp phát điên rồi vì sao người đàn ông này lại tàn nhẫn như vậy chứ dù có vì lợi ích đến thế nào thì cũng không thể lấy tính mạng của những đứa trẻ ra làm trò đùa được. Tôi không nói là sẽ không giải thích. Lãnh Thiên Dục quay người ngồi xuống sofa, đôi mắt thâm thúy nhìn cô không hề chớp mắt, giống như một con báo tao nhã. Dưới ánh nhìn của hắn, Thượng Quan Tuyền cảm thấy thần trí như mông lung, cô muốn né tránh hắn, nhưng nghĩ đến Cô Nhi Viện thì cô không thể không kiên trì truy vấn hắn. "Thôi, tôi cũng chẳng muốn nghe anh giải thích, anh đã hứa với tôi sẽ bảo đảm cho Cô Nhi Viện." vậy mời anh tuân thủ lời hứa. Cô không kiên nhẫn lên tiếng. Tôi đang tuân thủ lời hứa đây. Lãnh thiên dục như đang dạy vào thượng quan tuyền, khóe miệng cong lên nụ cười hiền lành, vẻ thâm trầm được che giấu kỹ trong đáy mắt. Đang tuân thủ. Thượng quan tuyền cười lạnh, đôi mắt trong veo sao động, lửa giận cháy bừng bừng, cái anh gọi là tuân thủ chính là dở bỏ cô nhi viện. Anh có nghĩ tới những đứa trẻ mồ côi không? Lãnh thiên dục, anh đúng là đồ máu lạnh nghe những lời lên án cay nghiệt của cô lãnh thiên dục không khỏi bật cười tôi cho rằng thanh âm trầm thấp của hắn lại vang lên nếu chưa biết rõ chân tướng sự việc thì đừng kết luận vội vận nhi sẽ không nói dối tôi thượng quan tuyền phẫn nộ lên tiếng đôi mắt sâu thẳm của lãnh thiên dục lóe lên như kiếm rút khỏi vỏ bắn ra những tia sáng bức người vậy em không tin tôi sau khi nghĩ đến điều này hắn không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy cực kỳ rối loạn vì anh có đưa ra được lý do khiến tôi phải tin anh đâu thượng quan tuyền không cho lãnh thiên dục cơ hội nào lập tức phản bác vừa rồi tôi đã nói rồi tôi đang tuân thủ lời hứa của mình lãnh thiên dục trích một điếu xì gà rồi nói anh thượng quan tuyền hận đến mức nghiến răng nghiến lợi chỉ có làm như vậy cô nhi viện mới có thể tồn tại lâu dài được lãnh thiên dục không nhanh không chậm cắt ngang lời thượng quan tuyền thượng quan tuyền dường như nghe được chuyện rất nực cười Cô chăm chọc nói, lý do này của anh đúng là tự chối bỏ trách nhiệm. Tôi cần phải như vậy sao? Lãnh thiên dục hỏi ngược lại. Sau đó hắn hướng người về phía trước, bàn tay duỗi ra. Lại đây. Hắn ra lệnh. Thượng quan tuyền không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ ngoan cường nhìn lãnh thiên dục, trong mắt đầy lửa giận. Lát sau, lãnh thiên dục hừ nhẹ một tiếng, sau đó đứng dậy kéo cô vào lòng mình, sau đó ấn cô ngồi xuống sofa thượng quan tuyền nghiêng đầu quay sang nhìn chỗ khác lãnh thiên dục quay mặt cô lại bắt cô phải nhìn vào mắt hắn lúc trước thiên hy đề nghị sẽ lấy danh nghĩa cá nhân để giúp đỡ cô nhi viện tôi đã không đồng ý nguyên nhân là tôi sẽ để lãnh thị làm chỗ dựa vững chắc cho cô nhi viện mary như vậy sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận chỉ dựa vào lãnh thị cô nhi viện mới có thể an toàn hoạt động tiếp em hiểu không đây là lần đầu tiên trong đời hắn giải thích quyết định của mình cho người khác nghe nhất là cho một cô gái nữa lãnh thiên dục luôn có thói quen làm theo ý mình trước giờ chưa từng giải thích cho ai bao giờ thượng quan tuyền nghe xong ánh mắt hơi sững sờ cô nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của lãnh thiên dục mở miệng nói nhưng nếu đúng như anh nói vậy tại sao còn ra lệnh dở bỡ cô nhi viện lãnh thiên dục nâng cầm cô lên hơi thở đàn ông phả vào gương mặt cô có hai nguyên nhân hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của cô thứ nhất dỡ bỏ không phải là hủy diệt cô nhi viện mà là tôi muốn mở rộng nó hơn. Thứ hai, đoạn đường đó không an toàn, vậy nên tôi đã chọn một nơi khác để xây dựng lại cô nhi viện Mary. Ánh mắt thượng quan tuyền tràn ngập vẻ khó tin, cái miệng nhỏ nhắn cũng vì kinh ngạc mà há to. Hắn nói thật chứ? Nếu đúng như vậy, thì cô hiểu lầm hắn rồi. Tôi không hiểu, vẻ cứng rắn lúc đầu đã không còn, cô chỉ nhẹ giọng lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng vang lên. Cô bé ngốc, lãnh thiên dục cốc nhẹ lên đầu cô cười cười tiến sát vào người cô đem cô nhi viện nhập vào lãnh thị thì sẽ là một hạng mục trong hoạt động của lãnh thị như vậy sẽ là một sự bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cô nhi viện hơn là lấy danh nghĩa cá nhân hắn cực kỳ kiên nhẫn giải thích cho cô như vậy sẽ thực sự an toàn hơn sao thượng quan tuyền cảm thấy khó hiểu đối với mấy chuyện trên thương trường cô hoàn toàn không hiểu biết nhiều em không được quên thân phận đặc biệt của em nếu có người muốn đối phó với em, hoặc thân phận của em bị bại lộ thì cô nhi viện và bọn trẻ ở đó sẽ bị liên lụy. Trước mắt chỉ có nơi đó là có khả năng uy hiếp đến em. Lãnh thiên dục nói một tràng dài. Lúc nói, bàn tay ấm áp của hắn đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, xoa xoa da thịt mẫn cảm của cô. Thượng quan tuyền ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn vào chiếc cổ thon dài của hắn, rồi đến chiếc cầm cương nghị, đôi môi mỏng. Rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo. Đôi mắt hắn sâu thẳm, dưới ánh đèn chiếu xuống lại càng thêm kỳ lạ, con người như có hai vòng xoáy. Thượng Quan Tuyền nhất thời cảm thấy đầu óc mê muội, thân hình nhỏ nhắn khẽ run lên, sau đó cô cười khổ một tiếng. Những điều hắn nói không sai, nếu không phải như vậy thì cô sẽ không tùy tiện nghe theo giao dịch bốn ngày với hắn. Nhưng mà, chuyện anh nói cũng chỉ là để phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra thôi, phải không? tôi nghĩ kẻ có thể truy ra cô nhi viện để uy hiếp tôi nhất định không phải hạng người đơn giản cho nên trước nay tôi đều rất cẩn thận thượng quan tuyền nhẹ giọng nói vì mỗi lần thực hiện nhiệm vụ cô đều cải trang cho nên những người thấy được khuôn mặt thật của cô rất hiếm tuyệt đối không có ai như lãnh thiên dục cả chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra cô ngay tuy nhiên cô không hiểu nổi tại sao lần nào cô cải trang hắn cũng có thể nhận ra được rất chính xác đúng là cô bé đơn thuần lãnh thiên dục hơi cong môi cười ngón tay thon dài vuốt ve gò má non mềm của cô vừa thương yêu vừa hưởng thụ thượng quan tuyền hơi nhíu mày lại anh có ý gì lãnh thiên dục đột nhiên áp sát lại gần cô hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai cô như trêu đùa vành tai mẫn cảm của cô cô có cảm giác khác thường muốn lùi người lại tránh xa hắn ra mà hắn lại càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại bởi vì em mà người bên cạnh em có thể bị thương thậm chí là mất mạng chuyện này có thể đoán ra được lãnh thiên dục khẽ hôn lên đôi môi anh đào của cô điềm nhiên cất giọng tôi nhất định sẽ hành động cẩn thận thường quan tuyền xoay mặt đi hơi mất tự nhiên lên tiếng lãnh thiên dục cúi xuống bên tai cô bên môi cong lên nụ cười yêu chiều nhưng giọng nói lại lạnh lùng vang lên vậy à đến lúc đó chỉ sợ em có lòng mà không có sức dù sao chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra "Anh nói những lời này là có ý gì?" Thượng quan Tuyền bắt đầu run rẩy, cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy lan tràn khắp toàn thân cô. Khóe môi đang cười của Lãnh Thiên dục chợt lạnh lẽo đi, hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Thượng quan Tuyền, nói, "Cái tên Bùi Tùng hẳn là rất quen thuộc với em." Cả người Thượng quan Tuyền run lên bần bật, ánh mắt nhất thời trừng lớn. "Sao anh lại biết cái tên này?" "Bùi Tùng." Đó là người mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được. Nhờ có ông ấy, cô mới có cơ hội được sống. Ông đã nuôi dưỡng cô 8 năm trời, đem đến cho cô cùng những đứa trẻ khác những năm tháng tuổi thơ bình yên. Cô coi ông như cha đẻ của mình, còn ông cũng coi cô là con gái. Bùi Tùng chính là cha của Bùi Vận Nhi, nhưng ông lại ra đi vì một phát súng mà không rõ nguyên nhân. Lãnh Thiên dục mím đôi môi mỏng lại, thu hết sự kinh hãi của cô vào trong mắt, sau đó thản nhiên nói, muốn tra tra một người không phải là việc khó tôi không hiểu ý của anh. Thượng quan tuyền chất vấn. Đối với người đàn ông này, cô càng ngày càng bị mê muội. Cô chấp nhận lãnh thiên dục vì muốn bảo vệ cô nhi viện, nhưng khi hắn nhắc đến cái tên bùi tùng này thì cô lại càng thêm cảnh giác. Lãnh thiên dục không giải thích gì thêm, chỉ nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo lóe lẻ lên một tia chân tình. Lát sau, hắn thấp giọng mở miệng nói, tôi nghĩ không cần phải giải thích gì nhiều, hẳn là em cũng rất nghi ngờ về cái chết của người tên bùi tùng này những lời của hắn vang lên bên tai thượng quan tuyền khiến cả người cô như bị sét đánh trúng run lên bần bật lúc lâu sau cô mới khó khăn mở miệng nói đúng tôi vẫn luôn nghi ngờ về cái chết của cha nuôi vết thương của ông là do một sát thủ chuyên nghiệp bắn một người bình thường không thể nào bắn chuẩn như vậy được nhưng thật đáng tiếc toàn bộ chứng cứ năm đó đều bị mất cả rồi tôi không tra ra được nguyên nhân cái chết của cha nuôi sự bi thương trong mắt thượng quan tuyền nhanh chóng được che giấu đi Cô khẽ mấp máy môi. Nếu tra ra được nguyên nhân thì sao? Lãnh Thiên Dục nhìn vào đôi mắt đầy bi thương của cô lại cảm thấy đau lòng. Giọng nói bình tĩnh mà đơn thuần của cô vang lên chạm vào trái tim hắn. Thượng quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, nói một câu lạnh lẽo, nếu thật sự cha nuôi tôi bị giết, tôi nhất định sẽ giết chết hung thủ. Nói tới đây, cô dừng lại một chút, đôi mắt và vẻ mặt đầy khác thường, anh đã tra ra được chân tướng mọi việc, phải không? lãnh thiên dục không mở miệng, chỉ yên lặng nhìn Thượng quan Tuyền. Sao anh không trả lời? Thượng quan Tuyền hỏi lại, chẳng lẽ, người giết cha nuôi có quan hệ với anh? Sự trầm mặc của lãnh thiên dục càng khiến đáy lòng cô phát lạnh, cô càng thêm bất an, trong tiềm thức cô thật sự hy vọng hung thủ không phải là lãnh thiên dục. Nhìn vào đôi mắt đầy nghi hoặc của Thượng quan Tuyền, lãnh thiên dục chậm rãi cong môi cười lạnh lẽo. Hãy tự hỏi chính mình, em không nghi ngờ tôi chứ? Hắn nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đầy nguy hiểm bắn ra những tia hung ác. Đôi mắt hắn đầy ngang tàn và mãnh liệt khiến lòng cô đông cứng lại, sống lưng lạnh toát. Tôi, tôi không biết. Giọng nói của cô tràn đầy đau đớn và không biết phải làm sao. Tuyền, em biết. Lãnh thiên dục như nhìn thấu tâm tư cô, hắn nhẹ giọng nói rồi nâng cầm cô lên. Đúng, tôi đã tra ra nguyên nhân cái chết của Bùi Tùng, nhưng tôi muốn em rõ ràng, cho dù em biết hung thủ thật sự là ai thì không nhất định phải giết hắn ta. Vì hắn ta cũng là hạng người giống như tôi, em đều không thể xuống tay được. Thượng quan Tuyền cảm thấy khó thở, dần dần sắc mặt cô trở nên xanh mét, cầm bị hắn giữ chặt cũng phát đau. Chẳng lẽ hung thủ là Cô không dám nghĩ tiếp nữa, không có khả năng, nhất định không đúng. Người thông minh như em hẳn là đã nghĩ ra ai đã giết Bùi Tùng. Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo tuyên bố bên tai cô, đôi mắt đầy bình tĩnh, không nhìn ra hắn đang nghĩ gì không thượng quan tuyền cố lùi ra xa cô không ngừng lắc đầu hô hấp trở nên dồn dập hơn đây là sự thật sắc mặt lãnh thiên dục trầm xuống đôi mắt thâm thúy bỗng lóe lên tia nham hiểm không tìm thấy một chút thảnh thơi nào cả chết tiệt thật quả nhiên cô để tâm đến người đàn ông đó vậy mà thật đáng ghét rốt cuộc tại sao hắn lại không bằng người đàn ông đó chứ từ trước đến giờ ngay cả động ngón tay hắn cũng chẳng cần động cũng sẽ có khối người phụ nữ nhào vào lòng hắn nhưng hắn lại chỉ có hứng thú với cô chỉ muốn ông cô vào lòng vậy mà cô bé ngốc này chẳng biết phúc phận gì cả chỉ nghĩ đến chuyện đẩy hắn ra tránh càng xa càng tốt hừ làm gì có chuyện hắn nghe theo mong muốn của cô làm gì có chuyện đó nhưng thượng quan tuyền lúc này không biết lãnh thiên dục đang nghĩ gì cô bị suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi sự ám chỉ của lãnh thiên dục lại càng khiến cô thêm rối loạn. Không có khả năng, anh ấy sẽ không giết cha nuôi, anh ấy không, đôi môi cô run rẩy mấp máy. Tại sao lại không chứ? Nếu là tôi thì ngay cả bùi vận nhi cũng sẽ bị giết người diệt khẩu. Lãnh thiên dục kéo lấy tay cô, ánh mắt đầy nguy hiểm hơi hiếp lại, giống như con chim ưng đang sải cánh bay lượn trên bầu trời, phong thái của một bá chủ đầy sắc bén và lạnh lẽo khi hắn thấy bộ dạng né tránh của cô lại càng thêm giận dữ, thường quan tuyền ra sức lắc đầu, đôi mắt đen lấy càng thêm kinh hãi, giống như con chim bị súng nhắm, ra sức vỗ cánh bay đi. Không, anh ấy không giết cha nuôi. Đó là sự thật. Người giám hộ của em chính là người cha nuôi đó. Việc em bị anh ta ta đưa đi huấn luyện phải giữ bí mật, mà đã là bí mật, một khi để người khác biết thì không còn là bí mật nữa rồi. Trên đời này chỉ có người chết mới có thể bảo vệ bí mật mà thôi không tôi không tin không tin thượng quan tuyền thét lên đẩy lãnh thiên dục ra sau đó chạy đến bên cửa nhưng khi cô vừa chạy đến cửa đã nghe thấy cạch một tiếng cửa đã bị lãnh thiên dục khóa lại thượng quan tuyền quay ngoắt đầu lại thả tôi ra giọng nói sắc bén như thanh kiếm đâm thẳng vào không gian thả em ra ngoài làm gì lãnh thiên dục không nhanh không chậm hỏi lại tôi muốn đi hỏi rõ mọi chuyện tôi không tin thả tôi ra ngoài Thượng quan tuyền gào to, cô điên cuồng đẩy cánh cửa. Lãnh thiên dục ra vẻ tiếc hận, lắc đầu. Tôi không định thả em ra. Thượng quan tuyền cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Cô ngã phịch xuống thảm trải sàn màu trắng, ánh mắt phẫn nộ toát ra vẻ lạnh lẽo. Các anh, đều là kẻ điên, đều là kẻ lừa đảo. Tôi không muốn nghĩ gì nữa, thả tôi ra, thả tôi ra. Lãnh thiên dục vừa nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, như phản phất mây đen bao phủ, hơi thở nặng nề đầy nguy hiểm tản ra. Hắn không nói gì nữa, chỉ bước lên hai bước, kéo cô lại gần, đôi mắt lóe ra những tia sáng lạnh lẽo đến mức giết người. Em vừa nói gì? Giọng nói của hắn khiến người khác phải sợ hãi, giống như gió rét tháng chạp khiến người nghe không rét mà run. Muốn tôi lặp lại lần nữa sao? Thượng quan tuyền không hề sợ hãi, tức giận nhìn hắn chầm chầm, lúc này cô sắp phát điên lên rồi. Các anh đều là những kẻ điên vô nhân tính kẻ điên. Nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt, những giọt nước mắt vương nơi khóe mi che đi đôi mắt vốn trong sáng của cô, lúc này chỉ còn lại sự phẫn hận. Chết tiệt thật. Lãnh Thiên Dục thu tay lại, kéo thượng quan Tuyền vào lòng, ông chặt lấy. Làm gì vậy, buông. Thượng quan Tuyền ra sức đấm vào ngực Lãnh Thiên Dục, muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng cánh tay hắn như sắt, siết chặt cả người cô, tùy ý để cô phát tiết lửa giận lên người sải bước dài đi vào phòng ngủ hắn ném thượng quan tuyền lên giường sau đó thân thể to lớn lập tức bao phủ lấy cô đừng đừng động vào tôi anh là đồ bẩn thượng quan tuyền vùng vẫy như một chú cá đang tuyệt vọng hắn thật quá đáng vừa bắt cô phải chấp nhận sự thật đau lòng mà trong khi đó ở cùng một căn phòng khác lại đối xử dịu dàng với cô gái khác giờ lại còn muốn động vào cô nữa cô hận hắn vẻ mặt vốn âm trầm lạnh lẽo của lãnh thiên dục lại càng thêm nham hiểm hung ác đồ bẩn. Cô dám đánh giá hắn như vậy sao? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Chấp nhận hắn là sự lựa chọn duy nhất của cô. Đôi mắt chim ưng của lãnh thiên dục đầy lạnh lẽo khiến người khác cực kỳ sợ hãi, cô càng vùng vẫy càng làm giấy lên bản tính thích chinh phục của hắn. Sau đó, hắn cúi xuống hôn cô, đầu lưỡi nóng bỏng nhanh chóng tấn công khoan miệng cô. Đối mặt với cô hắn không muốn khống chế bản thân mình cũng không muốn khống chế ham muốn chiếm hữu cô đang dâng lên trong lòng hắn. Cô gái này chỉ có thể là của hắn, không chỉ có cơ thể, mà ngay cả trái tim cô hắn cũng phải có được. Hơn nữa, hắn muốn ngay lúc này có được. Hắn tuyệt đối không cho phép Thượng quan Tuyền coi hắn và người đàn ông đó ngang hàng nhau. Nụ hôn mãnh liệt của hắn trượt dần xuống chiếc cổ trắng như tuyết, bờ vai thon mê người, đến xương quai xanh khêu gợi, cuối cùng hôn lên nơi đầy đặn của cô. Hắn vùi đầu vào khe rảnh mê người, Lưu luyến hôn lên bầu ngực cô, ngậm chặt nụ hoa trên đó, hưởng thụ nơi mềm mại căng đầy đó, liên tiếp để lại những vết hôn trên đó. Bàn tay kia tùy ý lướt khắp cơ thể cô. Cơ thể non nớt mẫn cảm của thượng quan tuyền giống như bị sét đánh trúng, kịch liệt trung rẩy. Nhớ kỹ, em là của tôi. Em chỉ có thể là của tôi, hắn không ngừng tuyên bố những lời lẽ bá đạo bên tai cô. Một lần, hai lần, ba lần. Cô giãy dụa, gào xin hắn, giọng nói của cô chạm vào tận sâu trong tim hắn nhưng đúng lúc này điện thoại của lãnh thiên dục lại vang lên từng hồi chuông tiếng chuông vang dội phá vỡ bầu không khí mộng ảo mê tình trong phòng ngủ lãnh thiên dục không muốn buông thượng quan tuyền ra vẫn cố chấp tận hưởng cơ thể ngọt ngào của cô không hề có ý muốn nhận điện thoại nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn từng hồi từng hồi reo vang dường như muốn khiêu chiến với sức chịu đựng của hắn lãnh thiên dục khẽ chửi thầm một tiếng buông cơ thể cô ra nói đi giọng điệu hắn sặc mùi thuốc súng đầu bên kia nghe giọng nói bức người của hắn không khỏi run lên nhất thời không biết nói gì chết tiệt có gì nói ngay đi tính nhẫn nại của lãnh thiên dục chẳng còn bao nhiêu hắn hung hăng đấm mạnh tay vào đầu giường lão đại là tôi em trai của thượng sư đạt lai người ở đầu kia điện thoại hiển nhiên bị sự lạnh lẽo của lãnh thiên dục dọa cho sợ đến ngay người ông ta chỉ muốn đòi tiền thôi mà không muốn vì chuyện này mà mất mạng đâu. Nghe vậy, sắc mặt lãnh thiên dục càng thêm lạnh lẽo. Cúp máy đi, tôi đến chỗ ông. Giọng điệu hắn dù được đè thấp xuống nhưng vẫn toát lên sự tức giận. Hắn cúp điện thoại xong, xoay người nhìn cô, thấy cả người cô đang run rẩy, quần áo sọc sệt chẳng che được bao nhiêu. Cô ngồi ôm chân một chỗ. Chỉ lẳng lặng ngồi đó. Mái tóc dài rối tung xõa sang hai bên càng làm bật lên khí chất nhu hòa của cô. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi tí tách, thấm xuống ga giường như những đóa hoa trong suốt. Lãnh Thiên Dục lại gần, duỗi tay ra, dịu dàng chỉnh lại quần áo trên người cô, giọng điệu trầm thấp nhưng lại hết sức tàn nhẫn vang lên, "Đừng mơ tưởng đến chuyện trốn thoát, nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho em." Ánh mắt trống rỗng của thượng quan Tuyền khẽ chớp, cô như một con rối mỹ lệ ngồi đó, những giọt nước mắt óng ánh vẫn chảy trên gương mặt nhỏ nhắn như những hạt trân châu. Cô không phản kháng, cũng chẳng động đậy, chỉ ngồi im để mặc lãnh thiên dục chỉnh sửa lại quần áo của mình. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô, lãnh thiên dục khẽ nhếch môi lên đầy hài lòng. Hắn cầm điện thoại lên. Vào đi. Hắn lạnh lùng ra lệnh qua điện thoại, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào cô. Lát sau, Phong đi vào, cung kính cuối người, lão đại có gì phân phó. Lãnh thiên dục thản nhiên sửa lại áo sơ mi và nới lỏng cà vạt, ra lệnh, coi chừng cô ấy. Vâng phong lập tức đáp lời một tiếng rầm mạnh mẽ vang lên lãnh thiên dục đi ra khỏi phòng căn phòng to như vậy chỉ còn lại hai người thượng quan tuyền vẫn như cũ ngồi im không nhúc nhích đôi mắt mờ mịt nhìn mông lung không còn chút sinh khí lúc này nhìn cô gần ngay trước mắt mà lại như xa tận chân trời phong vẫn đứng yên ở chỗ cũ đôi mắt thâm thúy đâm chiêu nhìn thượng quan tuyền đang ngồi trên giường ánh mắt anh ta như đang nhìn một con rối gỗ nước mắt từng giọt từng giọt lại lặng lẽ rơi thượng quan tuyền khóc trong yên lặng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ướt đẫm nước mắt bi thương như ánh trăng mờ ảo bên ngoài phong vẫn lạnh lùng nhìn thượng quan tuyền dần dần anh ta mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí bức bách đường đường là một đặc công mà lại có biểu hiện như vậy sao nói xong anh ta tiến lên giơ tay nâng khuôn mặt nghệ nước mắt của cô lên xem ra đặc công tâm đắc nhất của nip ngân cũng chỉ có vậy mà thôi Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nở nụ cười chế nhạo. Ngay lúc ngón tay Phong chạm vào mặt, Thượng quan Tuyền đột nhiên tỉnh lại, cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt chăm chọc của Phong, tia bi thương trong mắt dần được thay thế bằng sự nguy hiểm. Cô nhất định phải đi tìm Niếp Ngân. Dù phải trả bất cứ giá nào cô cũng nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này. "Thả tôi ra ngoài." Thượng quan Tuyền bình tĩnh nói, đôi mắt trong veo mà lạnh lùng nhìn thẳng vào Phong. "Xin lỗi." tôi chỉ nghe theo sự phân phó của lão đại phong thản nhiên đáp lời vẻ mặt thượng quan tuyền dần trở nên lạnh lẽo đôi mắt cô ánh lên những tia sáng như những mũi kiếm phóng về phía phong cô từ từ bước xuống giường nói từng câu từng chữ vậy thì đừng trách tôi nói xong đôi mắt cô cực kỳ lạnh lẽo nhanh chóng ra tay phong không hề nghĩ tới cô gái này tuổi đời còn rất trẻ mà lại có thể ra tay nhanh như vậy anh ta nhanh chóng xoay người tránh được một chiêu của thượng quan tuyền rồi lướt chân qua muốn đánh ngã cô thượng quan tuyền chống tay xuống giường tiện đà nhảy lên sau đó cô nhanh chóng xoay người lại rút một con dao sắc bén bên hông phóng thẳng vào phong phong hoàn toàn sửng sốt kéo mạnh ga trải giường ra cuốn liên tục vài vòng ga trải giường vốn mềm mại giờ lại biến thành một thứ vũ khí để ngăn cản sự tấn công của con dao do đó con dao bị lệch hướng bay thẳng về phía tường đâm vào bức tranh trên đó thượng quan tuyền lạnh lùng cười cô nhanh chóng tiến lên trước, cánh tay mềm mại cuốn lấy ga trải giường trong tay Phong, xé tan ra, tay kia nhẹ nhàng vòng ra sau gáy. Sau đó, trong tay cô lóe lên một tia sáng lóng lánh, dường như quyết không tha cho Phong. Cỏ bốn lá. Chết tiệt thật. Không ngờ cô gái này lại nguy hiểm đến vậy. Chẳng phải anh rất có hiểu biết sao, hôm nay cho anh nếm thử mùi vị của cỏ bốn lá, thượng quan tuyền nói xong liền mạnh mẽ phi tới, sự lạnh lẽo tràn ngập đôi mắt cô nếu anh ta là thuộc hạ của lãnh thiên dục vậy thì cô chẳng cần phải khách khí làm gì vậy nên cô đem hết tất cả sự bất mãn của mình đối với lãnh thiên dục xả hết lên người phong phong kinh hãi thứ vũ khí sắc bén kia đang thẳng một đường bay đến người anh ta anh ta nhanh chóng rút tay về lật người tia sáng lạnh lẽo vụt qua tuy không bị thương đến mức quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến chỗ đầu vai anh ta bị rách cô điên rồi phong hét lớn cánh tay vung lên áo sơ mi trên người anh ta hơi mở ra. Từ trước đến nay anh ta chưa từng đánh nhau đến mức liều chết với một người phụ nữ bao giờ. Mỗi chiêu ra đòn của cô đều là trí mạng, anh ta cũng đâu phải kẻ thù của cô đâu cơ chứ. Tôi nói lại lần nữa, thả tôi ra. Đôi mắt thượng quan tuyền vì tức giận mà vặn lên những tia máu đỏ. Lúc cô rút tay về, vũ khí trong tay vô tình lướt qua khiến vòng ngực của Phong hiện ra trước mắt cô. Trên đó có một hình xăm rất đẹp, vì ngực áo sơ mi bị mở nên như ẩn như hiện. Medusa Sao trên người của anh ta lại có hình xăm Medusa? Thượng quan tuyền hơi ngẩn ra, đập ngay vào mắt cô chính là hình xăm nổi bật ấy. Vẻ mặt cô càng thêm nghi ngờ và kinh hãi, hình xăm Medusa hình con rắn. Kiểu xăm hình con rắn này rất ít khi thấy, nhìn rất thật khiến người khác phải sợ hãi. Không phải chỉ đơn thuần là mấy con rắn cuốn vòng vòng vào nhau mà tư thái của nó rất kỳ lạ. Nhưng điều làm Thượng Quan Tuyền cảm thấy kỳ lạ chính là hình như cô đã từng nhìn thấy hình xăm này ở đâu đó rồi. Rốt cuộc là đã nhìn thấy ở đâu không biết. Hai hàng lông mày của cô càng nhíu chặt lại. Thấy Thượng Quan Tuyền không ra tay nữa, Phong cũng tạm thời dừng lại. Anh ta chửi thầm một tiếng, xé một góc áo ra cuốn chặt trên miệng vết thương của mình. Không ngờ cô còn trẻ tuổi mà ra tay lại tàn độc như vậy, a. À, Phong còn chưa nói xong đã cảm thấy phần gáy đau buốt, sau đó ngã xuống. Thượng quan tuyền bỏ tay xuống, phải trách anh ta quá khinh địch. Nếu không phải anh ta vội vàng xử lý vết thương thì cô sẽ không có khả năng ra tay. Phong nằm trên sàn, hai mắt nhắm chặt. Thượng quan tuyền cẩn thận ngồi sổng xuống, chăm chú quan sát hình xăm trên người anh ta. Cô tự biết điều chỉnh lực của mình, vậy nên không lo lắng sẽ đánh chết anh ta. Nhưng hình xăm trên người anh ta lại thu hút sự chú ý của cô, không biết đã gặp ở đâu rồi. Nghĩ mãi cũng không ra, Thượng quan tuyền lắc đầu. Thôi, trước mắt phải tìm được nếp ngân đã. Nghĩ tới đây, cô nhanh chóng tránh khỏi tai mắt của lãnh thiên dục, lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Những mưu mô toan tính theo dòng thời gian sẽ dần hiện lên. Như đóa hoa anh túc kinh diễm. Sau khi mê đắm thì chỉ còn lại đau thương. Sau cơn mưa trời lại nắng, những mưu mô dần được hóa giải. Nhưng tại sao lại gặp người? Toàn bộ mọi chuyện vốn theo quỹ đạo giờ lại lặng lẽ thay đổi. Thượng quan tuyền có thể biết được rõ ràng là mình đang bị theo dõi, nhưng cô cảm nhận được người này không hề có ác ý gì. Sân bay tấp nập người qua lại, cảnh tượng hết sức trộn ràng. Cô hơi nhíu mày, lúc này cặp kính râm trên mặt đã che đi đôi mắt xinh đẹp của cô. Đây không phải là cặp kính bình thường mà là một thứ đồ tinh vi có gắn tia hồng ngoại để quan sát. Rất nhanh sau đó, tầm mắt của thượng quan tuyền rơi vào một người đôi môi đỏ khẽ cong lên sau đó cô xoay người nhanh chóng rẽ vào một góc có ít người qua lại quả nhiên người kia đi theo sát cô khi anh ta đi vào ngã rẽ liền bị đạp mạnh một cái cả người ngã dúi về đằng trước thượng quan tuyền từng bước từng bước đi lên trước hai tay khoanh trước ngực từ trên cao nhìn xuống anh ta đi theo tôi làm gì rốt cuộc anh ta là ai anh ta khá trẻ tuổi nhưng dù như vậy nhưng trên mặt vẫn toát lên vẻ sành sỏi. Anh ta vẫn chưa hoàn hồn sau cú ngã, chỉ chậm rãi đứng dậy. Khi nhìn quanh thấy ít người qua lại, anh ta cong môi như cười như không. Đang lúc Thượng Quan Tuyền nhìn vẻ mặt kỳ quái của anh ta thì anh ta đặt tay phải lên vai trái, sau đó ngẩng đầu lên. Cả quá trình anh ta đều nhìn chầm chầm Thượng Quan Tuyền, không hề chớp mắt. Khi Thượng Quan Tuyền thấy anh ta làm động tác đó, ánh mắt hơi ngạc nhiên, hàng lông mày hơi trao lại anh ta là người của tổ chức. Người trẻ tuổi kia lên tiếng, chủ thượng muốn gặp cô. Ngài ấy ở đâu? Thượng quan tuyền thấp giọng hỏi. Ở Hy Lạp. Anh ta trả lời. Thượng quan tuyền thoáng rung lên, không ngờ Nếp Ngân đã tới Hy Lạp. Là vì câu nói của lãnh thiên dục sao? Vừa hay cô đang muốn đi tìm Nếp Ngân, vậy là đỡ mất công đi tìm rồi. Dẫn đường đi. Đôi mắt cô khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, giọng nói cũng nhàn nhạt vang lên bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất ở sân bay. Bên bờ biển Azerbaijan, lãnh thiên dục nhàn nhã ngồi tựa lưng trên sofa, cả người mặc bộ vét sang trọng toát ra sự lạnh lùng. Ly rượu thủy tinh trong tay hắn cũng bắn ra những tia băng hàng, vẻ lạnh lẽo cũng ngập tràn trong đôi mắt. Phong đứng ở một bên, áo sơ mi chỗ đầu vai hơi đỏ, rõ ràng anh ta đã băng bó lại vết thương. Lãnh thiên dục đặt ly rượu lên bàn, đôi mắt quét qua Phong, nói, Bao nhiêu năm rồi chưa bị đả thương. Phong nghe xong, sắc mặt càng trở nên căng thẳng, vội quỳ một gối xuống. Thuộc hạ làm việc bất cẩn, mong lão đại thứ tội. Vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục khiến người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Hắn lạnh lùng nhìn sắc mặt hơi sợ hãi của Phong, lạnh nhạt lên tiếng, "Đứng lên đi." "Vâng, lão đại." Lãnh Thiên Dục chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn phong cảnh mỹ lệ bên dưới cảnh vật lúc này đẹp như trong mộng ảo nhưng cũng chẳng khiến hắn để tâm. tra được chỗ của thượng quan tuyền rồi hả? đưa lưng về phía phong lãnh thiên dục mở miệng hỏi. vâng lão đại tôi đã tra được thượng quan tuyền đã trở lại athen nhưng cô ấy không về khách sạn. phong cung kính nói. lãnh thiên dục không nói gì chờ phong nói tiếp. lão đại nếp ngân cũng đã tới hy lạp. tốt lắm. giọng nói lạnh như băng của lãnh thiên dục vang lên hắn xoay người, ánh mắt cực kỳ sắc bén, rốt cuộc anh ta cũng đến. Tôi đợi ngày này lâu rồi. Lời vừa dứt, hắn cong môi cười lạnh, ánh mắt thoáng qua tiên nguy hiểm. Rõ ràng tổ chức Baby M buộc phải lấy được con chip, lần này đến cả Nếp Ngân cũng tự mình ra tay rồi. Ánh mắt phong ánh lên tia lạnh lùng nhưng nhanh chóng được giấu đi. Lãnh thiên dục cười lạnh, chuyện lấy lại con chip đối với người muốn cướp nó cũng không phải là bí mật gì, nhưng Nếp Ngân đúng là cao tay, nhanh như vậy đã biết chúng ta thay đổi thời gian giao dịch. Phong lên tiếng, lá gan em trai của Thượng Sư Đạt Lai cũng chẳng nhỏ, dám cò kè mặt cả với ngài, tôi cho rằng trong chuyện này nhất định ẩn giấu chuyện kỳ lạ khác. Cũng bình thường thôi, chỉ cần có người muốn mua thì ông ta hoàn toàn có quyền đó. Đấy mắt lãnh thiên dục không hề gần sống, hắn chậm rãi lên tiếng. Nhưng, có một chuyện tôi vẫn chưa rõ, Phong hơi nghi ngờ. Lãnh thiên dục nhìn Phong. Lão đại, ngài đã biết chỗ của ông ta tại sao không để tôi trực tiếp giải quyết luôn cho nhanh còn muốn giao dịch gì nữa ánh mắt lãnh thiên dục đầy lạnh lẽo đôi mắt thâm trầm như biển cả không khó để nhận ra hắn là người có lòng dạ thâm sâu đến mức nào hắn nhàn nhạt lên tiếng nếu có thể dùng tiền bạc để giải quyết thì cứ làm như vậy không cần phức tạp hóa vấn đề tôi rõ rồi lập tức chuẩn bị máy bay về athens tăng số người phòng bị khi chúng ta tiến hành giao dịch không cho phép xảy ra chuyện bất trắc cửa ừ, kính phản chiếu vẻ mặt lạnh lẽo của lãnh thiên dục. Vâng, tôi rõ rồi. Phong đáp. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Biệt thự Latiku tọa lạc ở ngoại ô thành phố Athens là một biệt thự cực kỳ sang trọng, cây cối xanh tốt bao bọc lấy tòa biệt thự trắng. Một chiếc xe thương vụ màu đen dựng trước cổng biệt thự, hệ thống kiểm tra tự động quét một lượt rồi cổng được mở ra, chiếc xe đi thẳng vào trong. Đêm, càng ngày càng tối, Bóng tối như một bàn tay to lớn bao phủ lấy tất cả, bao trùm lên mọi vật. Tâm trạng thượng quan tuyền dường như cũng bị bóng đêm che kín, mỗi bước đi về phía trước là mỗi lần lòng cô thêm nặng nề. Lãnh Thiên dục như ma như quỷ, không lúc nào không hiện lên trong đầu cô. Tuy hắn không nói ra hung thủ giết chết Bùi Tùng nhưng cũng không khó để có thể đoán ra, người đó chính là Niếp Ngân. Niếp Ngân đã giết người cha nuôi mà cô rất kính trọng. Trái tim cô như bị một bàn tay bóp nghẹn lại cô phải làm như thế nào bây giờ? Thượng quan tuyền theo chân người đàn ông đi đến trước một căn phòng, sau khi dừng lại, anh ta cung kính gõ vài cái lên cửa. Vào đi. Giọng nói trầm thấp tao nhã của nếp ngân trong phòng vang lên. Người đàn ông mở cửa ra, sau đó nghiêng người nhường đường cho thượng quan tuyền, chủ thượng ở trong phòng, cô vào đi. Thượng quan tuyền hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc đi vào trong. Cửa. Chậm rãi đóng lại sau lưng cô, bầu không khí vốn an tĩnh trong nháy mắt lại càng thêm tĩnh mịch. Thượng quan tuyền ngẩng đầu, nhìn Niếp Ngân đang ngồi trên sofa, hơi cúi người xuống nói, chủ thượng. Ừ. Niếp Ngân đứng dậy, chiếc áo sơ mi làm tôn lên thân hình hoàng mỹ của anh ta. Anh tao nhã bước đến trước mặt thượng quan tuyền, bên môi cong lên nụ cười. Mấy ngày phải ở bên cạnh lãnh thiên dục, vất vả cho em rồi. Giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy hàm ý. Thượng quan tuyền tất nhiên hiểu hàm ý trong lời nói của Niếp Ngân, ánh mắt cô hơi mất tự nhiên, đôi môi anh đào mấp máy nhưng không nói gì. Bởi vì mấy ngày nay cô vẫn ở bên lãnh thiên dục, bị hắn bắt phải mặc mấy bộ quần áo bằng lụa mỏng đầy nữ tính. Vậy nên lúc này, cô đang mặc một bộ quần áo bằng lụa đơn giản, tính chất mềm nhẹ của lụa càng làm nổi bật dáng người tuyệt mỹ của cô. Những hàng đá quý được gắn bên eo càng cho thấy giá trị xa xỉ của nó xem ra em đã lấy được tín nhiệm của lãnh thiên dục. Nếp ngân nhìn cô, trong lòng nổi lên sự ghen tuông. Thuộc hạ làm việc bất cẩn, lãnh thiên dục vẫn luôn cẩn thận, muốn lấy được tín nhiệm của anh ta không phải là chuyện dễ dàng. Thượng quan tuyền né tránh ánh mắt của Nếp ngân, cô nhẹ giọng nói. Nếu đã như vậy thì em cũng không cần phải cố gắng nữa. Nếp ngân nói. Thượng quan tuyền đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi hoặc. Tại sao? Níp ngân có vẻ đăm chiêu nói mục đích tôi gọi em là muốn em tạm dừng nhiệm vụ về chuyện con chip tôi sẽ tự mình xử lý em không hiểu thượng quan tuyền lập tức lên tiếng em không cần hiểu chỉ cần biết mình phải làm gì là được níp ngân khoát tay chủ thượng anh chưa từng như vậy con người khi hoàn cảnh thay đổi thì cũng sẽ thay đổi theo không phải em cũng như vậy sao níp ngân nhắc lời thượng quan tuyền ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Thượng quan tuyền cảm thấy tim đập thình thịch, hôm nay Nếp Ngân có vẻ hơi kỳ lạ. Em không rõ ý tứ của chủ thượng. Lời vừa dứt, Niếp Ngân đã túng lấy tay cô, ôm cô vào trong lòng anh ta. Chủ thượng. Thượng quan tuyền thất thanh kêu lên, trong lòng hơi bối rối. Không biết vì sao, hơi thở trước nay đầy quen thuộc với cô lúc này đây lại khiến cô cảm thấy cực kỳ bất an. Niếp Ngân mím đôi môi mỏng, bàn tay men theo từng đường công duyên dáng trên người cô, mọi biến hóa của tâm tư đều được giấu kín trong đôi mắt sâu thẳm. Tuyền, em muốn rời khỏi tôi, không phải sao? Không, em không, đôi mắt đẹp của Thượng quan Tuyền mở to. Biết kết cục của việc phản bội tôi thì sẽ thế nào rồi chứ? Nếp ngân lạnh lùng cắt ngang lời cô, tàn nhẫn hỏi. Em không phản bội, không. Thượng quan tuyền vừa vùng vẫy vừa đáp lời. Tuy cô thật sự rất muốn biết liệu có phải Nhiếp Ngân đã giết cha nuôi không nhưng cô chưa hề có ý nghĩ muốn phản bội. Sắc mặt Nhiếp Ngân càng thêm xanh mét, nhất là khi nhìn thấy sự kinh hoàng trong đôi mắt thượng quan tuyền. Anh ta không khống chế được nữa, quét toàn bộ tài liệu trên bàn xuống đất, sau đó dồn thượng quan tuyền lên mặt bàn. Chủ thượng, anh, anh muốn làm gì? Thượng quan tuyền cảm thấy máu trong người đang chảy ngược, cô kinh hoảng nhìn Nhiếp Ngân như đang nhìn một con giả thú đang bộc phát thú tính. Trong ấn tượng của cô, Nip Ngân chưa bao giờ hành động lỗ mãn như vậy, sự khác thường này của anh ta rất xa lạ với cô. Cơ thể cường tráng của Nip Ngân đè chặt thượng quan tuyền, anh ta vươn tay giữ chặt hai tay đang vùng vẫy của cô, trong mắt bùng lên những ngọn lửa tức giận. Tại sao? Tại sao em lại yêu lãnh thiên dục? Thanh âm của anh ta khiến người khác cực kỳ sợ hãi, lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt cô. Thượng quan tuyền giật mình, sau đó cô nhanh chóng lắc đầu. Không, em không thích anh ta, không yêu anh ta. Nếp ngân không thể nghe nổi lời cô nói nữa, anh ta sắp bị lửa giận trong lòng thiêu đốt rồi. Ngay từ lúc nói chuyện qua điện thoại với lãnh thiên dục, anh ta đã hiểu rõ mọi chuyện tuyền của anh ta, người con gái anh ta yêu nhất lại ở bên lãnh thiên dục. Chủ thượng, anh sao vậy? Tại sao lại như vậy? Thượng quan tuyền không hiểu tại sao một nếp ngân luôn dịu dàng với cô lại biến thành như thế này sự phản kháng của thượng quan tuyền càng châm lên ngọn lửa tức giận của nếp ngân hơn. Tôi làm sao ư? Ánh mắt nếp ngân lóe lên tia đau xót nhưng nhanh chóng được thay thế bằng sự lạnh lẽo. Em đang thử thách tính nhẫn nại của tôi phải không? Chẳng lẽ em thật sự cho rằng chuyện lãnh thiên dục làm với em thì tôi không dám làm sao? Giọng nói lạnh lẽo của anh ta vang lên bên tai cô, hơi thở đàn ông nóng bỏng bao vây lấy thượng quan tuyền. Cô hít vào từng hơi lạnh lẽo, bầu ngực cao vút cũng lên xuống phập phòng theo từng hơi thở dồn dập. Anh có ý gì? Tôi đã ra lệnh cho em phải giết người đàn ông đó, vậy mà em lại một lần nữa dâng cơ thể mình cho hắn hưởng thụ, lại còn dám nói dối tôi. Thanh âm của Nếp Ngân ngày càng trở nên sắc bén. Anh ta cũng là đàn ông, hôm đó những âm thanh mờ ám bay vào lỗ tai anh ta, tuy đã cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ là do sóng điện thoại chập chờn nhưng anh ta không lừa được trái tim mình anh ta biết rõ hai người lúc đó đang làm gì anh ta có thể tưởng tượng được cảnh người phụ nữ mình yêu nhất nằm dưới thân lãnh thiên dục thở gấp sắc mặt thượng quan tuyền đột nhiên trở nên trắng xanh anh đã biết rõ mọi chuyện anh đều biết cô cảm thấy mọi thứ trước mắt như tối đi dường như có một bóng ma đang ra sức gào thét muốn xé nát cơ thể cô ra lát sau thượng quan tuyền ngẩng đầu lên vẻ mặt nghiêm nghị nhìn nếp ngân anh ta đang trút giận lên người cô sao chẳng phải cô ở hiện tại đều là do anh ta tạo ra sao? Lúc trước chính anh đã đẩy em cho anh ta, chẳng phải anh đã quyết định để em dùng thân thể của mình để hoàn thành nhiệm vụ sao? Đáng lẽ anh phải sớm chuẩn bị tâm lý chứ? Nếp ngân nghe lời phản bác của Thượng quan Tuyền, đôi mắt càng hừng hực lửa giận. Bàn tay to nắm chặt lấy cầm cô, thanh âm trầm thấp ma mị vang lên bên tai cô, thì ra em đã sớm biết người đàn ông đêm đó là lãnh thiên dục. Thượng quan Tuyền ngẩn người nhìn Nếp ngân. Lát sau, cô mới hiểu được mọi chuyện, lập tức cười lạnh, giờ thì em đã hiểu tại sao anh nhất định muốn em giết chết lãnh thiên dục. Thật ra anh cũng đã đã biết người đêm đó là anh ta, cho nên anh muốn để anh ta chết trong tay em. Đúng, tôi nói rồi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người chạm vào em, em là của tôi, không phải của lãnh thiên dục, cũng không phải của bất kỳ người đàn ông nào khác, cả đời này em đều là người của tôi. Nếp Ngân hung dữ nói sự nóng nảy lúc này của nếp ngân thượng quan tuyền chưa bao giờ thấy anh thật ích kỷ thượng quan tuyền cảm thấy trái tim mình đã đóng băng lại rồi đúng tôi ích kỷ cho dù là như vậy thì cũng không thể thay đổi được sự thật em là của tôi ánh mắt nếp ngân càng trở nên lạnh lùng thuộc về anh thượng quan tuyền nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên đôi mắt trong veo đầy bi thương nhìn nếp ngân trong lòng anh em cũng chỉ là một thứ công cụ mà thôi anh không cho phép em phản bội vì anh sợ cảm giác thất bại trong lòng mình. Ngậm miệng lại. Nếp ngân siết chặt tay, lạnh lùng nói. Em muốn nói. Thượng quan tuyền cuộc cường, ánh mắt cũng đầy sắc bén. Anh thật sự là rất ích kỷ, ích kỷ đến mức chỉ muốn làm theo ý mình, không hề nghĩ đến cảm nhận của em. Cho nên, ngài chủ thượng đáng kính à, cho dù em có thật sự phản bội anh thì cũng là do bị anh dồn ép. Lúc này, Rốt cuộc cô cũng không còn quá để tâm đến chuyện người đàn ông đứng trước mặt cô có phải hung thủ đã giết cha nuôi hay không. Thật ra cô muốn trực tiếp hỏi anh, nhưng cô biết lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. Được, tốt lắm. Thấy thượng quan tuyền nói vậy, nếp ngân chậm rãi công môi cười, đáy mắt đầy yên tĩnh khiến người ta không thể nhìn ra tâm tư của anh ta. Anh ta từ từ đứng lên, cả người toát lên vẻ lạnh lẽo. Tuyền, em là đặc công tôi rất coi trọng, tôi thà hủy diệt em chứ không cho phép em phản bội tôi. Thường quan tuyền cũng đứng dậy, đôi mắt đầy bình tĩnh nhìn vào đôi mắt tối đen của Niếp Ngân. Anh không cảm thấy tiếc khi từ nhỏ đã nuôi dạy em, huấn luyện em thành một đặc công sao? Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng vang lên, cô cảm thấy trái tim đang rất đau đớn. Sau đó, cô đưa khẩu súng lục mang theo bên người ra. Chủ thượng, xin anh giết em đi. Lời vừa dứt, ánh mắt của Niếp Ngân đột nhiên tối lại. Anh ta nhìn vẻ mặt của thượng quan tuyền, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Anh ta tao nhã cất khẩu súng đi, cảm giác tàn độc lặng lẽ nhún đầy gương mặt. Yên tâm, tôi sẽ không giết em. Giọng điệu bình tĩnh như đang ẩn giấu sự nguy hiểm vang lên, em là người tôi đã dày công huấn luyện, sao có thể giết em dễ dàng như vậy được chứ? Thượng quan tuyền còn chưa kịp hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Nip Ngân đã thấy anh ta ra tay. Anh ta mạnh mẽ rút cà vạt ra, lập tức trói tay cô lại đừng. tuy thượng quan tuyền không biết anh ta muốn làm gì nhưng lúc này sự khác thường của nếp ngân khiến cô rất sợ hãi. sau đó cô bị nếp ngân bế lên. thượng quan tuyền đột nhiên cảm thấy choán váng, cô bất lực vùng vẫy nhưng không hiệu quả chút nào. đầm. cửa phòng ngủ bị nếp ngân đá bật ra, mang theo sức mạnh ngông cuồng. cả người thượng quan tuyền bị ném xuống giường như một chiếc bao tải, không hề thương tiếc chút nào. cơ thể thượng quan tuyền va đập mạnh lên giường cảm giác đau đớn lan tràn khắp toàn thân cô anh cô khó khăn hít thở nip ngân không nói gì chỉ lạnh lẽo nhìn thượng quan tuyền sau đó xoay người lại rầm tiếng đóng cửa vang lên sau đó cô nghe được loáng thoáng tiếng của nip ngân ở bên ngoài phái thêm người lại đây canh chừng thượng quan tuyền cho tôi nếu cô ấy chạy thoát thì các anh không cần sống để gặp tôi nữa vâng thuộc hạ tuân lệnh thượng quan tuyền ngồi dậy Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng xanh giờ càng thêm nhợt nhạt và trắng bệt. Dần dần, ánh mắt cô trở nên trống rỗng, cảm giác bi thương lan tràn khiến viền mắt cô dần ngân ngấn nước. Thượng quan tuyền lặng lặng ngồi ở mép giường, không biết đã qua bao lâu nhưng cô vẫn ngồi yên như vậy. Cánh tay thon dài ông lấy đôi chân, mái tóc dài mềm mại như nước xỏa xuống đầu vai, cô đang cực kỳ mỏi mệt nhưng lại không hề buồn ngủ, cô dựa người vào đầu giường nhìn ánh trăng ảm đạm ngoài cửa sổ trăng trên đỉnh đầu tản ra ánh sáng mờ mờ, dường như bầu không khí xung quanh được bao phủ bởi một phần sáng mờ mờ ảo ảo. Tòa biệt thự có thiết kế xa hoa mỹ lệ càng nổi bật dưới ánh trăng, chiếc giường lớn được làm bằng gỗ quý, trên thành giường và chân giường đều được điêu khắc những đóa hoa nở rộ. Đài sen tượng trưng cho sự sung túc, long phượng bay lượn, kỳ lân cưỡi mây, những con kỳ lân được điêu khắc hết sức tỉ mỉ, tất cả những hoa văn trên đó tạo nên cảm giác hòa thuận, vui vẻ và an tĩnh thượng quan tuyền không khó để đoán ra bên ngoài cửa có rất nhiều người theo dõi cô nip ngân đã nuôi cô từ nhỏ vậy nên anh ta biết rất rõ bản lĩnh của cô cũng vì lý do này nên cô mới có thể kiềm chế không chạy trốn nhưng dù cô có thể chạy cũng sẽ không chạy vì cô muốn biết rất nhiều điều có rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp cô cần một câu trả lời chân thật vẻ mặt của nip ngân hôm nay cô chưa từng được thấy qua vẻ mặt đó đã khiến cô rất sợ hãi Tuy ngoài mặt cô vẫn có vẻ ung dung nhưng thật ra trong lòng đang nổi từng cơn sóng lớn đến cỡ nào chỉ có mình cô biết. Cô nhắm mắt lại cũng có thể thấy được đôi mắt lạ lùng của Níp Ngân, đôi mắt như nhúm đầy màu tươi, hơi thở lạnh lẽo đó hoàn toàn bao vây lấy cô. Cô đang mơ mơ màng màng nhớ lại thì chợt nghe thấy một tiếng rầm. Cửa bị đẩy mạnh ra, sau đó thân hình cao lớn của Níp Ngân bước vào. Hơi thở nồng nặc mùi rượu, Níp Ngân lạnh lùng nhìn bóng hình nhỏ xinh ngồi bên giường, đôi mắt lại càng tối xuống. Cô rất biết cách ẩn giấu chính mình, cô chỉ ngồi yên lặng ở đó, xung quanh như bị một màn sương mù bao phủ khiến người ta khó chú ý được sự tồn tại của cô. Khóe miệng anh ta nhếch lên ý cười cợt, nếp ngân loạn choạng đi đến bên giường. Tiếng bước chân mạnh mẽ trong đêm vắng lặng lại càng rõ ràng như đánh thức tâm tư đang trầm xuống của Thượng Quan Tuyền. Cô hoàng hồn, nhìn nếp ngân đang chén choáng say rượu. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sắc bén đó, cô không rõ lúc này nếp ngân say thật hay vẫn tỉnh chủ thượng, anh thượng quan tuyền vô thức trục người lại, cô có thể cảm nhận được áp lực từ trên đỉnh đầu mình. trong trí nhớ của cô, nếp ngân chưa từng say rượu như vậy. anh ta là một người cực kỳ cẩn thận, dù có uống rượu cũng biết điểm dừng, nhưng hôm nay không biết tại sao nhưng trong lòng thượng quan tuyền cảm thấy rất căng thẳng. chiếc áo sơ mi tôn lên dáng vẻ hoàn mỹ của nếp ngân. Không biết có phải do say rượu không mà cổ áo hơi mở ra làm lộ ra lòng ngực khêu gợi càng khiến anh ta cực kỳ gợi cảm và quyến rũ. Tuyền, ngón tay thon dài của anh ta nắm lấy cầm cô, giọng nói của Nếp Ngân dịu dàng đến kỳ lạ. Thượng quan Tuyền hơi nhíu mày, Nếp Ngân như vậy hoàn toàn xa lạ với cô, cô cũng không thích anh ta như vậy. Lúc này, trong bầu không khí quanh quẩn cảm giác ái muội như tơ nhện giăng khắp nơi khiến Thượng quan Tuyền có ý nghĩ muốn bỏ trốn. Chủ thượng, anh say rồi. Thượng Quan Tuyền đè nén giọng nói của mình, buộc bản thân phải bình tĩnh đối mặt với Níp Ngân. Sao, không thích à? Níp Ngân nghe vậy, đôi mắt càng trầm xuống như một xoáy nước sâu thẳm. Những người quen thuộc đều biết đây là dấu hiệu anh ta đang tức giận. Bàn tay to lớn của anh ta càng nắm chặt cầm cô hơn. Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất đau đớn, dường như cô cảm thấy chiếc cầm không phải là của mình nữa. Khuôn mặt xinh đẹp trước mặt hơi nhăn nhó, biểu cảm ngơ ngác vô tội của cô như đóa hoa mùa xuân trong sáng và thuần khiết. Lửa giận trong lòng Nếp Ngân giận tắt đi, bàn tay kia của anh ta khẽ vuốt gò má cô như muốn thay đổi biểu cảm vô tội đó. Những vết chai trên tay anh ta lướt trên da mặt cô, lướt tới đâu đều khiến thượng quan tuyền run rẩy. Cô vô thức muốn chống cự nhưng lại bị anh ta giữ chặt, không thể động đậy. Chủ thượng, thanh âm thượng quan tuyền hơi run run. Cô không biết Nếp Ngân có làm hại mình không, nhưng không biết tại sao khi thấy Nếp Ngân như vậy, cô cảm thấy anh ta rất xa lạ với mình. Khi cô còn đang căng thẳng. Tuyền, em đang sợ tôi. Nếp ngân thấp giọng hỏi. Bàn tay tà ác của anh ta trượt xuống chỗ cổ áo cô, từng cúc áo được mở ra, lộ ra xương quai xanh khêu gợi, đến đầu vai trắng mịn quyến rũ, tay anh ta vuốt ve phần cổ trắng như ngọc của cô. Chủ thường, anh muốn làm gì? Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt thượng quan tuyền đã tái xanh cả lại, giọng nói cô run rẩy đầy sợ hãi, tình huống như vậy cô chưa từng trải qua bao giờ em nói thử xem âm thanh tà ác vang lên trầm thấp bên tai cô hơi thở nóng bỏng đầy mùi rượu phả vào vành tai cô buông thượng quan tuyền như một chú thỏ nhỏ đang sợ hãi ra sức tránh thoát khỏi anh ta tuyền xem ra tôi đã xem nhẹ em rồi em muốn lạc mềm buộc chặt để dụ dỗ lãnh thiên dục à thanh âm lạnh lùng mang theo sự khinh thường vang lên nếp ngân cười càng sâu nhưng trong mắt lại đầy lạnh lẽo không em không có thượng quan tuyền há hốc mồm cô muốn giải thích nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy tức giận và khinh thường của nip ngân cô chỉ có thể hít vào từng hơi lạnh rốt cuộc tại sao nip ngân lại mất hết lý trí như vậy đêm nay anh lại gán cho cô một tội danh cô thật sự muốn biết anh còn định làm gì nữa còn nữa trước cảm giác sợ hãi của chính mình thượng quan tuyền cũng phải cảm thấy hoảng sợ chẳng phải cô vẫn luôn thích nip ngân sao tại sao khi anh động vào cô Cô lại kháng cự. Chẳng phải cô là người của anh sao? Từ nhỏ anh đã nuôi cô lớn, chỉ cần anh muốn cô nhất định sẽ thực hiện mà không oán hận chút nào, tại sao hiện tại lại không như vậy nữa? Thượng quan Tuyền chưa từng cảm thấy mâu thuẫn như vậy. Còn muốn nói dối nữa sao? Niếp Ngân cất giọng đầy lạnh lẽo. Thượng quan Tuyền có thể nhìn thấy rất rõ ràng sự tức giận và tàn nhẫn trên mặt anh ta. Anh ta tiếp tục nói, em chỉ có thể là của tôi. Cả đời này người em phải hầu hạ cũng chỉ có một mình tôi, em muốn làm ấm giường lãnh thiên dục ư? Đừng mơ tưởng. Chủ thượng, thượng quan tuyền hoảng sợ lùi người về sau. Lúc này ánh mắt của Nếp Ngân thật quá đáng sợ, vừa ngông cuồng vừa tràn đầy ý cười khinh thường nhưng cũng rất lạnh lẽo, dường như là đang cười nhạo cô vậy. Trái tim cô như vỡ vụn. Sao? Em nên gọi tôi là Nếp Ngân mới đúng, bởi vì từ nhỏ trong lòng em đã có tôi rồi, không phải sao? nip ngân lúc này hoàn toàn bị lòng đố kỵ chi phối lúc này anh ta chỉ có một ý nghĩ đó là không từ thủ đoạn nào để giữ cô gái này bên cạnh mình một câu nói đã làm sáng tỏ bí mật được giấu kín trong lòng thượng quan tuyền bấy lâu nay cô kinh ngạc giật mình nhìn lại quên cả vùng vẫy anh biết anh biết rất rõ tâm ý của cô nhưng tại sao anh đã biết rõ mà lúc trước lại giao cô cho lãnh thiên dục cũng vì sự nhẫn tâm của anh mà cô mới gặp phải người đàn ông ma quỷ đã cướp đi đêm đầu tiên. Không phản đối nữa sao? Niếp ngân nhìn vào đôi mắt đẹp đầy mờ mịt của cô, trong lòng dâng lên từng hồi sống. Anh ta ấn cô nằm xuống dưới, ông lấy người cô. Anh ta hôn cô như đang trừng phạt, đầy mạnh mẽ và hung ác, một tay siết tay cô ngày càng chặt hơn. Cô không hề giống với những người phụ nữ mặt trác đầy phấn khác, đôi môi cô có mùi hương thơm ngát, nhiều mùi hương nhẹ nhàng tươi mát sau cơn mưa khiến người ta phải lưu luyến. Đừng, ưng. Đột nhiên bị anh cuồng giả hôn, hơi thở nóng bỏng tràn ngập khoang miệng khiến thượng quan tuyền như bị sét đánh. Cô cố gắng tránh thoát nhưng cánh tay như kiềm sắt của nếp ngân càng siết chặt cô hơn. Đầu lưỡi anh ta xâm nhập vào khoang miệng cô, khuấy đảo điên cuồng trong đó. Đôi môi nóng bỏng của anh ta như tàn phá những cánh hoa đẹp, anh ta khao khát muốn hút hết mọi thứ. Thật lâu sau, níp ngân mới khắc chế được cảm xúc nóng bỏng đẩy cô ra bất ngờ bị đẩy ra khiến thượng quan tuyền hơi choáng váng cô ngẩng đầu lên đôi mắt trông như nước lúc này tràn đầy sợ hãi chủ thượng xin anh đừng như vậy thượng quan tuyền tha thiết cầu xin sự kiên cường và bình tĩnh của cô chỉ có thể bày ra cho người khác xem dù sao anh ta cũng nuôi cô từ nhỏ anh ta hiểu rõ cô hơn ai hết bụng dưới truyền đến cảm giác nóng bỏng xuyên thẳng lên đỉnh đầu chết tiệt Nếp ngân thấp giọng chửi thầm một tiếng. Không nghĩ tới cô gái này lại có thể dễ dàng khơi lên dục vọng của anh ta như vậy. Hơn nữa, đôi môi thơm ngọt của cô như mật ngọt khiến anh ta không nhịn được lại cúi xuống hôn. Rốt cuộc anh ta đã hoàn toàn quên đi mục đích ban đầu của mình, muốn trừng phạt cô nhưng sau cùng lại xuất phát từ chính nhu cầu sinh lý của mình. Sự việc biến chuyển không theo dự tính của anh ta, trên mặt nếp ngân như được phủ một lớp sương mù, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại đầy lạnh lẽo, anh ta từng bước lại gần cô. Chủ thường, anh muốn làm gì? Thượng quan tuyền muốn lùi lại phía sau nhưng lúc này chân cô như mềm nhũng cả ra, không nghe theo sự sai khiến của đầu óc, thân thể nhỏ xinh như chiếc lá trong cơn gió mạnh, khẽ đông đưa không thể phản kháng. Cô rất sợ, người đàn ông trước mặt này hoàn toàn toát ra khí phách và tà khí. Trong tiềm thức của cô, nếp ngân khác lãnh thiên dục. Lãnh thiên dục tuy lạnh lẽo khiến tim cô đập nhanh nhưng lúc này nếp ngân lại càng khiến cô thêm sợ hãi lần đầu tiên cô thấy một nếp ngân như vậy lần đầu tiên cô không nhìn ra được suy nghĩ trong đầu anh ta bầu không khí trong phòng càng thêm nồng đầm ánh đèn trên cao tản ra ánh sáng mờ mờ càng tăng thêm sự ái muội em nói xem tôi muốn làm gì đôi mắt sắc bén của anh ta càng thêm thâm trầm trong bóng đêm lạnh lẽo như băng cánh tay to lớn mạnh mẽ xé rách quần áo cô lúc này anh ta như ma quỷ vậy thượng quan tuyền cảm thấy lành lạnh ở đầu vai bộ váy trắng như những cánh bướm bay tán loạn rơi xuống mặt đất không chủ thượng do không thể tránh đi nên cô chỉ có thể quay khuôn mặt đang hết sức kinh hoàng ra chỗ khác ánh mắt dần long lanh nước đầy mông lung em cho rằng loại chuyện đó chỉ có lãnh thiên dục mới có thể làm ra sao hôm nay tôi muốn biến em thành người phụ nữ của tôi tôi phải giữ em lại bên cạnh trở thành người phụ nữ của tôi hiểu không níp ngân càng ngày càng mất đi lý trí gầm to lên khuôn mặt cô giờ đầy bi thương và bất lực lại càng kích thích lửa giận trong lòng anh ta lửa giận như thủy triều dâng lên chỉ trong nháy mắt đã ngập tràn trái tim anh ta mùi hương thơm ngát trên người cô lại càng khiến anh ta khao khát muốn lập tức chiếm giữ lấy cô lúc này anh ta dường như biến thành một tên lưu manh cô gái chết tiệt không ngờ lại có thể ảnh hưởng lớn đến anh ta như vậy anh ta nhất quyết không cho phép bàn tay tà ác bắt lấy mắt cá chân của cô Lúc này trong mắt anh ta, Thượng Quan Tuyền như một chú kiến nhỏ không còn đường thoát. Không tránh thoát được, Thượng Quan Tuyền bị nếp ngân khóa chặt dưới thân, hơi thở nằm tính của anh ta bao vây lấy cô, sức nặng của toàn thân cũng đè lên người cô. Cô nhíu mày, ngẩng đầu chống lại ánh mắt anh ta, đôi mắt lạnh lẽo như thiêu đốt dục vọng đang hừng hực. Thượng Quan Tuyền chưa bao giờ cảm thấy kinh hãi như lúc này, cô rất hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, chỉ tiếc đây lại là sự thật. Nếp ngân đã sớm bị sự tức giận và dục vọng chi phối bàn tay tà ác mơn trớn trên người cô mang theo sự ngông cuồng không cho phép kháng cự bàn tay thượng quan tuyền nắm chặt lấy ga giường cả người cô run lên lạnh đến thấu xương sự sợ hãi giống như thủy triều lúc chạng vạn không ngừng dâng lên trong lòng cô đợt sóng này nối tiếp đợt sóng kia nếu là trước kia cô cũng sẽ có cảm giác như thế này sao lúc này cô thật sự nghi ngờ liệu mình có yêu người đàn ông này không vậy mà lúc này nếp ngân lại do dự sự bất lực của cô như từng lớp sóng nối tiếp dâng lên trong lòng anh ta nhấn chìm anh ta làm sao có thể anh ta thô bạo hôn lên thân thể trắng trẻo của cô da thịt cô trơn bóng nhẵn nhụi khiến anh ta yêu thích không muốn buông tay bụng dưới lại truyền đến từng đợt nóng bỏng đôi mắt anh ta càng thêm u ám từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt anh tuấn của nếp ngân hiện lên tia ẩn nhẫn bàn tay to của anh ta đột nhiên siết chặt lại tại sao tuyền của anh ta lại phản bội anh ta còn anh ta lại không nhẫn tâm hành hạ cô tuyền giọng nói của nếp ngân đột nhiên tràn đầy đau buồn và vô lực do say rượu nên anh ta càng thêm khác thường thượng quan tuyền ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của nếp ngân nghe thấy giọng điệu chua xót của anh ta làm lòng cô cũng dâng lên cảm giác đau đớn tùy ý để bàn tay anh ta vuốt ve gương mặt cô tôi là một người lãnh đạo thất bại lại đi yêu đặc công do một tay mình bồi dưỡng thật sự là nực cười giọng điệu của anh ta thấp đến mức không thể thấp hơn men say khiến anh ta nói ra những tâm sự trong lòng nhiều năm qua không lời nói của nip ngân khiến thượng quan tuyền hoảng sợ dường như một trái bom đang nổ tung trong lòng cô hai mắt cô mở to đôi mắt trong trẻo hiện ra tia kinh ngạc chủ thượng nip ngân yêu cô chuyện này làm sao có thể tuyền trong lòng tôi không ai có thể thay thế được em tôi yêu em người nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều em nói tôi ích kỷ cũng được bá đạo cũng được đêm nay tôi buộc phải làm như vậy tôi tuyệt đối không giao em cho lãnh thiên dục một lần nữa ngón tay thon dại của anh ta dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô đôi mắt tràn ngập sự ưu thương anh ta khẽ thở dài tại sao tại sao lại như vậy thanh âm yếu ớt mong manh như tơ nhện của thượng quan tuyền vang lên cô cảm thấy mình đang lạc lối rồi không thể tìm được đường về nữa. Nếu là trước đây, khi nghe những lời này cô hẳn sẽ rất vui mừng, phải không? Không phải cô vẫn luôn hy vọng Niếp Ngân yêu mình sao? Nhưng ngay lúc này, khi Niếp Ngân thật sự thổ lộ với cô, trái tim cô vì sao lại bình tĩnh đến vậy? Nhưng chỉ trong giây lát, sự bình tĩnh vốn đang chế ngự trái tim cô lại được thay thế bằng một thứ cảm giác khác. Cảm giác bi thương chôn giấu nơi đáy lòng bỗng trào dâng lên, chẳng mấy chốc hóa thành nỗi căm hận cảm giác đau đớn trong lòng dần lan tràn khắp toàn thân cô cô quay mặt thoát khỏi bàn tay anh ta hai mắt đầy lửa giận nhưng khó có thể che giấu được sự đau thương cô nhìn thẳng vào anh ta tình yêu của anh thật ích kỷ chỉ vì tổ chức và quyền uy của anh mà anh sẵn sàng dâng em cho người đàn ông khác cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng thượng quan tuyền đôi mắt lúc này đã ướt đẫm nước mắt cô không giãy dụ nữa chỉ yên lặng hưởng thụ vòng ông không thuộc về mình chỉ một chút thôi cô tự nhủ với chính mình. Tuyền, do tình thế bắt buộc, tôi cũng không muốn thế, hãy tin tôi. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, anh ta vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, hít thở hương thơm thoảng qua của cô. Nhìn anh ta đau khổ, trái tim thượng quan tuyền như bị con dao đâm xuyên qua, cảm giác đau đớn như muốn xuyên thấu cả cơ thể cơ, rốt cuộc thì trái tim cô vẫn đau lắm. Tuyền, nếp ngân thâm thúy nhìn thượng quan tuyền, đôi mắt đen thâm trầm như đắm chìm vào bóng đêm tĩnh lặng khiến người khác như bị xoáy vào, không thể thoát khỏi. Em yêu tôi sao? Anh ta trực tiếp hỏi, giọng điệu pha lẫn chút men say vang lên. Thượng quan tuyền cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, cô dường như quên cả hít thở, đôi mắt trong veo giờ tràn ngập sự kinh ngạc và hoảng sợ. Cô yêu nếp ngân sao? Chuyện này từ trước đến giờ cô chưa từng nghi hoặc, nhưng hiện giờ, vì sao cô lại không dám khẳng định? Cho tới nay, tình cảm của cô dành cho Nip ngân là tình yêu sao vì sao sau khi gặp lãnh thiên dục cô lại cho rằng tình cảm của mình đã thay đổi vì sao tại sao lại như vậy thấy thượng quan tuyền kinh ngạc đẩy mắt Nip ngân đột nhiên lạnh đi anh ta không cần câu trả lời nữa vì giờ phút này vẻ mặt cùng sự do dự của cô đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi quả nhiên là vậy Nip ngân đứng dậy cười đầy đau khổ tiếng cười đau buồn dường như vang lên khắp căn phòng tuyền của tôi, quả nhiên em đã yêu lãnh thiên dục. Chủ thượng, câm miệng. Nụ cười đau đớn bên môi nếp ngân chật tắt, anh ta lạnh lẽo nhìn thượng quan tuyền, ngắt lời cô em yêu hắn. Thậm chí còn muốn rời bỏ tôi. Anh ta lại đến gần, nở nụ cười tà ác, nâng cầm cô lên, đem hơi thở nguy hiểm bao vây lấy cô. Tôi nói rồi, tôi rất ích kỷ, lời còn chưa nói xong, tay anh ta đã dơ lên. Hai tiếng trắc trắc vang lên, hai tay của thượng quan tuyền bị một chiếc còng sắt khóa chặt trên đầu giường chủ thượng cô giật mình còn chưa kịp kêu lên đã bị còng sắt khóa chặt lại tuyền vì yêu em tôi không ngại làm trái quy tắc của tổ chức còn muốn cho em tự do đáng tiếc em lại đem lòng yêu một người đàn ông khác đáy mắt níp ngân lộ ra ti tình yêu nồng đậm nhưng cũng đầy tuyệt vọng tuyền em là người tôi yêu thương nhất cho nên tôi sẽ không hủy diệt em nhưng tôi sẽ khiến em đeo trên lưng xiềng xích Cả đời chỉ có thể ở lại bên tôi." Nếp Ngân nói xong liền đứng dậy, nhìn Thượng Quan Tuyền một lát, sau đó trong tay anh ta cầm một thứ, một ống tim có chứa dung dịch, dưới ánh đèn thủy tinh càng toát ra sự lạnh lẽo đến thấu xương. "Không, chủ thượng, anh muốn làm gì?" Thượng Quan Tuyền kinh hãi nhìn Nếp Ngân đang tiến lại gần mình, cô vặn vẹo cơ thể nhưng chiếc còng sắt khiến cô không thể lui được. Nếp Ngân chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng cầm ống tim, chậm rãi đưa lại gần tay cô đừng, thượng quan tuyền vô thức hét to phản kháng. Tuy cô không hiểu hàm nghĩa trong lời nói vừa rồi của Niếp Ngân, cũng không biết thứ dung dịch trong ống tim là gì, nhưng trong lòng cô dâng lên cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Niếp Ngân đem ống tim châm vào tĩnh mạch chủ trên cánh tay thượng quan tuyền, đôi mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào cô. Em, chỉ có thể thuộc về tôi. Nói xong, anh ta cắm sâu mũi tim vào tay cô. À, cơn đau nhói qua đi, Thượng quan tuyền cảm thấy mí mắt ngày càng trĩu xuống, khuôn mặt anh Tuấn của Niếp Ngân trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Chủ thượng, cô còn chưa nói hết câu đã mê man liệm đi. Không biết đã qua bao lâu, khi thượng quan tuyền tỉnh lại chỉ cảm thấy đau, đôi mắt màu hổ phách bắt đầu dần có tiêu cự, cô đột nhiên ngồi bật dậy. Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao đầu cô lại đau như búa bổ thế này? Cô mờ mịt nhìn bốn phía, nhận ra đây là căn phòng Niếp Ngân nhốt cô, Cảm giác xa hoa khiến trái tim người ta lạnh giá đi, xung quanh chỉ tràn ngập bầu không khí xa hoa lạnh lẽo. Đại não thượng quan tuyền nhanh chóng xoay chuyển, cô nhớ nếp ngân tim cho cô một thứ thuốc nào đó, sau đó cô liệm đi. Chẳng lẽ là thuốc mê? Nhưng tim thuốc mê để làm gì? Cô vừa động đậy người chợt cảm thấy cảm giác nhói đau len lỏi vào khắp tế bào trong người cô. Cơ thể của cô. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện đáng sợ gì? Thượng quan tuyền run rẩy sờ vào chỗ thấy đau, càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Cô lập tức lao vào nhà vệ sinh. Mặt kính to phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của thượng quan tuyền và quần áo sọc sệt trên người cô. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người lại. À, chỉ trong chốc lát, trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng hét chói tai kinh hãi. Lúc này, thượng quan tuyền đang đứng trước gương, cô thấy trên bờ vai vốn trơn bóng của mình xuất hiện một hình xăm. Là hình một người phụ nữ đầu rắn, từng đường nét đều rất sống động, người phụ nữ như đang nhìn thượng quan tuyền bằng con mắt ngạo mạn lạnh lùng. Hình xăm như thần thoại Hy Lạp. Thượng quan tuyền cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều rối loạn, bàn tay mảnh khảnh chống vào bức tường bóng loáng. Hình xăm này có ý nghĩa gì? Tại sao cô lại cảm thấy bất an như vậy? Rõ ràng là nếp ngân tiêm thuốc mê cho cô với mục đích xăm hình lên người cô. Rốt cuộc mục đích thật sự của việc này là gì? Tuyền, em là người phụ nữ tôi yêu thương cho nên tôi sẽ không hủy diệt em nhưng tôi muốn cả đời này em phải đeo trên lưng xiềng xích chỉ có thể vĩnh viễn ở bên tôi lời nói điên cuồng và lạnh lẽo của nếp ngân lập tức vang lên bên tai thượng quan tuyền cô ngẩn ra cả đời xiềng xích nếp ngân nói vậy là có ý gì chẳng lẽ có liên quan đến hình xăm này hình xăm này rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào còn nữa thượng quan tuyền dũng cảm nhìn vào hình xăm trên đầu vai mình Càng nhìn cô lại càng cảm thấy quen mắt, một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng cô. Medusa. Cô lập tức nghĩ đến hình xăm trên người Phong. Nhưng hình xăm của cô hình như không phải là Medusa, cũng có hình con rắn nhưng thiết kế và kiểu dáng thì không phải là Medusa. Cô nhìn đi nhìn lại, rốt cuộc cũng phát hiện được chút manh mối. Cô phát hiện một con rắn trên đầu của người phụ nữ giống hệt hình con rắn được xăm trên người Phong. Nói cách khác, Ánh mắt thượng quan tuyền chật lóe lên, dù là Medusa hay hình xăm trên người cô đều chỉ có tác dụng che giấu mà thôi, trọng điểm chính là hình con rắn. Cô càng nghĩ càng thấy lâm vào ngõ cục, chắc chắn điều này rất quan trọng, nhưng rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Còn nữa, trên người phong cũng có dấu hiệu này, chẳng lẽ anh ta có liên quan đến tổ chức M? Nếu đã như vậy thì tại sao anh ta lại gia nhập vào mafia, hơn nữa còn trở thành trợ thủ đắc lực cho lãnh thiên dục? có thể trở thành người được lãnh thiên dục tín nhiệm nhất trong nhiều năm như vậy là phong phản bội tổ chức hay còn có mục đích khác nữa? Nếu đây thật sự là một dấu hiệu của tổ chức Baby M, vậy thì tại sao Nếp Ngân lại chỉ xăm lên người cô mà Gia Eo và Mạc Đức lại không có hình xăm thế này? Thượng quan tuyền nghĩ mãi không ra. Cô hít sâu một hơi, nhìn bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ rồi nhanh chóng sửa sang lại quần áo, rón rén bước tới gần cửa, áp tai vào nghe động tĩnh bên ngoài ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ của những vệ sĩ giám sát bên ngoài thượng quan tuyền đưa mắt nhìn về phía cửa sổ không nghĩ nhiều nữa cô đi tới bên cửa sổ không tồi nơi này là biệt thự nếu dùng khăn trải giường để đu xuống thì cũng không phải là không thể nghĩ tới đây thượng quan tuyền lập tức hành động cô không muốn mình lại phải ngồi chờ chết giống như bị giam cầm trong nhà tù như vậy sự việc phát triển càng ngày càng không giống với những gì cô dự đoán hôm nay cô mới phát hiện ra nếp ngân và tổ chức baby mờ đối với mình là hoàn toàn xa lạ. Biệt thự tọa lạc ở vùng ngoại ô, vì đêm càng khuya nên bóng đêm đen đặc dường như đã che giấu được thân hình nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền, càng có lợi cho cô chạy trốn. Khi Thượng Quan Tuyền đu đến gần tầng 2 thì thấy có ánh đèn hắt ra từ một căn phòng. Đây hình như là vị trí của phòng sách. Thượng Quan Tuyền nhanh chóng xoay người, nhẹ nhàng nhảy xuống cửa sổ bên cạnh, nương theo ánh đèn hắt ra, cô cẩn thận nhìn vào bên trong phòng quả nhiên là phòng sách phòng sách rộng như vậy ngoài nếp ngân thì còn có hai người khác nữa một già một trẻ hình như bọn họ đang thảo luận chuyện quan trọng gì đó người trẻ tuổi kia thượng quan tuyền chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy cực kỳ quen cô nhanh chóng suy nghĩ rồi đột nhiên nhớ ra thì ra là anh ta người trẻ tuổi này không phải ai khác chính là người trong tiệc sinh nhật của phỉ tô đã đối đầu với lãnh thiên dục sát ân anh ta chính là con trai của giáo phụ mafia Italy nhân cách. Ngọn đèn nhu hòa trong phòng sách tản ra ánh sáng nhẹ nhẹ tạo cảm giác ấm áp nhưng vì những người đang ngồi trong phòng sách mà căn phòng trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Toàn bộ căn phòng đều được bao phủ bằng lớp kính thủy tinh, khó có thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Cũng may là diện tích phòng sách khá lớn, ba người lại ngồi cách xa cửa sổ nên không phát hiện ra thượng quan tuyền. Nhưng vì bọn họ ngồi cách xa nơi Thượng quan Tuyền đang đứng nên dù cô có nhìn khẩu hình miệng của họ cũng khó có thể đoán được nội dung. Vậy nên cô bí quá hóa liều. Thượng quan Tuyền cầm chiếc vòng đeo trên cổ lên, ám khí được giấu trong đó hiện ra. Có bốn lá là ám khí cực kỳ lợi hại để giết người khác. Nó được chế tạo bằng chất liệu rất đặc biệt, thừa sức cắt đứt xương cốt của người, vậy nên việc cắt một khối thủy tinh là quá dễ dàng lưỡi dao sắc bén mài một đường trên cửa kính thủy tinh mà không hề phát ra bất cứ âm thanh nào hết. Chỉ vài giây sau, cửa kính thủy tinh vốn chắc chắn đã bị thượng quan tuyền cắt một khoảng, đủ để cô có thể nghe được cuộc nói chuyện của ba người ngồi bên trong. Ba người đều ngồi trên sofa trong phòng sách, nếp ngân ngồi giữa, bên trái là người luôn đối địch với lãnh thiên dục, sát ân, còn bên phải là một ông già. Diện mạo của ông già này rất điềm đạm, bộ râu trắng dài đến gần ngang ngực, nhưng đôi mắt quắc thước lại đầy gian xảo khiến thượng quan tuyển không khó để nhìn ra ông già này là người có lòng dạ thâm trầm khó đối phó. Lúc này sát ân lên tiếng giọng nói cũng như tính cách của anh ta đều rất hung hãn. Tôi cho rằng việc lãnh thiên dục thay đổi thời gian giao dịch con chim chẳng qua là tung hỏa mù thôi, không thể tin được. Nếp ngân nghe xong cũng không vội trả lời ngay. Từ trước đến nay anh ta vốn là người có tính nhẫn nại, vậy nên lúc này anh ta cầm ly trà trước mặt lên. Tao nhả ngửi mùi hương thơm ngát của lá trà. Ông già ngồi bên cạnh cũng mở miệng, giọng nói trầm ổn mà mạnh mẽ, vừa nghe là biết ông ta đã trải qua rất nhiều sóng gió của cuộc đời, đúng, tôi nghĩ việc này Niếp Tiên Sinh cũng hiểu rất rõ. Ông già nói xong, đôi mắt trầm ổn nhưng đầy tâm kế quay sang nhìn Niếp Ngân. Niếp Ngân sau khi nghe ông ta ta nói vậy, đôi môi mỏng cong lên nụ cười. Anh ta nhẹ nhàng đặt tách trà xuống mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều thể hiện được là một người đàn ông cương nghị và hấp dẫn. Với tin tức đó, tôi cũng không muốn giải thích gì nhiều với hai vị, nhưng tôi có thể khẳng định, tôi nhất định sẽ giành lấy con chip về tay mình. Sát ân nghe Niếp Ngân nói vậy mới biết thái độ vừa rồi của mình hơi quá, anh ta hắn giọng nói, đó là chuyện đương nhiên, dù sao đây cũng là tổ chức đặc công cấp thế giới, nếu tổ chức Baby M còn không tin được thì liệu còn có thể tin vào ai được nữa chứ? Nếp ngân nghe xong chỉ lạnh lùng cười, không nói gì nữa. Thượng quan tuyền nghe cuộc đối thoại từ ngoài cửa sổ rốt cuộc cũng hiểu người ủy thác cho tổ chức Baby M lấy con chip chính là sát ân. Cô thật sự không nghĩ tới lại là người trong tổ chức mafia, nhưng ông già kia là ai? Ánh mắt cô tràn đầy nghi hoặc. Lát sau, ông già kia lại mở miệng, nếp tiên sinh, theo thông tin thuộc hạ của tôi báo về, mấy ngày gần đây cô thượng quan tuyền luôn ở bên cạnh lãnh thiên dục, xem ra mối quan hệ giữa hai người đó không hề đơn giản, không biết cô ta. Về chuyện này thì giáo phụ nhân cách không cần phải lo lắng, cô ấy là đặc công do tôi dạy công bồi dưỡng, sẽ làm theo yêu cầu của tôi. Nếp ngân không chút khách khí cắt ngang lời ông già. Thượng quan tuyền ở ngoài cửa sổ nghe xong, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Giáo phụ nhân cách. Ông già đó chính là giáo phụ nhân cách. Nói như vậy thì sát ân có gan đối địch với lãnh thiên dục là do có cha chống lưng nhưng cô nghe nói trong tổ chức mafia, giáo phụ nhân cách là người luôn được kính trọng, lãnh thiên dục cũng rất tôn trọng ông ta nên mới nhiều lần tha cho sát ân như thế. Chẳng lẽ ngoài mặt thì ông ta đều bày ra bộ mặt giả dối trước lãnh thiên dục và các gia tộc khác trong mafia, sau lưng lại có giả tâm lớn đến vậy? Thượng quan tuyền vô thức lắc đầu, trong xã hội này đều là người lừa ta gạt, huống chi là tổ chức mafia phức tạp như vậy. Nghĩ tới đây, cô lại thấy lo lắng cho an nguy của lãnh thiên dục qua vài câu nói đơn giản vừa rồi cô không khó để đoán ra mục đích của giáo phụ nhân cách và con trai của ông ta là đoạt được con chip không phải muốn lấy mạng của lãnh thiên dục vậy nên kẻ theo dõi bọn họ tại khách sạn là người của ông già này phái đến do đó mới biết cô và lãnh thiên dục ở cùng một chỗ với nhau nhưng thượng quan tuyền nhíu chặt hai đầu mày kẻ theo dõi bọn họ ở công viên là do ai phái tới kẻ đó còn mang theo cả súng rõ ràng là muốn giết chết lãnh thiên dục là ai Rốt cuộc là ai lại muốn lấy mạng lãnh thiên dục? Còn nữa, lần trước khi cô trốn thoát khỏi mật đạo của lãnh thiên dục, ai là người nổ súng bắn cô? Những nghi hoặc trong lòng luẩn quẩn trong đầu thượng quan tuyền, càng nghĩ lại càng thấy kỳ quái. Tại sao gần đây cô cảm thấy mọi chuyện đều thay đổi? Không chỉ bản thân cô, còn có cả nếp ngân và tổ chức vốn tưởng rằng rất quen thuộc với cô lại đột nhiên trở thành xa lạ, còn có phong người luôn bên cạnh lãnh thiên dục, anh ta có quan hệ gì với tổ chức? Cô càng nghĩ càng muốn suy đoán thêm, nếu người muốn giết lãnh thiên dục là Phong, vậy thì nhiều năm đi theo lãnh thiên dục như vậy, anh ta có rất nhiều cơ hội để xuống tay, tại sao vẫn trung thành và tận tâm ở bên cạnh hắn? Hay, anh ta thật sự phản bội tổ chức Baby M? Thượng quan tuyền trầm tư suy nghĩ, mãi đến khi tiếng cười lạnh của sát ân truyền ra từ phòng sách mới cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô. Sát ân nhìn nếp ngân, nụ cười lạnh bên môi hàm chứa tia ái mùi, nếp tiên sinh, Chúng tôi đều biết thượng quan Tuyền là tâm phúc của anh, nhưng dù sao lãnh thiên dục cũng là kẻ cực kỳ hấp dẫn các cô gái. Cho dù hắn không làm gì, chỉ ngồi yên một chỗ cũng khiến rất nhiều cô gái phải điên cuồng. Tôi thấy cái cô thượng quan Tuyền đó có thể làm ra những chuyện anh không biết được đâu. Thật là uổng phí tâm huyết bao năm qua của anh." Nếp ngân nghe vậy, ánh mắt lướt qua tia không vui nhưng lại nhanh chóng được che đi. Anh ta vẫn bình tĩnh ngồi yên nhưng giọng nói lại trở nên lạnh lẽo xem ra anh không hề tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của tổ chức Baby M. Thấy bầu không khí trở nên mất tự nhiên, giáo phụ nhân cách vội hòa giải, nếp tiên sinh, sát ân cũng không phải có ý đó. Thật ra nỗi lo lắng của nó cũng là lo lắng của tôi, dù sao cô gái đó cũng đang ở độ tuổi còn rất trẻ, chúng ta không thể khống chế được trái tim cô ta, nhỡ đâu lại khiến nhiệm vụ thất bại. Tôi thấy về điểm này, giáo phụ nhân cách có thể hoàn toàn yên tâm, nếu như ngay cả cửa ái tình ái nho nhỏ này mà còn không qua được, vậy làm sao cô ấy có thể trở thành chủ thượng tiếp theo của tổ chức Baby M được chứ? Nếp ngân nhàn nhã dựa người vào thành ghế sofa, vẻ mặt bình thản không nhìn ra anh ta đang vui hay đang giận dữ, hơi thở đầy nguy hiểm dần tản ra xung quanh. Cái gì? Những lời nói này của Nếp ngân đã khiến cả ba người hoàn toàn sững sờ. Giáo phụ nhân cách, sát ân, còn có cả thượng quan tuyền đang nghe lén nữa tại sao nếp tiên sinh tuổi còn trẻ như vậy đã có ý định muốn rút lui? Giáo phụ nhân cách thấy khó hiểu liền hỏi ngay. Nếp ngân nhẹ nhàng cười, đây là chuyện nội bộ của tổ chức, tôi không tiện giải thích nhiều. Giáo phụ nhân cách cũng phát hiện ra câu hỏi vừa rồi quá mạo phạm nên cười gượng, nếp tiên sinh nói phải. Tổ chức Baby M quy tập rất nhiều đặc công sát thủ có đẳng cấp, có thể nói là tổ chức đối kháng thế lực với mafia. Từ ngày tổ chức Baby M ra đời, Hoạt động của các đặc công không phân biệt chức vị, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một người. Người này là người cầm lái cho cả tổ chức, được gọi là chủ thượng. Từng nhóm đặc công được phân chia nhiệm vụ và chức trách rõ ràng, phân bổ ở trên toàn thế giới. Nhưng chỉ cần người đứng đầu ra lệnh thì tất cả các đặc công trên khắp thế giới sẽ cùng hành động, thế lực lớn đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Đây cũng là nguyên nhân khiến mỗi lời nói và hành động của giáo phụ nhân cách đều hết sức cẩn thận. Cho tới bây giờ, Ông ta không hề sợ rằng Nếp Ngân sẽ tiết lộ thân phận của mình. Trên thực tế, dù ông ta có muốn giấu giếm cũng không được. Tổ chức Baby M đặc biệt ở chỗ họ tiến hành điều tra rất cẩn thận về người ủy thác rồi mới suy xét xem có tiếp nhận nhiệm vụ hay không. Nhưng đối với thân phận và nhiệm vụ do người ủy thác giao phó, bọn họ tuyệt đối giữ bí mật. Thượng quan tuyền đứng ngoài cửa sổ hoàn toàn sững sờ. Chủ thượng Nếp Ngân muốn cô làm chủ thượng tiếp theo của Baby M chuyện này. Làm sao lại có thể chứ? Tuy cô được coi là đặc công xuất sắc của tổ chức nhưng cô biết bản thân mình còn lâu mới có thể ngồi lên vị trí của người đứng đầu. Cô cũng biết, việc tiếp nhận một chủ thượng mới là chuyện cực kỳ bí mật và phải trải qua nghi thức cực kỳ đặc biệt. Thượng quan Tuyền không biết nghi thức đó như thế nào vì từ ngày cô trở thành đặc công, cô chẳng hề có suy nghĩ sẽ trở thành người đứng đầu cao nhất. Nhưng cô biết Gia Eo và Mạc Đức cực kỳ mong chờ vị trí đó cô chẳng có suy nghĩ đó cho tới nay trong lòng cô chỉ muốn có được tình yêu của nip ngân mà thôi nhưng thượng quan tuyền không thể ngờ được rằng nip ngân lại chọn cô vào vị trí đó cô nghĩ tới hình xăm kỳ lạ trên người mình cũng nghĩ đến câu nói lạnh lẽo của nip ngân tuyền em là người tôi yêu thương cho nên tôi sẽ không hủy diệt em nhưng tôi muốn cả đời này em phải đeo xiềng xích trên người cả đời chỉ có thể ở bên cạnh tôi Cô rùng mình một cái, xiền xích trong lời nói của nếp Ngân chẳng lẽ là chỉ hình xăm này, cũng là ám chỉ vị trí người đứng đầu. Không. Thượng quan tuyền hoàn toàn phản đối. Cô biết một khi trở thành người đứng đầu thì sẽ vĩnh viễn tiến vào vực sâu, không thể nào thoát khỏi. Đời này bàn tay cô đã dính quá nhiều máu rồi. Cô không cần và không muốn cuộc sống kiểu đó. Cô thậm chí còn cho rằng linh hồn mình sẽ không thể nào siêu thoát được nữa về nguyên nhân khiến giáo phụ nhân cách phải cẩn thận và lo ngại sát ân là phận làm con đương nhiên không hiểu rõ dụng tâm trong đó tuy anh ta cũng có đôi phần nể sợ nếp ngân nhưng bản tính trời sinh cuồng ngạo khiến anh ta không quen nhìn cha mình yếu đuối anh ta hừ lạnh một tiếng nói nếp tiên sinh tuy nói là không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của tổ chức nhưng tôi và cha tôi cũng quen biết anh nhiều năm nên phải nhắc nhở anh câu này không nên đưa ra một quyết định trọng đại quá sớm nếu không người chịu thiệt cũng chỉ có nếp tiên sinh mà thôi. Sát ân. Mặt giáo phụ nhân cách biến sắc, ông ta lập tức quát con trai. Nếp ngân chỉ công lên nụ cười lạnh lẽo, nhưng vẻ mặt vẫn rất tao nhã. Anh ta ung dung dựa một cánh tay lên thành ghế sofa, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước hơi nheo lại đầy nguy hiểm. Sao? Chẳng lẽ tôi nói sai à? Sát ân chẳng hề để ý đến tiếng quát của cha, tiếp tục hung hãn lớn tiếng nói tôi chỉ lo vì quyết định sai lầm của nếp tiên sinh mà sẽ hủy diệt quan hệ hợp tác sau này của đôi bên mà thôi tôi công nhận năng lực của thượng quan tuyền rất xuất sắc nhưng nếp tiên sinh à anh không sợ sau này cô ta sẽ phản bội lại anh sao nói xong sát ân lạnh lẽo cất tiếng cười đậy quái gì đôi mắt màu làm ánh lên tìa khoái chí anh ta không tin sau khi thượng quan tuyền biết toàn bộ chân tướng sự việc sẽ vẫn một lòng đi theo nếp ngân anh muốn nói cái gì nếp ngân mở miệng giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy tính uy hiếp vang lên. Vậy mà sát ân từ đầu đến cuối vẫn chẳng nghe ra được sự tức giận trong giọng nói của Niếp Ngân, lại càng không để ý đến ánh mắt đầy cảnh cáo của cha, anh ta vẫn cao ngạo lên tiếng. Về việc hành động cũng như thực hiện nhiệm vụ của Thượng quan Tuyền tôi từ chối cho ý kiến, nhưng tôi không biết một khi Thượng quan Tuyền biết hung thủ giết hại cha nuôi của mình ngày đó thì liệu cô ta có thể giữ vững tinh thần và lập trường được không nữa. Những lời của anh ta vừa nói ra, nhiệt độ trong phòng dường như ngay lập tức xuống thấp sắc mặt của níp ngân cũng hoàn toàn thay đổi đôi mắt ánh lên tia tàn khốc dường như có thể giết chết đối phương thượng quan tuyền ngoài cửa sổ đột nhiên trừng lớn hai mắt cô cảm thấy tim mình đang nhảy lên nhảy xuống không ngừng hung thủ giết chết cha nuôi tại sao sát ân lại nói như vậy tại sao anh ta lại biết cha nuôi của cô chết như thế nào chẳng lẽ chẳng lẽ cái chết của cha nuôi thật sự có liên quan đến mấy người này Cô nắm chặt tay lại, căng tài lên nghe ngóng thông tin bên trong phòng. Một lát sau, Nếp Ngân chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn lại ngang tàn ăn vận một bộ vét xa hoa. Anh ta sải bước lên, túng chặt lấy cổ áo sát ân. Tôi không biết anh nói những lời này là muốn uy hiếp hay còn có mục đích gì khác, nhưng không ngại nói cho anh hay. Khi tôi quyết định giết chết Bùi Tùng thì đã sớm nghĩ đến những chuyện sau này rồi, cho nên tốt nhất là anh nên quan tâm đến chuyện của chính mình thì hơn. Niếp ngân nói xong, đẩy mạnh tay ra, cả người sát ân gần như ngã vật trên sofa. Nếp ngân, anh, khụ khụ. Sát ân thở hổn hỉnh, định đứng dậy phản kích nhưng do nếp ngân đẩy quá mạnh nên khiến anh ta ta ho khan sặc sụa. Thôi nào, chúng ta đều cùng hội cùng thuyền cả, không cần vì chuyện năm xưa mà ảnh hưởng đến tình hữu nghị của đôi bên. Giáo phụ nhân cách vừa thấy vậy cũng lập tức đứng dậy khuyên giải hai người. Hừ sát ân cũng biết về chuyện đấu đá thì bản thân không phải là đối thủ của nếp ngân mà đây dù sao cũng là địa bàn của nếp ngân nữa nếu động thủ thì chỉ có anh ta chịu thiệt mà thôi anh ta phẫn hận sửa sang lại quần áo hỗn độn của mình hung tợn hừ lạnh một tiếng nếp ngân xem ra cũng nể mặt giáo phụ nhân cách sự tức giận trên gương mặt nhanh chóng được che giấu đi giáo phụ nhân cách đi đến bên người nếp ngân giọng nói tuy của người già nhưng lại mang đến cảm giác áp bức nếp tiên sinh về chuyện của bùi tùng tôi cũng biết mà mới vừa rồi lãnh thiên dục cũng đã sai người đi tìm hiểu chuyện này tôi thấy anh không thể không tính toán kỹ càng đôi mắt nếp ngân ánh lên tia kinh ngạc không dễ phát hiện nhưng trong nháy mắt đã bị sự bình tĩnh che đi anh ta mở miệng gằn từng tiếng mỗi câu nói đều khiến thượng quan tuyền ở ngoài cửa sổ cảm thấy hoàn toàn thất vọng và đau khổ chuyện của bùi tùng chẳng qua là ngoài ý muốn nếu năm đó không phải ông ta cứ khăng khăng đòi gặp thượng quan tuyền thì sẽ không phải chết dưới tay tôi. Người có thể trở thành đặc công của tổ chức Baby M nhất định phải đoạn tuyệt mọi mối quan hệ thân nhân, mà thượng quan tuyền là người tôi xem trọng, vậy nên cô ấy nhất định phải loại bỏ điểm yếu của mình. Đây là số mệnh của cô ấy, cũng là số mệnh của tất cả đặc công trong tổ chức Baby M. Giáo phụ nhân cách đồng ý, gật đầu. Niếp ngân cầm tách trà lên uống một hớp, sau đó ngồi xuống ghế sofa, trong mắt hiện lên tia trầm tư thật ra dù đã qua nhiều năm như vậy nhưng anh ta không thể quên được ánh mắt tuyệt vọng của bùi tùng trước khi chết đã nhiều năm rồi nhưng ánh mắt đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh ta như hiện lên trước mắt anh ta nhất là khi anh ta đối mặt với thượng quan tuyền năm đó nip ngân vì muốn che giấu thân phận nên giả làm hoa kiều đến cô nhi viện mary xin nhận nuôi thượng quan tuyền việc giả mạo một người với nip ngân là chuyện chẳng khó khăn gì nhưng Niếp Ngân lại không ngờ được rằng vì Thượng quan Tuyền từ nhỏ đã do Bùi Tùng chăm sóc nên giữa hai người nảy sinh tình cảm cha con. Bởi vậy sau khi Thượng quan Tuyền được nhận nuôi hai năm, Bùi Tùng đã nghe phong thanh được hành tung của Thượng quan Tuyền, ông ấy cũng tra ra thân phận giả mạo của Niếp Ngân. Bùi Tùng luôn yêu thương Thượng quan Tuyền nên chuyện này là đã kích rất lớn với ông. Nhất là khi biết rõ mục đích Niếp Ngân nhận nuôi Thượng Quan Tuyền là muốn bồi dưỡng cô trở thành một đặc công quốc tế. Vì muốn đưa Thượng Quan Tuyền về, Bùi Tùng không quản ngại xa xôi, lợi dụng mọi mối quan hệ và thủ đoạn, thậm chí còn đăng cả lên báo để tìm Nip Ngân. Hành động điên cuồng như vậy, rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý và cảnh giác của Nip Ngân. Đối với anh ta, Thượng Quan Tuyền tuy còn nhỏ nhưng lại rất có tố chất, vậy nên anh ta tuyệt đối không để cho ông ấy đưa Thượng Quan Tuyền đi. Hơn nữa, nếu Bùi Tùng đưa Thượng Quan Tuyền đi thì nơi bí mật huấn luyện của tổ chức cũng sẽ bị lộ. Là giết Bùi Tùng hay là giết chính Thượng Quan Tuyền? Nip ngân lúc ấy còn trẻ tuổi nông nổi không nghĩ ra biện pháp nào khác đối với anh ta mà nói thượng quan tuyền như viên ngọc quý mà khó khăn lắm anh ta mới tìm được vậy nên dù có thể nào anh ta cũng không thể để cô rời đi bởi vậy chỉ có thể khiến bùi tùng ngậm miệng mà muốn ông ấy ngậm miệng thì biện pháp duy nhất là giết người diệt khẩu vì vậy Nip ngân đã dày công dựng lên màn kịch bắn nhau ngoài ý muốn để giết hại bùi tùng nhưng không may sát ân lại vô tình biết được chuyện này tuy lúc ấy nip ngân rất muốn giải quyết hết những người có liên quan nhưng suy đi nghĩ lại anh ta cũng không phải người bình thường mà là người của tổ chức mafia quan trọng hơn chính là anh ta là con trai của giáo phụ nhân cách nếu anh ta chết thì sẽ thu hút sự chú ý của lãnh thiên dục nip ngân biết lãnh thiên dục không phải là kẻ dễ chơi tuy hồi đó lãnh thiên dục bị truy đuổi nhưng vẫn có thể thoát thân đã chứng tỏ sự nguy hiểm và đáng sợ của lãnh thiên dục ngọn đèn chiếu sáng khiến khuôn mặt anh Tuấn của Nip Ngân nhưng đối với Thượng Quan Tuyền mà nói thì lúc này trong anh ta thật đáng sợ. Cô che miệng lại đè nén cảm giác muốn thét lên nước mắt từng giọt lại từng giọt rơi xuống trái tim trong nháy mắt bị xé nát. Thì ra thì ra hung thủ thật sự giết hại cha nuôi lại là Nip Ngân vậy mà cô còn ôm lấy tia hy vọng nhỏ nhoi. Thượng Quan Tuyền đem cả hai tay lên che miệng lại thân thể cô lúc này như con bươm bướm xinh đẹp đang gục ngã cô có thể cảm giác được đầu móng tay đang đâm sâu vào lòng bàn tay mình nhưng lại chẳng hề thấy đau đớn chút nào vì trái tim cô đã quá đau đớn rồi tại sao tại sao lại là nếp ngân tại sao người giết chết cha nuôi lại là người cô tín nhiệm nhất lúc này cô cảm thấy mình như một tội đồ nếu không vì cô thì cha nuôi sẽ không chết vận nhi cũng sẽ không mất đi người cha luôn yêu thương cô Xin lỗi cha nuôi, xin lỗi Vận Nhi. Cô chẳng còn mặt mũi nào để có thể tươi cười trước mặt Vận Nhi nữa rồi. Chỉ hít thở thôi cũng thấy đau đến nát lòng. Vận mệnh của cô là do nếp ngân sắp đặt sao? Không. Thượng quan tuyền đau đớn gào thét trong lòng, thân thể nhỏ nhắn cũng vì đau thương và phẫn nộ mà run rẩy. Nhưng đúng lúc này. Ai? Giọng nói lanh lãnh vang lên phá vỡ sự yên lặng trong đêm. Ngay sau đó, thượng quan tuyền nghe thấy những tiếng bước chân đang lại gần phía cô cô bị phát hiện rồi thượng quan tuyền kinh hãi cô chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa mượn lực của tấm ga trải giường để đu xuống dưới sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy về phía vườn hoa trong biệt thự cô muốn nhanh chóng thoát khỏi biệt thự này nếu không mau đuổi theo hình như là thượng quan tuyền đuổi theo giọng nói ra lệnh vang lên các đặc công nhanh chóng đuổi theo phía sau cô sự ồn ào bên ngoài đã kinh động đến ba người trong phòng sách, nhất là Nếp Ngân. Khi anh ta phát hiện ra chuyện này, khuôn mặt anh Tuấn hoàn toàn chấn kinh. Thượng Quan Tuyền. Chẳng lẽ vừa rồi Thượng Quan Tuyền đã nghe thấy tất cả? Khốn nạn. Nếp Ngân nắm chặt tay lại, tách trà trong tay anh ta vỡ vụn. Giáo phụ nhân cách cũng nhận ra sự kỳ lạ, ông ta đứng lên, nhìn về phía Nếp Ngân, Nếp tiên sinh, tại sao có thể như vậy? Vẻ mặt ông ta đầy cảnh giác, còn đôi mắt lại đầy âm trầm và lạnh lẽo. Nếp Ngân nhẹ nhàng khoác tay, ngắt lời giáo phụ nhân cách. Ngay sau đó, anh ta cầm điện thoại lên. "Mạc Đức, nhanh chóng tìm thượng quan Tuyền ngay, nhớ kỹ, phải bắt sống cô ấy." "Vâng, chủ thượng." Điện thoại từ nơi khác truyền đến giọng nói cung kính của Mạc Đức. "Cất điện thoại đi, Nếp Ngân đưa mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Đôi mắt đầy thâm trầm, tuyền em nhất định phải chạy thoát khỏi tôi sao nếu thật sự như vậy em đừng trách tôi vô tình bóng đêm dường như che giấu đi mọi thứ thượng quan tuyền khéo léo tránh được những đặc công truy đuổi theo mình đồng thời cũng né được các máy quay cô thuận lợi trốn ra khỏi biệt thự vì từ nhỏ cô đã lớn lên cùng các đặc công khác nên rất hiểu tác phong truy đuổi của bọn họ đây cũng là lý do khiến cô có thể nhanh chóng chạy trốn không khó để biết nip ngân đã nhận ra cô chạy trốn chính vì như vậy nên thượng quan tuyền cảm thấy sự việc hơi khó giải quyết. Không phải vì nếp ngân mà là vì hai người kia, giáo phụ nhân cách và sát ân. Hai người họ biết cô đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi thì nhất định sẽ truy cùng dết tận. Tuy hiện tại thượng quan tuyền rất muốn đối mặt chất vấn nếp ngân nhưng cô biết lúc này không phải thời điểm thích hợp. Lợi dụng màn đêm đen đặc, cô nhanh chóng di chuyển, nhưng cô chợt phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn, cô đang mặc quần áo, màu trắng nếu muốn trốn các đặc công khác thì tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng mà... Thượng quan Tuyền vừa nghĩ tới đây thì cảm thấy một cơn gió lạnh lạnh thổi qua. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng lóe lên trước mắt cô. Trong lòng cô đầy kinh hãi, vội vàng nhanh chóng xoay người thoát khỏi ám khí, đôi mắt nhìn chăm chú về phía người vừa ra tay. Thượng quan Tuyền, theo tôi về gặp chủ thượng. Mạc Đức đứng đó, trên mặt nở nụ cười quỷ dị. Thượng quan Tuyền cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên, dựa vào anh. Anh có khả năng đó sao? Trên mặt Mạc Đức hiện lên tia tức giận nhưng rất nhanh được che đi, anh ta bước đến gần Thượng Quan Tuyền và nói, tôi rất thích đấu với cô. Yên tâm, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi sẽ không nổ súng giết cô đâu, huống chi mệnh lệnh của chủ thượng là bắt sống. Vừa dứt lời, anh ta xuề tay ra, ánh trăng chiếu xuống vũ khí trong tay anh ta, đó là một thanh đoạn kiếm sắc bén. Nó ánh lên luồng sáng lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Vũ khí này Thượng quan Tuyền hiểu rất rõ, nó cùng với cỏ bốn lá của cô đều giống nhau, đều là ám khi một chiêu trí mạng. Giờ đi theo tôi còn kịp, Tuyền thân mến ạ, à, đừng làm trái lời chủ thượng. Bên môi mặt Đức công lên nụ cười đầy lạnh lẽo, trong mắt hiện lên tia ác độc. Thượng quan Tuyền biết anh ta chẳng có lòng tốt gì, từ nhỏ đến lớn đã coi cô là cái đinh trong mắt, sao có thể không lợi dụng cơ hội này chứ? Vì thế cô cũng chậm rãi lấy ám khí của mình ra, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng đầy chăm chọc vang lên, bắt sống. Mạc Đức, từ nhỏ tôi đã quá biết anh rồi, tâm tư của anh tôi cũng nhìn thấu cả. Chỉ sợ dù tôi có muốn ngoan ngoãn trở về thì thứ chủ thượng nhìn thấy cũng chỉ có thi thể của tôi mà thôi. Ha ha, Mạc Đức ngửa đầu cười to. Ngay sau đó, nụ cười bên môi tắt đi, vẻ mặt đầy phẫn hận nhìn thượng quan tuyền. Cô đúng là quá thông minh, không ủng chủ thượng yêu quý cô. Đáng tiếc, càng là người thông minh thì càng không thể tồn tại trên cõi đời này. Thượng quan tuyền cười lạnh, rốt cuộc anh cũng nói ra suy nghĩ trong lòng rồi. Đúng. Trong bóng đêm, mặt đức có vẻ cực kỳ âm trầm, ánh mắt anh ta như lưỡi kiếm sắc bén nhìn thẳng vào thượng quan tuyền. Cô, tôi và cả gia eo đều là ba đặc công xuất sắc của chủ thượng, tại sao chủ thượng lại bất công, chỉ chọn cô? Thậm chí, còn muốn giành vị trí đứng đầu tổ chức cho cô. Dựa vào cái gì? Cô dựa vào cái gì? Anh ta lớn tiếng gào lên, vẻ mặt như sắp phát điên. Nhìn thái độ điên cuồng của Mạc Đức, Thượng quan Tuyền đột nhiên cảm thấy đau xót trong lòng. Mạc Đức, từ trước tới nay Thượng quan Tuyền tôi chưa hề có giả tâm với vị trí chủ thượng, lại càng không muốn làm người đứng đầu gì đó. Nói linh tinh ít thôi. Mạc Đức thô lỗ ngắt lời Thượng quan Tuyền, sau đó ám khí trong tay anh ta lóe sáng. Cô chết rồi tôi mới có thể yên tâm. Thượng quan Tuyền cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều với Mạc Đức, lòng dạ con người là thứ khó có thể đoán được. Cô nhanh chóng xoay người tránh đòn tấn công của Mạc Đức, cũng ra tay tấn công anh ta. Bàn tay mạnh mẽ vung lên nhưng nhanh chóng bị Mạc Đức ngăn lại. Sau đó Thượng quan Tuyền quét chân một cái, thừa dịp Mạc Đức tránh né liền ra đòn từ bên trái. Nhưng lúc cô chuẩn bị ra tay thì Mạc Đức giơ đoạn kiếm lên, lưỡi kiếm sắc bén hướng về phía tay phải của Thượng quan Tuyền. Thượng quan Tuyền thu tay lại, rút cỏ bốn lá ra. Chiếc vòng cổ tinh xảo biến thành một thứ vũ khí sắc bén có độ đàn hồi. Cỏ bốn lá sắc bén đỏ chiêu cùng đoạn kiếm của Mạc Đức, hai người đồng thời dùng lực, hai thứ vũ khí cũng lóe sáng. A, à, Thượng quan Tuyền và Mạc Đức khẽ hô một tiếng. Tay của hai người đều bị lưỡi dao sắc bén cứa vào, may mà né tránh kịp thời nên chỉ bị thương ở ngoài da, nếu không thì lúc mạc đức thay đổi tư thế tấn công thượng quan tuyền thì trong không khí vang lên tiếng súng rét lạnh sau đó lúc thượng quan tuyền còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy mạc đức trên lên chết tiệt mạc đức chửi thề đầu vai anh ta bị trúng đạn đang chảy máu ròng ròng sau đó anh ta lập tức rơi vào hôn mê xem ra viên đạn này có bỏ thêm thành phần gây mê lúc này một người mặc đồ đen nhanh chóng đi lên trước mặt thượng quan tuyền đi mau ánh mắt thượng quan tuyền đầy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn người vừa đến. Là một cô gái, tuy che mặt nhưng cô vẫn cảm thấy quen thuộc. Đi! Còn do dự gì nữa? Người mặc áo đen thúc giục. Là cô ấy. Cả người thượng quan tuyền rung lên. Gia eo, cô không thể tin nổi khi nhìn vào người mặc áo đen trước mặt. Người đó hơi dừng lại, nhìn thượng quan tuyền một chút rồi kéo khăn che mặt xuống. Đúng, chính là Gia eo. Kêu gì? muốn dẫn các đặc công khác tới đây à, đi mau. Gia eo nhíu mày, lạnh lùng nói với Thượng Quan Tuyền. Thật sự là cô sao? Thượng Quan Tuyền vẫn không tin vào hai mắt mình. Gia eo ư. Tại sao cô ấy lại tới cứu cô chứ? Này, Thượng Quan Tuyền, cô dông dài quá đấy, còn không đi thì sẽ bị nếp ngân bắt về đó. Đến lúc đó tôi cũng chẳng bận tâm đến cô nữa đâu. Gia eo kéo cánh tay Thượng Quan Tuyền, giọng nói tuy không kiên nhẫn nhưng vẫn có thể thấy được sự quan tâm. Từ từ đã. Thượng quan tuyền nhìn về phía mặt Đức đang hôn mê, với anh ta mà cô cũng chẳng hà thủ lưu tình gì cả, xem ra lâu không gặp, tính tình cô chẳng tốt lên chút nào. Gia eo nhếch mép, nếu anh ta chết thì món nợ này tính lên đầu cô. Thượng quan tuyền cảm thấy có dòng nước ấm chảy vào trong lòng. Sao rồi? Vết thương không sao chứ? Trở lại xe, Gia eo quan tâm hỏi hang không sao, dù sao vết thương của Mạc Đức cũng nặng hơn tôi. Thượng quan tuyền nhận lấy chai nước gia eo đưa cho, xử lý vết thương đang chảy máu trên tay. Sau này cô có dự định gì không? Vừa rồi tôi nghe Mạc Đức nói, chủ thượng đã quyết định nhường vị trí lại cho cô, tại sao còn muốn chạy trốn? Gia eo nhàn nhạt hỏi hang. Một lời khó nói hết, tóm lại hiện tại tôi không thể gặp Nip ngân. Ánh mắt thượng quan tuyền dần ảm đạm. Cô không thể gặp Nếp Ngân không phải vì sợ mất mạng, mà là sợ trong lòng cô sẽ mất đi sự tôn trọng đối với anh ta. Dù sao, anh ta cũng là hung thủ giết chết cha nuôi, không phải sao? Thượng quan tuyền căm hận chính bản thân mình, dù đã biết rõ chân tướng nhưng vẫn không thể nhẫn tâm xuống tay giết chết Nếp Ngân. Mà chính lãnh thiên dục cũng đã từng dự đoán như vậy. Nhìn vẻ mặt bi thương của thượng quan tuyền, gia eo cũng không tiện hỏi nhiều. Cô biết nhất định đã có chuyện xảy ra, mà chuyện đó có liên quan đến chủ thượng. Cô thở dài một hơi, nói, tôi biết chủ thượng ra lệnh cho cô cướp con chip trong tay lãnh thiên dục, đây là thời gian và địa điểm giao dịch của bọn họ. Đi hay không đi là tùy cô, nhưng phải nhớ kỹ, cô phải lựa chọn cuộc sống cho chính mình. Nói xong, Gia Eo lấy một tờ giấy nhỏ đưa cho Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền nhìn vào địa chỉ ghi trong tờ giấy, ánh mắt hơi đờ đẫn, nhưng ngay sau đó cô như nhớ ra điều gì, lập tức kéo tay Gia Eo sao vậy? Gia eo thấy kỳ lạ. Thượng quan tuyền kéo kéo áo, để lộ hình xăm trên vai mình, sau đó hỏi, trước kia cô từng thấy hình xăm này chưa? Ánh mắt da eo hiện lên tiên nghi hoặc, cô nhíu mày lại rồi nhìn chăm chú hình xăm được vẽ rất sống động trên vai thượng quan tuyền, chậm rãi lắc đầu, chưa từng thấy qua. À, đợi chút. Trong mắt cô đột nhiên lóe sáng, thượng quan tuyền cũng lập tức quay đầu lại, cô nghĩ ra cái gì rồi phải không? Jael suy nghĩ một chút rồi nói, hình xăm này không phải là Arirang sao? Phát hiện này của Jael khiến Thượng quan Tuyền rất ngạc nhiên. Arirang. Cô thì thầm lặp lại cái tên đó, hình như là tiếng Hy Lạp, nhưng hiểu biết của Thượng quan Tuyền về nền văn minh của Hy Lạp thì chẳng có mấy. Jael nhìn dáng vẻ mờ mịt của Thượng quan Tuyền, có lòng tốt giải thích, Arirang là một trong ba nữ thần tóc trắng của thần thoại Hy Lạp, ngoài ra còn có Medusa và seno Họ được người đời sau gọi là gót gần, đều tượng trưng cho những ý nghĩa rất đặc biệt. Nữ thần tóc trắng trong thần thoại Hy Lạp tôi chỉ biết Medusa, hóa ra còn có Eryran và Xeno nữa. Thượng quan tuyền đưa tay nhẹ nhàng chạm vào hình xăm trên bả vai. Dù không nhìn nhưng thông qua đầu ngón tay cô cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác mạnh mẽ. Gia eo gật đầu, tôi thấy hình xăm trên người cô có ý nghĩa cường điệu. Ý nghĩa? Thượng quan tuyền khó hiểu hỏi lại. Đúng vậy, Medusa là hoàng hậu, tượng trưng cho quyền thế, Seno biểu hiện cho năng lực, còn Erirang trên người cô trông về phía xa xa, rõ ràng là tượng trưng cho hy vọng. gia El giải thích. Thượng quan tuyền nghe xong lại càng thêm nghi hoặc. Sau đó cô hỏi, vậy ba hình xăm này có liên quan gì đến tổ chức? gia El cũng mờ mịt, cô không nghĩ ra điểm này. Tuy tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu chủ thượng đã chọn cô tức là vị trí của cô trong lòng ngài ấy là không hề nhỏ, tôi không hiểu tại sao cô lại cự tuyệt. Gia eo hỏi thượng quan tuyền. Thượng quan tuyền cười khổ. Trước giờ tôi luôn cho rằng mình rất hiểu nếp ngân và tổ chức, nhưng hôm nay mới phát hiện ra bao nhiêu điều xa lạ. Với cái vị trí đầy quyền lực này, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn đạt được cả. Gia eo nghe vậy, đôi mắt màu lam nhìn chầm chầm vào cô lúc lâu sau mới thở dài một hơi, kỳ thật cô có nghĩ tới hay không thì với chính bản thân mình cô cũng đều thấy xa lạ cả. Ánh mắt thượng quan tuyền hơi ngẩn ra, lập tức hỏi lại, tại sao cô lại nói vậy? Gia eo mỉm cười, tay đặt lên vị trí trái tim, cô phải hỏi lòng mình, xem tại sao lại không muốn ngồi lên vị trí đó. Tôi, thượng quan tuyền muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Gia eo lắc đầu, nói một câu, thật ra, cô đã yêu lãnh thiên dục, không phải sao? Không, tôi không có, Thượng quan Tuyền theo phản xạ có điều kiện vội vàng phủ nhận, ánh mắt cũng hiện rõ tia bối rối. Không cần phải vội phủ nhận như vậy, tôi chỉ giúp cô nhìn rõ tấm lòng của mình mà thôi." Gia eo ngắt lời Thượng quan Tuyền. Đây gọi là người trong cuộc thì u mê, phản ứng vừa rồi của Thượng quan Tuyền đã là câu trả lời chính xác nhất rồi. Nếu không phải cô động lòng với anh ta thì dựa vào bản lĩnh của cô, dù có là người khó đối phó đến mấy cô cũng nghĩ ra cách đối phó. Nhưng mỗi khi đối mặt với anh ta cô đều thất bại. Đó là bởi vì, bởi vì Lãnh Thiên Dục thật sự rất khó đối phó. Thượng quan Tuyền lo lắng đáp trả, "Đừng tự lừa mình nữa, Thượng quan Tuyền, nếu không như vậy, tại sao cô không ngoan ngoãn tiếp nhận vị trí chủ thượng đã sắp xếp? Bởi vì cô biết một khi trở thành người đứng đầu tổ chức Baby M thì sẽ phải độc thân cả đời này, cô được phép yêu nhưng tuyệt đối không được kết hôn." Gia eo nhìn Thượng quan Tuyền, nói từng câu từng chữ, đủ rồi, đừng nói nữa. Thượng quan tuyền lấy tay che hai tay lại, ra sức lắc đầu. Cô không muốn nghe Gia Eo nói tiếp, tuy những lời cô ấy nói đều là sự thật. Gia Eo bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc lâu sau cô mới mở miệng nói, Thượng quan tuyền, tôi với cô lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tuy không phải là bạn thân nhưng có thể nói là tương đối hiểu biết lẫn nhau. Năng lực của cô cao hơn hẳn các đặc công khác nhưng điểm yếu trí mạng của cô đó là cô có quá nhiều tình cảm, điều này khiến cô trở thành một người bình thường như bao người khác. Thượng quan tuyền không nói gì nữa, câu nói này của Gia Eo như chiếc búa đập thẳng vào nội tâm cô. Thật ra thì làm sao cô có thể không biết bản thân còn bị ràng buộc về tình cảm nhiều đến mức nào chứ? Khẽ thở dài một hơi, cô cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay mình. Thôi, không nghĩ nhiều nữa, việc quan trọng trước mắt không phải là con chip này sao? Theo như nội dung cuộc nói chuyện giữa Nip Ngân và giáo phụ nhân cách của Mafia, khi bọn họ đoạt được con chip thì nhất định sẽ mượn nó để đả kích lãnh thiên dục. Nhưng nếu lãnh thiên dục lấy được con chip này thì Niếp Ngân cũng phải chịu đả kích trí mệnh. Gia eo nhún vai, không cần phải cảm kích như vậy, tôi chỉ là trả lại ân tình của cô mà thôi. Nói xong, cô nhấn ga, lái xe đi. Thượng quan tuyền ngồi trên xe, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cô có thể yên ổn ở cùng một chỗ với Gia eo như thế này. Trước kia mỗi khi hai người gặp nhau, chỉ chưa đầy 5 phút đồng hồ thì kiểu gì cũng sẽ có chiến tranh xảy ra. Tình cảm của con người thật kỳ diệu, không phải sao? Mà tình cảm của cô với Nếp Ngân, với tổ chức, với cả, lãnh thiên dục nữa, rốt cuộc là gì? Bầu trời lúc này âm u đến đáng sợ, dường như đang chuẩn bị mưa, mây đen giăng kín bầu trời. Tại một nơi ở vùng ngoại ô, trong một nhà máy bỏ hoang, cây cối hai bên đường lắc lư trong gió tuy sắc trời tối như vậy nhưng ai cũng biết trời mới chỉ âm u mà thôi muốn mưa thì hơi khó không bao lâu sau một đoàn xe thương vụ chậm rãi dừng lại trước cổng nhà máy cửa xe mở ra sau đó khoảng hơn hai mươi người mặc quần áo đen đứng nghiêm trang ở hai bên hai người trong số đó chạy lại gần một chiếc xe cung kính cuối người mở cửa xe ra lão đại mời ngài lãnh thiên dục hơi cuối người đưa chân bước ra ngoài bộ vest màu đen càng tôn lên dáng vẻ của hắn tư thái đầy ngạo nghễ lạnh lùng và tàn độc khuôn mặt anh tuấn tĩnh lặng sự mãnh liệt toát ra từ vầng trán khiến người khác không thể bỏ qua màu đen là màu của sự nguy hiểm nổi bật giữa nền trời đang u ám nhưng từ con người hắn toát lên sự tự tin và khí thế bộ quần áo màu đen trên người hắn lúc này lại càng thêm thâm thúy mà mạnh mẽ khiến người ta không thể rời ánh mắt phong lãnh thiên dục gọi lão đại phong lập tức tiến lên hơi cúi người xuống người tới chưa rồi ạ à, ông ta đã ở bên trong nhưng phong hơi dừng lại lãnh thiên dục thâm thúy nhất mày lạnh lùng liếc qua phong rồi lại đưa mắt nhìn về phía xa xa nhưng gì phong hơi ngẩng đầu nói người đó muốn một mình ngài vào giao dịch còn muốn chúng ta đảm bảo sự an toàn của ông ta đôi môi mỏng lạnh lẽo của lãnh thiên dục khẽ công lên hôm nay tôi chỉ gặp một người nói xong hắn duỗi tay ra phong lập tức hiểu ý vỗ tay hai cái. Ngay sau đó, một người từ phía sau đưa một chiếc vali đen lên. Lão đại, đã chuẩn bị cả rồi. Phong đưa vali cho lãnh thiên dục, cung kính nói. Lãnh thiên dục nhìn vali, gật đầu sau đó một mình đi về phía trước. Lão đại. Phong gọi. Không có mệnh lệnh của tôi, không ai được tự ý hành động. Vâng. Cánh cổng sắt đã bị gỉ từ từ mở ra, bên trong đậm mùi dầu mỡ của máy móc lãnh thiên dục bước vào cổng chầm chậm đóng lại hắn bình tĩnh nhìn tình hình xung quanh thấy nơi này rất lớn ước chừng khoảng ba tầng bên trong đều là những máy móc dụng cụ đã bị bỏ đi còn có cả cầu thang xoáy tròn cũ nát nơi này hẳn là đã bị vứt bỏ đã lâu hoang tàn vắng vẻ lãnh thiên dục không sốt ruột tìm em trai của thượng sư mà chỉ lạnh lùng đứng yên hết sức nhẫn nại quả nhiên không bao lâu sau tại cầu thang xoay tròn truyền đến tiếng bước chân nghe thì có thể thấy người này cực kỳ cẩn thận nhưng vẫn mang theo tia khiếp sợ. Xuất hiện đi, không phải ông muốn giao dịch với tôi sao? Lãnh thiên dục nói, vẻ mặt toát lên sự không kiên nhẫn và khinh thường. Rốt cuộc em trai của thượng sư cũng đã xuất hiện, diện mạo cực kỳ bị ổi, ông ta lắm la lắm lét nhìn lãnh thiên dục. Sau đó lập tức tươi cười, tuy nhiên nụ cười này còn khó coi hơn là khóc. Ngài lão đại quả nhiên là giữ lời. Thấy xung quanh an toàn, Ông ta mới nghênh ngang đi ra, giọng nói xung xoe khó nghe. Đồ đâu? Lãnh thiên dục chẳng muốn dông dài nhiều, dứt khoát hỏi. Người vì lợi ích mà có thể giết hại anh trai mình khiến lãnh thiên dục rất khinh thường. Ánh mắt của em trai thượng sư toát lên sự tham lam nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận. Ông ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của lãnh thiên dục mà hỏi lại, tôi muốn nhìn thấy tiền trước. Ông ta biết người đàn ông đứng trước mặt mình vô cùng hiểm ác, đứng đầu mafia, một tay che trời. Co kè mặt cả với người như vậy là tự tìm đường chết, nhưng ông ta không sợ, vì trong tay ông ta có thứ lãnh thiên dục muốn. Lãnh Thiên Dục thấy ông ta hỏi vậy, đôi mắt chim ưng nheo lại đầy nguy hiểm, trong mắt toát ra sự mạnh mẽ và tàn độc khiến em trai thượng sư không rét mà run. Dù ông ta đang run rẩy cả người, cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng lan tràn khắp toàn thân nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng, nhìn Lãnh Thiên Dục, mạnh mẽ nói một câu, không đồng ý sao? đường đường là lão đại thì không nên lật lọng chứ. Bớt. Ông ta còn chưa nói xong, lãnh thiên dục đã quăng chiếc vali trong tay xuống đất. Đây là của ông, đưa đồ cho tôi. Thanh âm của lãnh thiên dục đã trở nên cực kỳ mất kiên nhẫn, nếu không phải do bắt buộc thì hắn nhất định đã rút súng ra giải quyết từ lâu rồi. Nhưng dù sao đây cũng là nguyện vọng của cha, hắn không muốn lại sinh ra chuyện phiền phức gì. Em trai của thượng sư vừa thấy chiếc vali, đôi mắt lập tức sáng lên, nhưng để phòng ngừa hậu họa ông ta bí quá hóa liều tôi muốn lão đại tự mở nó ra đừng trách tôi ngài lão đại à dù sao bên ngoài đều là người của ngài tôi không muốn bỏ mạng sớm như vậy ông ta lấy ra một khẩu súng nhắm thẳng về phía lãnh thiên dục lãnh thiên dục con môi cười đầy lạnh lẽo nhưng đáy mắt toát ra sự sắc bén như lưỡi dao khiến người ta không dám động vào hắn chậm rãi tiến lên mỗi bước tiến của hắn là từng ấy bước lùi của em trai thượng sư ông ta như con thú bị thương đang run rẩy. Lá gan của ông so với anh trai mình thì cũng không nhỏ chút nào. Giọng điệu trách lạnh đầy khinh thường và trào phúng của lãnh thiên dục vang lên. Nói xong, hắn cầm vali lên, mở ra. Từng sấp từng sấp đô la được xếp ngay ngắn trong vali, tản ra sự mê hoặc của đồng tiền. Thấy chưa? Lãnh thiên dục lấy một sấp tiền ra rồi nói. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Em trai thượng sư tươi cười, nhìn thấy sắp tiền mà thèm muốn nhỏ trải, nhiều tiền như vậy thì sống đến mấy đời cũng chả hết. Lãnh thiên dục khinh thường nhìn bộ dạng tham lam của ông ta, bóng dáng cao lớn đột một tiếng lại gần, không để ý đến khẩu súng đang chỉ về phía mình. Con chip. Hắn duỗi tay ra, lạnh nhạt nói. Em trai thượng sư rùng mình một cái, tay cũng run run. Con chip tôi sẽ giao cho ngài, nhưng mà ngài bảo đảm an toàn cho tôi như thế nào? Hừ đôi mắt sâu thẳm của lãnh thiên dục đột nhiên như phủ đầy mây đen sau đó hắn nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy sắc bén nếu tôi muốn giết ông thì căn bản là ông chẳng có cơ hội đứng trước mặt tôi đâu nhưng bên ngoài toàn là người của ngài nói nhảm ít thôi giết ông lại làm bẩn tay tôi yên tâm đi tôi chẳng có hứng thú với cái mạng của ông lãnh thiên dục lạnh lẽo cắt ngang lời ông ta được được ngài lão đại đã nói vậy thì tôi yên tâm mặt mày em trai thượng sư hớn hở, vừa dứt lời, ông tay cho tay vào tôi lấy rồi một cái hộp rất đẹp. Chiếc hộp từ từ được mở ra, con chip cực kỳ bé hiện ra trước mắt lãnh thiên dục. Tôi nghĩ con chip này đối với ngài lão đại là quá quen thuộc rồi, là thật hay giả chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy được. Ông ta nói, lãnh thiên dục chỉ cần nhìn qua cũng biết con chip này nhất định là thật, đây đúng là tâm huyết bao năm của cha hắn. Em trai thượng sư cẩn thận đóng nắp hộp lại, đưa cho lãnh thiên dục. Nếu ngài lão đại nói lời giữ lời vậy thì tôi giao con chip ta. Ông ta còn chưa nói hết, vẻ mặt vốn cười đầy bị ổi bỗng thay đổi. Từ trán ông ta chảy ra một dòng máu đỏ, theo vạt áo chảy dần xuống. Ngay sau đó, ông ta ngã xuống đất. Sự việc trong nháy mắt đã đột nhiên thay đổi. Trong mắt lãnh thiên dục hiện lên tia kinh ngạc. Rõ ràng là người này đã sử dụng súng giảm thanh, một phát bắn trí mạng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lập tức muốn tiến lên cướp con chip trong tay em trai thượng sư, nhưng... Vút! Ngay lúc lãnh thiên dục vừa định cúi người xuống thì một con dao sắc bén đột nhiên phi thẳng về phía hắn. Lãnh thiên dục vội xoay người tránh được, khi hắn thấy con dao này hướng đến con chip liền vội vã xông lên. Bàn tay to nắm chặt lấy con dao. Con dao đang được phi đến với một lực rất mạnh đột nhiên bị chặn đứng phát ra tiếng Phật. Niếp ngân, rốt cuộc chúng ta cũng gặp nhau rồi lãnh thiên dục chậm rãi nghiêng nghiêng người, bên môi cong lên nụ cười lạnh lẽo nhưng đáy mắt đầy sắc bén khiến người ta không rét mà run. Âm âm, bầu trời vang lên tiếng sấm rền, từng tiếng từng tiếng như đâm thẳng vào lòng người. Tầm mắt lại càng trở nên u ám, rõ ràng là ban ngày nhưng những đám mây đen che kín bầu trời khiến cảnh vật như bị mơ hồ đi. Nhưng Lãnh thiên dục vĩnh viễn không quên được khuôn mặt của Nếp Ngân. Còn Nếp Ngân cũng vĩnh viễn không quên đôi mắt chim ưng lạnh lẽo của lãnh thiên dục. Nếp ngân mặc bộ đồ đen đứng khoanh tay, hàng lông mày kiếm, mắt sáng, khí chất tinh anh, tuy đối mặt với lãnh thiên dục lạnh lùng nhưng anh ta vẫn toát lên vẻ tao nhã của vương tử và sự bình tĩnh. Đôi mắt tối đen sâu không thấy đáy như một hồ nước tĩnh lặng đối mặt với đôi mắt đen sắc bén của nếp ngân đầy kiêu ngạo và chín chắn, thật không gì sánh nổi. Hai người đàn ông, một lạnh lẽo lạnh nhạt, một chín chắn ôn nhã. Hai người đàn ông cực kỳ xuất sắc đứng ở cùng một nơi tạo nên cảm giác kích thích thị giác, lãnh thiên dục và nếp ngân chỉ đứng yên nhìn nhau, đôi mắt đánh giá đối phương, tính cách khác biệt, diện mạo cũng chẳng giống nhau, nhưng lại chung một mục đích, muốn con chip sao? để xem anh có bản lĩnh đó không? lãnh thiên dục bỏ con dao ra, giơ chiếc hộp nhỏ trong tay ra, lạnh lẽo tuyên chiến với nếp ngân. nếp ngân không vội ra tay, bên môi cong lên nụ cười đầy trào phúng, nói từng câu từng chữ, tôi có bản lĩnh hay không chính cậu là người rõ ràng hơn cả, đừng quên. Năm đó cha mẹ cậu là do tôi bắt đi. Trên mặt Lãnh Thiên dục đột nhiên biến hóa, từng hình ảnh trong mùa thu 10 năm về trước như hiện lên ngay trước mắt hắn, bàn tay to đột nhiên nắm chặt lại. Niếp Ngân, xem ra món nợ này hôm nay chúng ta phải tính toán một chút rồi. Niếp Ngân lạnh lùng cười, 10 năm nay những người đáng chết cũng đã bị giết cả rồi, cậu hẳn là phải rất kiên nhẫn đi khắp thế giới để tìm tôi. Được, nếu hôm nay tôi đã đến đây thì cũng tiện tay đưa cậu đi gặp cha mẹ luôn lá gan cũng to đấy. Được, vậy hôm nay tôi cũng muốn thỉnh giáo ngài chủ thượng đã huấn luyện tuyền từ nhỏ xem rốt cuộc bản lĩnh đến đâu. Lãnh thiên dục cố ý nói ra tên thượng quan tuyền. Ai ngờ. Ngay khi cái tên đó được bật ra từ miệng lãnh thiên dục, sắc mặt nếp ngân đột nhiên thay đổi. Tuyền. Giọng nói của anh ta đột nhiên trở nên rét lạnh, là người đàn ông đã tàn nhẫn cướp đoạt đêm đầu tiên của cô ấy, cậu có tư cách gì gọi cô ấy như vậy? Cảm giác lạnh như băng dần ngưng tụ trong mắt Lãnh Thiên Dục. Cô ấy là người của tôi, xưng hô thế nào là việc của tôi. Một câu nói lạnh lùng mà bá đạo vang lên, giống như là đang tuyên bố một sự thật. Người của cậu? Ta à, quên nói cho cậu biết, Thượng Quan Tuyền sắp trở thành người đứng đầu của tổ chức Baby M rồi, người của cậu chỉ có thể trung thành cả đời này với một mình tôi. Cái gì? Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên sắc lạnh. Khốn nạn thật bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng và sặc mùi nguy hiểm. Ngay sau đó, lãnh thiên dục trút ra một khẩu súng. Bằng! Viên đạn xé gió bay thẳng về phía Nếp Ngân. Nếp Ngân nhanh chóng xoay người tránh viên đạn, sau đó núp sau mấy chiếc máy móc cũ đã gỉ sét để tấn công. Anh ta cũng nhanh chóng rút súng ra nhắm vào lãnh thiên dục. Lãnh thiên dục lắc người trốn sau một chiếc máy khác, sau đó chạy về phía cầu thang xoay bằng tốc độ nhanh nhất. Bằng, bằng, Băng, súng của Nip Ngân chẳng phải khẩu súng bình thường mà là loại súng đã được cải tiến, cực kỳ nhẹ nhưng lực bắn thì siêu mạnh, từng phát đạn bay thẳng tắp về phía lãnh thiên dục. Lợi dụng các loại máy móc ngổn ngang để né mình, lãnh thiên dục nhanh chóng lách người tránh làng đạn đang bay tới rồi cũng nhanh chóng chĩa súng bắn vào Nip Ngân. Nip Ngân không né tránh chút nào, chỉ chuyển vị trí khẩu súng. Một tiếng bùm vang lên, sau đó một chiếc thùng sắt đột nhiên nổ tung lên. Lợi dụng cơ hội này, lãnh thiên dục dẫm chân lên một chiếc máy, nhảy lên, nhằm thẳng về phía nếp ngân đang đứng, chân phải đạp mạnh xuống, cơ thể to lớn mạnh mẽ xông lên, tay trái cầm súng xoay lại đầy dứt khoát, hướng người về phía nếp ngân, lực vừa mạnh lại vừa nhanh. Nếp ngân lập tức nghiêng đầu, sau đó bàn tay cầm súng vung lên, khẩu súng bị văng ra tận xa. Anh ta né tránh đòn tấn công của lãnh thiên dục, rồi nhanh chóng xoay người lại, chân trái trụ vững. Phần hông và vai hơi nghiêng về bên phải, khuỷu tay trái vung lên đánh về phía lãnh thiên dục đang xông tới. Tiếng đánh nhau bên trong khiến những người ở bên ngoài cảnh giác, có mấy người không kiềm chế được, chạy đến gần Phong. Chấp pháp Phong, hình như bên trong có tiếng đánh nhau. Phong đứng khoanh tay, bộ quần áo màu đen trên người cũng lạnh lùng y như vẻ mặt của anh ta lúc này, đôi mắt hiện lên những tia sáng khiến người ta không thể khinh thường. Anh ta nhìn chầm chầm vào chiếc cổng lớn, bộ dạng đâm chiêu thưa một thuộc hạ không kiên nhẫn lại lên tiếng tôi nghe thấy rồi phong không kiên nhẫn cắt ngang lời anh ta chúng ta có nên xông vào không các thuộc hạ khác cũng không kìm nén được nữa nhào nhào cả lên đồng thời rút súng bên người ra chỉ chờ phong ra lệnh là lập tức xông vào hỗ trợ chẳng lẽ mấy anh quên lời lão đại nói rồi sao không có mệnh lệnh của ngài ấy thì không kẻ nào được phép hành động thiếu suy nghĩ phong nổi giận gầm lên một tiếng đôi mắt lạnh lẽo đảo qua từng gương mặt đang nóng lòng của các thuộc hạ. Nhưng, bên trong, một thuộc hạ cho mày nói. câm miệng. Tôi tự biết. Thanh âm của Phong cực kỳ lạnh nhạt. Tất cả các thuộc hạ câm như hến, chuẩn bị tản đi. Nhưng, đúng lúc này. Bằng, bằng, bằng. Một tràng súng mãnh liệt đột nhiên vang lên, mọi người cả kinh, lập tức núp phía sau xe, có mấy người không tránh kịp bị trúng đạn ngã xuống bốn phía vang lên tiếng súng bắn rập trời, thuộc hạ của lãnh thiên dục lập tức chuẩn bị tinh thần đáp trả. Bên ngoài, hai phe quyết sống mái với nhau. Còn bên trong, lãnh thiên dục và nếp ngân cũng đang kịch liệt đỏ sức. Bầu không khí càng ngày càng nặng nề khiến người ta không rét mà run. từng cơn gió thổi qua lại càng khiến cho nơi này thêm hoang vu lạnh lẽo. Hai người đàn ông ở bên trong không khó để nghe thấy tiếng bắn nhau kịch liệt ở bên ngoài. Nếp ngân, những người bên ngoài là do anh đưa đến để tăng thêm dũng khí cho mình à. Đôi mắt lãnh thiên dục đã sớm tràn đầy sự lạnh lẽo và u ám, nhất là khi nghe được tiếng súng bên ngoài, khóe môi cương nghị của hắn khẽ nhếch lên nụ cười lạnh. Nếp ngân giơ chân phải lên, người hơi nghiêng đi tránh được một chiêu tàn độc của lãnh thiên dục. Anh ta hừ lạnh một tiếng, nói, lãnh thiên dục, muốn đối phó với cậu đâu chỉ có mình tôi, xem ra hôm nay không chỉ có tôi muốn tới xem náo nhiệt, hóa ra còn có người nóng vội hơn cả tôi, muốn nhanh chóng diệt trừ cậu. Tôi thì lại muốn xem rốt cuộc các người có mục đích gì đấy. Từ trước đến nay Lãnh Thiên Dục đâu phải là người dễ bị uy hiếp, những tình huống kiểu này suốt 10 năm nay hắn đã trải qua vô số lần, người bình thường chẳng thể chịu đựng nổi, chuyện sống hay chết hắn chẳng để ý nhiều nữa. Hắn vừa dứt lời, cả người nhanh chóng vọt lên trước, hơi nghiêng về bên trái, chân phải quét về phía Níp Ngân, sau đó tung một chiêu. Níp Ngân nhanh chóng lách người, tay trái giơ lên ngăn lại một quyền mạnh mẽ kia, chân trước đạp mạnh xuống đất, mượn lực để chống đỡ cơ thể. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, anh ta đem trọng tâm cơ thể dồn về phía sau, lui mấy bước rồi nhanh chóng nhảy lên, phản kích lãnh thiên dục. Lãnh thiên dục giơ tay lên đập vào cổ tay nếp ngân, dùng lực ngăn cản lực của nếp ngân. Vì cả hai người từ nhỏ đã trải qua những huấn luyện nghiêm khắc nên dù có tranh đấu quyết liệt cũng không phân được thắng thua. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hai người vẫn đấu với nhau như vậy, không ai có lợi thế hơn cả, mà bên ngoài vẫn vang lên tiếng súng ngày càng kịch liệt. Đang giao đấu với nhau, cả lãnh thiên dục và nếp ngân đồng thời nhặt khẩu súng dưới đất lên, bóp cò. Toàn. Âm thanh lạnh lẽo vang lên, hai viên đạn nhằm thẳng về phía đối phương. Kỹ thuật bắn súng của cả hai người đều cực kỳ chuẩn xác, đều nhắm thẳng vào những vị trí cực kỳ hiểm của người kia hai viên đạn được bắn ra lại va chạm vào nhau trong không trung, khiến chúng bị lệch hướng bay. Nếp ngân nhanh chóng xoay người tránh viên đạn, lãnh thiên dục cũng linh hoạt lắc người thoát khỏi, viên đạn bay thẳng vào một cái ống phía sau lãnh thiên dục. C. Một âm thanh rất nhỏ vang lên trong không khí. Thì ra nếp ngân đã bắn trúng vào ống dẫn khí thang, tuy nhà máy đã bị bỏ hoang nhưng rõ ràng là người ta đã hoàn toàn quên cái ống dẫn khí thang này, giờ nó lại đang phát huy giá trị của bản thân nó ống vẫn bị vỡ khí than thoát ra ngoài hai người đàn ông vốn đang tranh đấu lại chẳng hề hay biết nguy hiểm đang dần bủ vây lấy hai người may mà viên đạn không làm thủng lỗ quá lớn nếu không nhất định sẽ khiến nơi này nổ tung từng làn khói bắt đầu xuất hiện lờ mờ trong bầu không khí nhưng do nơi này quá rộng nên trước mắt hai người không cảm nhận được gì nhưng thời gian càng trôi đi khí than phun ra ngày càng nhiều dần dần tràn ngập khắp mọi nơi trên trán lãnh thiên dục và nếp ngân cũng bắt đầu lắm tắm mồ hôi lạnh, hô hấp dần rối loạn. Một là vì thời gian hai người đấu với nhau quá dài, hai là hai người đã bắt đầu hít vào một lượng khí than không nhỏ. Chết tiệt! Lãnh thiên dục khẽ rủa thầm một tiếng, rõ ràng là hắn đã cảm nhận được sự khác thường trong không khí. Vì diện tích quá lớn nên bây giờ hai người bọn họ mới có phản ứng. Ông trời quả thật là có lòng thương đối với hai kẻ oan gia chúng ta, theo tình hình lúc này thì chúng ta có vẻ sẽ chết cùng nhau đấy nip ngân cười lạnh hô hấp của anh ta cũng bắt đầu trở nên dồn dập dần xuất hiện cảm giác chóng mặt lãnh thiên dục cũng chẳng khá hơn là bao hắn cảm thấy hít thở ngày càng khó khăn muốn tấn công nhưng chẳng còn mấy sức lực cơ thể to lớn hơi dựa vào máy móc lạnh lẽo bên cạnh chiếc hộp gỗ đựng con chip rơi xuống lãnh thiên dục nhìn thấy mà nip ngân cũng biết hai người cố nén cảm giác choáng váng cố động đậy người để lấy lại con chip nhưng khí thang trong không khí ngày càng dày đặc. Khi hai người cùng cố gắng cúi xuống lấy con chip thì rốt cuộc cả lãnh thiên dục và nếp ngân không thể chống cự nổi nữa. Hai cơ thể to lớn lão đảo. Ưng. Ừ. Nếp ngân vùng vẫy tay chân, nhưng khi anh ta càng dãy dụa thì lượng khí thang hít vào lại càng nhiều, tầm mắt của anh ta bắt đầu mờ nhọa ý thức càng ngày càng mơ hồ. Vô dụng thôi, anh, vùng vẫy như vậy thì cũng là sớm đưa tiễn bản thân. Lãnh thiên dục cũng bắt đầu mơ hồ, tuy nhiên ý chí của hắn lại cực kỳ kiên cường khi hai người sắp mất đi ý thức thì chợt thấy trong không khí mờ mờ ảo ảo xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh hai người cố mở to mắt ra xem là ai nhưng chẳng còn chút sức lực nào người tới là thượng quan tuyền cô chậm rãi bước lên phía trước khi nhìn rõ hai người đàn ông trên mặt lộ ra sự đau lòng chiếc hộp gỗ tinh xảo ở ngay dưới chân cô không do dự cầm lên cất đi Địa điểm giao dịch lần này quá quen thuộc với cô nên cô biết có cửa sau, vậy nên mới có thể tự nhiên đi vào như vậy. Nhưng không ngờ sau khi vào cô mới phát hiện ra hai người đánh nhau đã khiến ống dẫn khí thang bị vỡ. Chủ thường. thượng Thượng quan tuyền nhìn nếp ngân, lắc lắc người anh ta rồi lại lập tức đưa mắt sang lãnh thiên dục ở bên kia. Này, lãnh thiên dục, tỉnh lại đi. Thượng quan tuyền vội chạy tới, dùng sức đẩy đẩy người lãnh thiên dục. Không biết vì sao nhưng khi cô thấy lãnh thiên dục đang dần mất đi ý thức, trong lòng lại cảm thấy đau đớn. Nhìn tình trạng của hai người, Thượng quan Tuyền biết nếu lúc này không đưa bọn họ ra ngoài thì tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm. Thật đúng là, Thượng quan Tuyền không khó để nghe thấy tiếng đánh nhau và đạn bắn ở bên ngoài. Cô chẳng nghĩ nhiều nữa, cũng chẳng quan tâm rốt cuộc đối phương là ai, cô lập tức mở cửa sau ra, sau đó lao vào đưa lãnh thiên dục và nếp ngân ra ngoài rốt cuộc cũng đưa được hai người ra ngoài cô thở hổn hển cố gắng hấp thụ bầu không khí trong lành bên ngoài hai người này thật đúng là cô không ngờ mình lại khỏe như lực sĩ vậy có thể khiêng hai người đàn ông cao lớn này ra ngoài thượng quan tuyền vừa thở hổn hển vừa nhìn nếp ngân và lãnh thiên dục đang nằm dưới đất mí mắt của hai người dần động đậy và mở ra có thể thấy con ngươi đang dần chuyển động may quá hai người vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức chỉ là cơ thể vô lực không nhúc nhích được mà thôi lúc này điều quan trọng là phải mau chóng đưa hai người đi chữa trị thượng quan tuyền không có nhiều thời gian suy nghĩ cô vừa định hành động thì nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập cô cảnh giác đứng dậy lão đại tiếng của phong từ xa vọng đến giọng nói đầy lo lắng ánh mắt thượng quan tuyền lập tức đầy cảnh giác đưa tay chậm rãi sờ lên khẩu súng lục trên người mình quả nhiên ngay sau đó phong xuất hiện ở cửa khi anh ta thấy hai người nằm dưới đất ở cách đó không xa, đôi mắt thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng được che đi, lập tức chạy tới. "Lão đại." Niếp Ngân. Khi Phong vừa chạy đến gần hai người, còn chưa kịp hành động gì đã cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh ta vừa định quay đầu lại thì đã bị một khẩu súng chặn ở sau gáy. "Không ngoan thì không nên cử động." Thượng quan Tuyền bình tĩnh nói với Phong. "Thì ra là cô" Phong không cần xoay người cũng nghe ra giọng nói của cô, cô muốn thế nào? Rất đơn giản, tôi chỉ muốn đưa Niếp Ngân rời khỏi nơi này. Thượng Quan Tuyền nói. Phong lạnh lùng cười, dường như đang nghe được chuyện rất nực cười. Nơi này đều có người của chúng tôi, cô cho rằng hôm nay có thể thoát được sao? Anh lo quá nhiều rồi, trước tiên hãy quan tâm đến cái đầu của anh đi đã. Đôi mắt trong veo của Thượng Quan Tuyền hiện lên tia tàn độc. Ngay lúc Phong định mở miệng nói gì thì lại có từng đợt âm thanh ồn ào truyền đến. Ngay sau đó, hai người mặc áo đen, máu me be bét chạy vào. Khi họ nhìn thấy tình cảnh trước mặt, gương mặt đầy vẻ sững sờ. Đã xảy ra chuyện gì? Phong hơi nghiêng nghiêng đầu, tuy bị súng chỉ vào sau gáy nhưng anh ta vẫn đầy bình tĩnh. Hai người vừa chạy vào lo lắng nói, chấp pháp Phong, người của đối phương tới ngày càng nhiều, chúng tôi sắp không trụ nổi nữa, mau rút lui thôi sắc mặt phong đột nhiên trở nên khó coi thượng quan tuyền cười lạnh một tiếng xem ra ngay cả tính mạng của các anh cũng khó bảo toàn không phải sao phong phẫn hận nheo mắt lại thượng quan tuyền lạnh lùng đưa mắt nhìn hai người vừa vào ra lệnh hai anh đỡ người này ra xe cho tôi nhắc nhở các anh chút đừng có dở trò gì với tôi nếu không ngại lão đại kính yêu và cả chấp pháp phong cũng sẽ có chuyện đấy hai người mặc áo đen ngẩn ra nhìn lãnh thiên dục đang nằm dưới đất rồi lại nhìn khẩu súng đang nhắm thẳng vào phong chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo mệnh lệnh của thượng quan tuyền thượng quan tuyền cắn chặt môi đưa mắt nhìn về phía lãnh thiên dục khi cô thấy hắn đang cố gắng mở mắt trái tim lại đột nhiên đau xót nhưng cô nhất định phải đưa nip ngân đi cô biết nếu nip ngân còn ở đây sẽ bị người của mafia đưa đi theo tính cách của lãnh thiên dục thì nhất định sẽ không để yên cho nip ngân Tuy cô biết Nếp Ngân chính là hung thủ đã giết cha nuôi nhưng cô không thể trơ mắt nhìn anh ta đi vào đường chết được. Thấy hai người mặc áo đen đưa Nếp Ngân vào xe, Thượng quan Tuyền chậm rãi lùi người về phía xe, khẩu súng vẫn nhằm vào Phong. Chấp pháp Phong. Phong giơ một tay lên ngăn cản. Cứ để bọn họ đi, hiện tại phải cứu được lão đại trước đã. Vâng. Thượng quan Tuyền lên xe, nhìn thoáng qua lãnh thiên dục, ánh mắt đầy khác thương rồi cô nhanh chóng khởi động xe phóng đi rút lui phong cổng lãnh thiên dục lên quyết đoán ra mệnh lệnh khi bọn họ ra đến cửa phong nhặt khẩu súng dưới đất lên nã đạn về phía nhà máy bùng tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó toàn bộ nhà máy nổ tung a à. trong nháy mắt ngọn lửa dữ dội bùng lên lan ra bốn phía rất nhiều người đang mãi chém vết bên trong bị vùi trong biển lửa đám người nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Truyền mệnh lệnh, đặc biệt chú ý tới toàn bộ hành vi của thượng quan Tuyền và Niếp Ngân, nếu có động tĩnh gì lập tức phải báo cáo. Phong lạnh lẽo ra mệnh lệnh cho thuộc hạ. Vâng. Sân bay quốc tế Athens. Không khí ở sân bay quốc tế Athens rất náo nhiệt. Xe buýt chậm rãi dừng ở cửa Tây của sân bay, một cô gái bước xuống. Sân bay quốc tế của Hy Lạp chia thành hai trạm chính, cửa Đông và cửa Tây cửa Tây là cho những hoạt động quốc tế, còn cửa Đông chuyên cho hoạt động quốc nội. Cô gái có làn da trắng trẻo, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi anh đào hé mở, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, ăn mặc khá thoải mái, dáng người đẹp miễn bàn, nhất là chiếc quần dinh bao lấy đôi chân dài quyến rũ của cô, chiếc cổ dài và trắng, trên tay đeo mấy chiếc vòng hình dây xích, là một cô nàng ngỗ ngáo điển hình. Cô gái này không phải ai khác, chính là thượng quan tuyền sau khi đã cải trang hôm nay cô muốn rời khỏi hy lạp đồng thời cũng mang con chip quý giá đi theo khi thượng quan tuyền bước vào sảnh sân bay cô liền cảm thấy rất rõ ràng một loại cảm giác căng thẳng có lẽ những du khách bình thường khác không nhận ra nhưng cô bẩm sinh là người nhạy cảm dễ dàng nhận ra được bầu không khí này cô rất tự nhiên nhìn toàn bộ khung cảnh bên trong sảnh sân bay rốt cuộc cũng phát hiện ra ba người mặc cảnh phục đứng ở khu kiểm tra thỉnh thoảng lại quan sát các du khách xung quanh bên trong cũng có rất nhiều cảnh sát đi qua đi lại tuần tra thượng quan tuyền cười lạnh trong lòng cô không khó để biết đây nhất định là do lãnh thiên dục lợi dụng thế lực của mình khiến cảnh sát địa phương phải tăng cường phòng tra từ sau ngày hôm đó thượng quan tuyền bí mật đưa nếp ngân về biệt thự cô biết chỉ cần nếp ngân về đó thì nhất định sẽ có bác sĩ chữa trị cho anh ta rồi lặng lẽ rời đi trong những ngày tiếp theo cô biết có rất nhiều người dồn sự chú ý vào cô vì con chip tự dưng biến mất mà động cơ của cô là rõ ràng nhất thượng quan tuyền tìm một ghế trống để ngồi xuống thời gian còn khoảng gần một tiếng nữa nhìn qua thì cô cực kỳ nhàn nhã xem tạp chí nhưng thật ra đang rất cảnh giác quan sát từng động thái trong sân bay rất nhanh sau đó cô phát hiện ra ngoài cảnh sát còn có rất nhiều người khác cũng chú ý đến các du khách nhóm người này là do ai phái tới thượng quan tuyền nghi hoặc rõ ràng không phải người của tổ chức vì nếu là tác phong của người trong tổ chức thì cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngay nhưng nhóm người này không phải xem ra cũng không phải là người của lãnh thiên dục vậy còn có người nào chú ý đến cô nữa thượng quan tuyền nhanh chóng suy nghĩ mục đích của nhóm người này chỉ có hai một là con chip quan trọng trong tay cô thứ hai là muốn tính mạng của cô rốt cuộc còn có người nào đang ẩn giấu trong bóng tối nữa nghĩ tới đây ánh mắt thượng quan tuyền đột nhiên sáng lóe lên chẳng lẽ là bọn chúng thượng quan tuyền lập tức nghĩ đến hai người trong phòng sách của nếp ngân đêm đó chính là giáo phụ nhân cách của mafia và sát ân giả tâm của bọn họ chính là muốn đạt được con chip đỉnh cao công nghệ này chỉ cần có được nó là có thể nắm trong tay nguồn công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới Vậy thì bọn họ không chỉ có thể đạt kích tới lãnh thị mà còn có thể làm lung lay địa vị và quyền thế của lãnh thiên dục trong tổ chức mafia nữa. Có lẽ bọn họ chưa muốn tính mạng của lãnh thiên dục ngay, nhưng âm mưu của bọn họ so với việc giết lãnh thiên dục còn tàn nhẫn hơn. Trong thế giới hắc đạo, chuyện ngươi lừa ta gạt thượng quan tuyền đã nhìn thấu từ lâu, cô sớm đã vô cảm nhưng không biết tại sao, khi nghĩ đến việc lãnh thiên dục sẽ bị tổn hại, trong lòng cô lại dâng lên nỗi đau đớn. Nhất là khi cô đưa nếp ngân đi vào hôm đó, cô luôn có cảm giác lãnh thiên dục vẫn luôn nhìn cô, nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cô. Loại cảm giác này khiến cô cực kỳ không thoải mái. Nhưng cô không thể không lấy đi con chip, vì nếu cô không lấy con chip đi, dựa vào tình cảnh ngày hôm đó thì con chip này nhất định sẽ rơi vào tay phong. Người này, Thượng quan Tuyền cảm thấy rất nghi hoặc, vừa tốt vừa xấu khiến cô rất khó đánh giá. Nếu anh ta đưa con chip cho lãnh thiên dục thì Nếp Ngân cũng sẽ phải chịu đả kích, điều này, Thượng quan Tuyền cũng không muốn thấy. Nhìn những người khả nghi trong sân bay, thượng quan tuyền càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là chính xác thật ra mục đích giáo phụ nhân cách phái bọn họ đến đây là rất rõ ràng ông ta muốn giết người diệt khẩu nguyên nhân là đêm hôm đó cô đã nghe lén bọn họ nói chuyện cũng biết rõ thân phận của bọn họ thượng quan tuyền vương vai duỗi cái lưng mỏi nhìn liếc qua đám người đó trong lòng không khỏi cười thầm trên thế giới này chỉ có một mình lãnh thiên dục chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra kỹ thuật cải trang của cô mà thôi Cô không tin mình đã cải trang thành như vậy rồi mà bọn họ còn có thể nhận ra cô được nữa. Thượng quan tuyền rất thoải mái, đem gương trong túi ra soi, cô công môi cười đầy thỏa mãn. Thủ tục kiểm tra của sân bay cực kỳ phức tạp và phiền phức. Thượng quan tuyền chẳng có hành lý cồng kềnh gì, trên người chỉ có một chiếc túi sách to, đương nhiên còn có đống trang sức vòng cổ các loại khiến nhân viên kiểm an hoa cả mắt. Thưa cô, xin cô xuất trình chứng minh thư và hộ chiếu, cảm ơn nhân viên kiểm an mỉm cười nhìn thượng quan tuyền nói đôi mắt thượng quan tuyền lóe sáng không khó để biết nhóm người kia đã bắt đầu lại gần cửa kiểm an kiểm tra từng du khách một thượng quan tuyền chỉ mỉm cười giao chứng minh thư của mình ra đương nhiên đây chỉ là chứng minh thư giả loại hàng nhái này cũng không đơn giản gì cô phải phá giải hàng phòng mật trong công tác thống kê của nhân viên quốc gia tùy ý chọn đại một người để mình ngụy trang thành cái kiểu nửa giả nửa thật này ngay cả dụng cụ tinh vi cũng khó có thể tra ra được. Cô Long tỉnh phải không? Nhân viên kiểm an nhìn chứng minh thư, sau đó xác nhận lại. Đúng vậy, tôi là Long tỉnh. Thượng quan tuyền cố ý cất tiếng lanh lảnh, lần này cô cải trang thành một người Nhật Bản. Cô cũng chẳng biết cô gái Long tỉnh này có tính cách thế nào nhưng qua điều tra sơ bộ, cô biết đây là một nhiếp ảnh gia nên trong túi sách cô được nhét đầy các loại máy ảnh chuyên nghiệp. Mời cô đứng sang một bên để túi sách lên đây nhân viên kiểm an nói với thượng quan tuyền thượng quan tuyền nghênh ngang đứng ở một bên để mặc các loại máy móc kiểm tra một nhân viên kiểm an tiến lên trong tay cầm một thanh kim loại dò xét trước người thượng quan tuyền từ đầu đến chân không bỏ sót chỗ nào sau đó đeo găng tay trực tiếp sờ tới sờ lui trên người cô này các người làm gì vậy khi thượng quan tuyền thấy nhân viên kiểm an lấy máy ảnh trong túi sách của mình ra cô lập tức kêu lên cố ý khoa trương la hét ầm ĩ xin lỗi cô đây là công việc của chúng tôi nhân viên kiểm an xoa xoa lỗ tai bị thượng quan tuyền hét to mà đau nhức không vui lên tiếng mắt các anh mù à đây là loại máy ảnh chuyên nghiệp nhỡ các anh làm hỏng thì có đền được không hơn nữa cái này nhìn cũng biết là máy ảnh còn muốn kiểm tra gì nữa thượng quan tuyền cất cao giọng cố ý cao ngạo và tức giận hét lên rất xin lỗi chúng tôi nhận được lệnh từ bên trên phải tiến hành kiểm tra cẩn thận, dù là máy ảnh cũng không thể bỏ qua. Nhân viên kiểm an rõ ràng đã bị Thượng quan Tuyền làm cho mất hết kiên nhẫn, giọng điều đầy không vui. Nói xong, anh ta mở từng bộ phận của máy ảnh ra kiểm tra. Sao? Có tìm ra được gì không? Thượng quan Tuyền nhất quyết không tha, ánh mắt đầy cao ngạo, trông thế nào cũng không thấy dáng vẻ của một cô gái gì cả. Nhân viên kiểm an không nói gì, bọn họ chẳng muốn đáp lời với một người như vậy sao sao không nói gì thế thái độ của anh kiểu gì vậy tôi cảnh cáo các anh không xin lỗi tôi thì tôi sẽ đi báo lên cấp trên các anh hai tay thượng quan tuyền chống nạnh lớn tiếng kêu lên khi cô nhìn thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của mấy người theo dõi trong lòng thầm cười trộm dụng ý của cô chính là như vậy làm loạn lên khiến bọn họ không hoài nghi gì nữa con chip đúng là được giấu trong túi nhưng không bị máy móc phát hiện là do cô đã xử lý lại một chút mỗi loại máy móc đều có sơ hở, cô chỉ cần lợi dụng điểm này là xong. Thấy bộ dạng vô lễ của cái cô gái tên Long Tỉnh này, mấy nhân viên kiểm an cũng muốn đùa dẫn ngang ngược một chút nhưng thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của các du khách ở phía sau, bọn họ chỉ có thể nhượng bộ, để cô đi vào trong. Thượng quan tuyền đi vào trong, ngoảnh mặt lại nhìn qua tấm kính thủy tinh, mỉm cười. Tạm biệt Hy Lạp, tạm biệt đám người ngốc nghếch. Hết quyển 9, chương 140, cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha